Hứa Thuần Lương nghe nói siêu thanh thất xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên chính là bệnh viện bảo vệ khoa quản ăn cái gì. Kỳ thật cũng không thể trách bảo vệ khoa, trước mắt phân viện bảo vệ khoa đang đứng ở rắn mất đầu tình trạng. Bảo vệ khoa trưởng Từ Đại Khánh còn tại câu lưu bên trong, đương nhiên coi như hắn phóng suất cũng không có khả năng đến bệnh viện đã đem hắn khai trừ. Hứa Thuần Lương cho Trương Hải Đào gọi điện thoại, để hắn đem bảo vệ khoa người đều gọi, đi hiện trường duy trì một chút trật tự, chủ yếu là cam đoan nhân viên y tế an toàn. Hứa Thuần Lương đi vào siêu thanh khoa thời điểm, mấy vị lão thái thái còn tại mắng. Trương Hải Đào mang theo bảo vệ khoa đã đến, bọn hắn ngược lại là cũng khuyên vài câu, kết quả bị mắng cái vòi phun máu chó, tức thì tức, cũng không thể đối lão thái thái động thủ. Phân viện y tế chỗ chủ nhiệm Lưu Phúc Quý cơ hồ cùng Hứa Thuần Lương đồng thời đi vào, thở hổn hển nói, Triệu Đại Nương, như thế nào là ngài a? Đừng nóng giận, đừng nóng giận, có chuyện tới phòng làm việc nói. Hắn chỉ là cái kiêm chức, bình thường phụ trách tại nội tiết khoa ngồi xem bệnh, có chữa bệnh tranh chấp thời điểm lại tới hành xử y tế chỗ chủ nhiệm quyền lực. Cầm đầu Triệu lão thái tức giận nói, đổi thành ngươi có thể không tức giận, ta rõ ràng con trai lớn cháu trai bỗng nhiên biến thành tôn nữ, ngươi có thể tiếp nhận sao? Nhà chúng ta đều 5 cái cháu gái, bởi vì cái này nữ nhân nhà chúng ta đều muốn tuyệt hậu. Mặc dù thời đại tại biến, nhưng rất nhiều già trong lòng bách tính trọng nam khinh nữ tư tưởng vẫn không thay đổi. Lưu Phúc Quý nói, có chuyện gì tới phòng làm việc nói, ở chỗ này náo ảnh hưởng không tốt. Các ngươi sợ ảnh hưởng không xong, thu ta tiền thời điểm tại sao không nói. Thu người tiền tài trừ tai họa cho người, người cái không có bỏ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống, cầm nhà chúng ta tiền, lại cho chúng ta nhìn lầm, còn Trường Hưng chuyên gia của bệnh viện, cầu thí chuyên gia, ngay cả nam nữ hài đều có thể nhìn lầm. Lưu Phúc Quý đối diện đám này không thèm nói đạo lý lão thái thái cũng là vô kế khả thi, loại chuyện này là có thể công khai nói sao. Hứa Thuần Lương nói, ai thu người tiền, thu nhiều ít. Mấy vị lão thái thái hướng Hứa Thuần Lương nhìn lại, không biết cái này trẻ tuổi tiểu tử là làm gì. Trương Hải Đào cho các nàng giới thiệu đây là bọn hắn bệnh viện mới tới viện trưởng, kỳ thật Hứa Thuần Lương không phải cái gì viện trưởng, nhưng là tại Trương Hải Đào trong lòng Hứa Thuần Lương so viện trưởng còn muốn nhiêu bức. Từ khi hắn đi vào về sau, Từ Đại Khánh bị bắt, Trương Hải Tân bị miễn chức, chung quanh đám kia khất nợ tiền thuê nhà tiểu điếm chủ từng cái thành thành thật thật đem tiền thuê đều bổ đủ. Trương Hải Đào đối Hứa Thuần Lương cũng bắt đầu sùng bái mù quáng, cho là hắn có thể làm được hết thảy. Triệu lão thái nghe nói Hứa Thuần Lương là viện trưởng, lập tức tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng nói, tao tính, nàng thu ta 500 khối tiền, kết quả cho chúng ta nhìn lầm, nam hài nhìn thành nữ hài, cháu của ta biến thành tôn nữ. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ tôn tử tôn nữ còn không đều là con trai ngươi loại, lão thái thái thực sẽ oán trời trách đất, Triệu đại nương, chuyện này chúng ta trước thả một chút, ngươi bằng cái gì nhất định là nàng nhìn lầm đây. Triệu lão thái sửng sốt một chút, làm sao không thể nhận định. Con dâu ta phụ đi huyện phụ sinh bệnh viện ngày thường, sinh ra không có đem, còn có thể có lỗi. Sinh ra hài tử bị ôm sai thì thôi đi, ngươi không hỏi một chút con của ngươi, hài tử sinh sau khi đi ra có phải hay không toàn bộ hành trình đều không có rời đi hắn ánh mắt. Cái gì, ngươi nói là cháu của ta bị người cho đổi. Hứa Thuần Lương nói, ta cái gì đều không nói. Dù sao chúng ta Trường Hưng bệnh viện bác sĩ trình độ khẳng định phải so với các ngươi bệnh viện huyện trình độ cao, còn có a, ngươi vừa nói sự tình mặc kệ là thật là giả, đều không thích hợp lớn tiếng ồn ào, cấp trên đối loại sự tình này tra được rất nghiêm, một khi phát hiện tuyệt không nhân nhược, làm trái kỷ bác sĩ phải đối mặt cách xù tiền phạt thậm chí hủy bỏ làm nghề y tư cách, đút lót bệnh nhân cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Hắn hướng Lưu Phúc Quý nói, ta nhớ được giống như nhẹ nhất là tiền phạt 1 vạn, câu lưu 15 ngày đi. Lưu Phúc Quý biết rõ không có nặng như vậy, Hứa Thuần Lương nên là đe dọa đám này lão thái thái, đi theo liên tục gật đầu. Hứa Thuần Lương lại nói, lại thêm nhiễu loạn trật tự xã hội, chỉ sợ đều đủ phán, ngài lớn tuổi như vậy không đáng a. Triệu lão thái nói, ngươi đừng làm ta sợ, các ngươi làm phi pháp thai nhi giám định, bằng cái gì phạt chúng ta. Lão thái thái này đủ buồn nôn, cầm không phải đương lý thuyết, coi như thật phát sinh qua thai nhi giám định sự tình cũng là các nàng chủ động tìm tới cửa. Hứa Thuần Lương hướng Trương Hải Đào nói, ngươi cùng đồn công an liên hệ sao? Trương Hải Đào sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Hứa Thuần Lương ý tứ, liên lạc qua, bọn hắn lập tức liền tới đây. Mấy vị lão thái thái nghe xong đồn công an muốn tới liền bắt đầu luống cuống, Hứa Thuần Lương tiếp tục về tâm lý làm áp lực. Ngươi tới nơi này náo, ngươi con trai con dâu phụ biết không? Nếu như bọn hắn không có công việc còn tốt,
vạn nhất có đơn vị làm việc, chỉ sợ là cũng muốn chịu ảnh hưởng. Lão Thái nói, ta ai làm nấy chịu, thanh âm đã rõ ràng thấp xuống, nàng con trai con dâu đều có công tác chính thức. Hứa Thuần Lương nói, muốn nói liền đi y tế chỗ hảo hảo đàm, không muốn nói, liền đi đồn công an giải quyết, bệnh viện chúng ta nhân viên công tác nếu có làm trái nhật ký hành trình vì, chúng ta khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý, các ngươi nhiễu loạn bình thường chẩn đoán điều trị trật tự, hối lộ nhân viên công tác cũng đừng nghĩ đào thoát trách nhiệm. Mấy vị lão thái thái đều sợ hãi. Lưu Phúc Quý thừa cơ khuyên các nàng cùng mình đi y tế chỗ, mấy vị lão thái thái bị Hứa Thuần Lương gây kinh hãi, lần này thế mà nghe lời cùng Lưu Phúc Quý đi. Hứa Thuần Lương đem Trương Hải Đào gọi qua một bên, để hắn hỗ trợ điều tra thêm lão thái thái kia con cái là lai lịch thế nào. Đi vào siêu thanh thất, Tào Tĩnh khóc đến cùng khóc sướt mướt, nàng đến bên này vẫn chưa tới một tháng, một mực gò bó theo khuôn phép, cái này căn bản là tai bay vạ gió. Nàng tại Hứa Thuần Lương trước mặt đều phát thể độc, biểu thị mình đến phân viện sau không có giúp người làm qua bất kỳ phi pháp giám định, muốn nói qua đi tại Trường Hưng thời điểm nàng không dám hứa chắc. Nhưng lại tới đây bản thân liền là bị xử phạt, nàng nào còn dám ngược gây án. Trương Hải Đào bên kia cũng hỏi thăm rõ ràng, Triệu lão thái con dâu hoàn toàn chính xác tại huyện phụ sinh bệnh viện sinh con đâu, đầu thai là cái khuê nữ, thứ hai thai lại là cái nữ nhi, nàng con trai con dâu phụ đều là Hồ Sơn trấn tiểu học giáo sư, phương thức liên lạc cũng tìm được. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào gọi điện thoại nói cho bọn hắn chuyện này, không nghĩ tới kia cặp vợ chồng căn bản cũng không cảm kích. Con dâu nói cho bọn hắn bà hẳn là bị kích thích, nàng một lòng muốn cháu trai, đều nghĩ đến cử chỉ điên rồ. Lúc ấy ngược lại là bồi tiếp nàng đi Vi Sơn Hồ bệnh viện làm qua mấy lần sinh kiểm, lần gần đây nhất là 2 tháng trước, nàng cũng không biết bà có phải hay không cho người ta tặng lễ hỗ trợ giám định giới tính. Hứa Thuần Lương đối chiếu một cái thời gian liền hiểu, lúc ấy Tào Tĩnh căn bản không tới đây bên trong, Triệu lão thái lên án tự nhiên không thể nào nói đến, rõ ràng là vu hãm Tào Tĩnh. Đi vào y tế chỗ cổng thời điểm, nghe được Triệu lão thái ở bên trong kêu gào, để các ngươi viện trưởng đến, bồi cháu của ta. Hứa Thuần Lương đẩy cửa đi vào, Lưu Phúc Quý chính đang khổ cực thuyết phục, Hứa Thuần Lương phát hiện đám này cơ sở phụ trách y tế chỗ công tác trình độ càng kém, người ta một lòng muốn tìm ngươi mau bệnh, không phải ngươi nói xin lỗi liền có thể giải quyết, ngươi thái độ càng tốt nàng càng phách lối. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Nguyệt Nga đúng không? Triệu lão thái sửng sốt một chút, ngươi gọi ta. Người trẻ tuổi không biết lễ phép, thế mà gọi tên ta. Hứa Thuần Lương tướng điều ra siêu thanh báo cáo thả ở trước mặt nàng, phần này là con dâu nàng phụ siêu thanh báo cáo, phía trên bản báo cáo viết rõ ràng căn bản cũng không phải là Tào Tĩnh danh tự. Triệu lão thái vẫn mạnh miệng, nói nàng mang theo con dâu tìm đến Tào Tĩnh giám lúc khác căn bản là không có đóng tiền. Hứa Thuần Lương phát hiện cái này lão thái là lại xuẩn lại xấu, cười nói, đừng nói người báo cáo chuyện này không tồn tại, coi như thật có việc. Chúng ta cũng muốn lấy báo cáo làm chuẩn, ngươi không có bằng chứng liền vu hãm thầy thuốc của chúng ta, đã dính líu phạm pháp, ta khuyên ngươi tốt nhất kịp thời thu tay lại, không phải ta sẽ để cho bệnh viện khởi tố ngươi. Khởi tố sao thế, ta một cái lão thái bà có gì phải sợ? Ngươi có thể không sợ, nhiều nhất đem ngươi chộp tới ngồi xổm mấy tháng, nhưng có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi một khi xúc phạm pháp luật, ngươi con trai con dâu phụ, tôn tử tôn nữ đều phải chịu ảnh hưởng, ngươi con trai con dâu phụ đều là giáo viên tiểu học. Về sau tấn thăng sách làm gì liền cơ bản không có hy vọng, đáng thương nhất chính là ngươi tôn tử tôn nữ, về sau thi đại học, thi công chức, trưng binh nhập ngũ cơ bản không đùa, bởi vì bọn hắn nãi nãi có hình sự ghi chép. Triệu lão thái mặt đều dọa trợn nhìn, cái khác mấy cái đi theo tới thêm phiền lão thái thái nhìn thấy tình thế không ổn, lặng lẽ chạy ra ngoài, nhà ai không có con cháu, bởi vì việc này ảnh hưởng đến hậu đại nhưng không đáng. Triệu lão thái cũng đánh lên chống lui quân, nói câu chuyện này không xong. Dự định rời đi. Hứa Thuần Lương lại không vui, người chớ vội đi a, bệnh viện chúng ta siêu thanh cửa phòng có giám sát, Tào Tĩnh tới đây tổng cộng không đến một tháng, chúng ta quay đầu đem nàng đi làm giám sát đều điều ra đến, nếu như ngươi nói láo, cũng không phải là ngươi theo chúng ta không xong vấn đề, bệnh viện chúng ta khẳng định phải truy cứu trách nhiệm của ngươi. Triệu lão thái lần này triệt để luống cuống. Hứa Thuần Lương giơ lên phần báo cáo kia nói, cho các ngươi làm siêu thanh bác sĩ chúng ta cũng sẽ điều tra. Nếu như điều tra rõ ai giúp các ngươi làm giới tính giám định, chúng ta khẳng định sẽ truy cứu tới cùng, mà lại chuyện này ta sẽ thông báo cho ngươi con trai con dâu phụ trường học. Cái này không có quan hệ gì với bọn họ, ngươi thông báo trường học của bọn họ làm gì. Triệu lão thái ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, làm không tốt sẽ bởi vì việc này ảnh hưởng đến con trai con dâu công việc.
Hứa Thuần Lương nở nụ cười gằn, quay người rời đi, Triệu lão thái hoảng hồn, hướng Lưu Phúc Quý biểu thị mình không lộn xộn, cũng không cáo, Lưu Phúc Quý nói cho nàng mình nói không tính, để nàng đi tìm Hứa Thuần Lương. Kỳ thật chuyện này không khó điều tra ra, kia phần siêu thanh trên báo cáo có ký tên, lúc ấy cho Triệu lão thái con dâu làm siêu thanh chính là một vị khác bác sĩ, hắn cũng phủ nhận làm qua vi quy giám định. Hứa Thuần Lương cũng không hứng thú tra được, chuyện này có chút kỳ quặc, Triệu lão thái vì cái gì quyết định Tào Tĩnh, phía sau là có người hay không sai xử. Thông qua Tào Tĩnh hồi ức, lúc ấy lão thái thái này hoàn toàn chính xác tới qua một lần, vẫn là phó viện trưởng Trương Hải Tân mang theo tới, muốn cho nàng hỗ trợ nhìn xem giới tính, tốt sớm chuẩn bị quần áo, nhưng là Tào Tĩnh cự tuyệt, khiến cho Trương Hải Tân còn rất không cao hứng. Hứa Thuần Lương phỏng đoán chuyện này 89 phần 10 cùng Trương Hải Tân có quan hệ, Trương Hải Tân bị miễn chức về sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng hôm nay phiền phức chỉ là bắt đầu, con hàng này tại Hồ Sơn Trấn nơi đó khá là thế lực. Gặp được loại tình huống này tốt nhất phương thức xử lý liền là mau chóng phản kích, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Hứa Thuần Lương nhớ tới hôm nay muốn cho tiểu tư nam chữa bệnh sự tình, hắn để Trương Hải Đào liên lạc một chút Hà Điền Điền. Vừa vặn Hà Điền Điền hôm nay không tiếp tục kinh doanh, mang nữ nhi đi trên núi thăm viếng phụ thân rồi. Hứa Thuần Lương tối hôm qua rõ ràng nói qua với nàng mình muốn đi cho tiểu thư nam xem bệnh, xem ra Hà Điền Điền vẫn là đối với hắn không tín nhiệm, không có đem hắn để ở trong lòng. Nhớ tới tối hôm qua tiểu thư nam hai mắt bên trong ẩn hiện lục sắc, Hứa Thuần Lương cảm thấy chuyện này không thể kéo dài được nữa. Hắn từ Trương Hải Đào trong tay cầm điện thoại, nói cho Hà Điền Điền mình muốn giúp đỡ chữa bệnh sự tình. Hà Điền Điền vốn cho là hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn thế mà còn chăm chú. Thế là uyển chuyển biểu thị hôm nay không thể quay về, tạ ơn hảo ý của hắn. Người ta không vui, Hứa Thuần Lương cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tiểu tư nam cát nhân thiên tướng, bất quá từ tiểu tư nam dáng vẻ đến xem, hẳn là không thể lạc quan, lại mang xuống khẳng định phải xảy ra chuyện, thậm chí sẽ nguy hiểm cho đến nàng ấu tiểu sinh mệnh. Buổi trưa, Hứa Thuần Lương nhận được Mai Như Tuyết điện thoại, ngữ khí của nàng phi thường lo lắng. Nguyên lai tiểu tư nam xảy ra chuyện. Vừa tới nhà ông ngoại không bao lâu lại đột nhiên liền run rẩy không ngừng, Hà Điền Điền nhìn thấy nữ nhi dáng vẻ liền hoảng hồn, nàng cho Mai Như Tuyết gọi điện thoại, hỏi thăm kinh thành chuyên gia sự tình. Mai Như Tuyết nghe nói về sau ý thức được nước xa không cứu được lửa gần, liên hệ Hứa Thuần Lương mục đích là để hắn tổ chức chuyên gia của bệnh viện tiến đến cứu giúp. Trước mắt Hà gia cha con chính mang theo hài tử xuống núi, bọn hắn đi trước dưới núi Liễu Đại Phu nơi đó, khoảng cách gần nhất bác sĩ chỉ có hắn. Hứa Thuần Lương nghe nói tiểu tư nam xảy ra chuyện, lập tức quyết định tự mình chạy tới, Mai Như Tuyết hôm nay nghỉ ngơi, cũng dự định cùng một chỗ tiến về. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào lái xe, dọc đường trấn chính phủ thời điểm tiếp Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết phát hiện ngoại trừ Hứa Thuần Lương bên ngoài không có cái khác bác sĩ, kinh ngạc nói, liền ngươi một cái, không có cái khác nhân viên y tế. Hứa Thuần Lương nói cho nàng, tiểu tư nam bệnh chỉ có chính mình có thể trị, những người khác coi như đi cũng vô dụng. Mai Như Tuyết đối hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có thể trước chạy tới lại nói, cùng lắm thì tướng tiểu tư nam tiếp về bệnh viện, tình huống cho phép đưa đến trong huyện hoặc là Đông Châu tiến hành cứu giúp cũng được. Thạch Lương thôn không bao xa, vào chỗ tại Thạch Lương Sơn dưới chân, Trương Hải Đào lái xe không đến 10 phút đồng hồ liền đuổi đến lúc đó. Liễu Đại Phu đại danh Liễu Sơn Dân, là bản xứ một vị có chút danh tiếng trung y, cũng không phải xuất thân chính quy. Cuối những năm 80 về trường học tốt nghiệp, từng tại Hương Trấn bệnh viện bên trên qua một đoạn thời gian ban, về sau từ chức về đến quê nhà mở căn này phòng khám bệnh. Nghe nói hắn trung y là tự học thành tài, bất quá hắn ngay tại chỗ danh tiếng không tệ, tìm hắn xem bệnh nối liền không dứt. Hứa Thuần Lương xuống xe liền hướng bên trong sông, cổng phụ trách giữ cửa đại tỷ một thanh không có ngăn lại, hắn đã đẩy ra rèm vọt vào. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Vĩnh Hạo vểnh lên trắng bóng cái mông đang ở bên trong làm trị liệu. Hơn 50 tuổi Liễu Sơn Dân mang theo kính lão chính đang cho hắn hướng chỗ đau bôi thuốc. Kim Vĩnh Hạo làm sao đều sẽ không nghĩ tới Hứa Thuần Lương tại cái này ngay miệng xông tới, xấu hổ đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Liễu Sơn Dân tính tình không nhỏ, nổi giận đùng đùng mệnh lệnh cái này khách không mời mà đến lập tức ra ngoài, không muốn quấy nhiễu hắn cho người bệnh trị liệu. Lúc này bên ngoài truyền đến Hà Điền Điền thanh âm lo lắng, Liễu Đại Phu, mau cứu hài tử của ta đi. Nguyên lai bọn hắn từ trên núi lúc này mới chạy xuống, bởi vì đường núi gập ghềnh, xuống núi khó đi, phản chẳng bằng Hứa Thuần Lương bọn hắn tới cũng nhanh.
Hứa Thuần Lương nghe tiếng quay người đi ra ngoài, Liễu Sơn Dân cũng sau đó chạy ra. Hà Điền Điền cha con đã đi tới trong viện, vị kia lão giả tóc hoa râm chính là Hà Điền Điền phụ thân Hà Thủ Nhân, hắn là bản xứ cao trung về hưu giáo sư. Hà Thủ Nhân ôm ngoại tôn nữ, đầu đầy mồ hôi, gầy gò trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Tiểu tư nam đến nhà hắn không lâu liền phát bệnh, hắn ôm hài tử từ trên núi một đường chạy xuống, trên đường còn ngã một phát, trên đầu gối tràn đầy màu đỏ núi bùn. Mai Như Tuyết qua đến giúp đỡ, Liễu Đại Phu để bọn hắn tướng tiểu tư nam đặt ở phía đông gian phòng trên giường. Tất cả mọi người đang chăm chú tiểu tư nam, nhưng khổ làm trị liệu chỉ làm một nửa Kim Vĩnh Hạo, chồng mông lên quần cởi một nửa, mặc cũng không phải, không mặc cũng không phải. Cũng không biết Liễu Đại Phu lúc nào mới có thể trở về, nhớ tới vừa rồi lúng túng một màn đều bị Hứa Thuần Lương thấy được, tự ẩn lộ ra ánh sáng, về sau như thế nào đối diện người này. Muốn tự tử đều có. Tiểu tư nam nằm ở trên giường đã giải qua đã mất đi ý thức, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bờ môi phát xanh, mồ hôi lạnh lâm ly, thân thể không ở run rẩy, song tay nắm thật chặt nắm đấm, quanh thân cơ bắp đều cứng ngắc lại, tay chân không ngừng run rẩy, tình trạng đã tương đối nguy hiểm. Hà Thủ Nhân cha con coi là đứa nhỏ này được chứng động kinh, Hà Điền Điền đã triệt để rối loạn tấc lòng chỉ là không ngừng khóc, Hà Thủ Nhân còn tỉnh táo một chút, tướng hài tử bệnh phát quá trình đơn giản nói một lần. Liễu Sơn Dân đưa tay lật một chút tiểu tư nam mí mắt, thấy được nàng một đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt bên trên hiện đầy điểm đen, dọa đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hà Thủ Nhân run giọng nói, như thế nào? Liễu Sơn Dân không có trả lời, lại thăm dò tiểu tư nam mạch đập. Mạch tượng yếu ớt mơ hồ. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nàng này tiên thiên không đủ, ngày mốt mất cân đối, khí cơ nghịch loạn, tỳ thận hai hư. Thận hư tinh e sợ thì không thể làm mạnh, tính tình hư không đạt bốn mạt, thêm nữa gió núi ướt lạnh, doanh vệ không chu toàn, bạo cảm giác bệnh lạnh, lạnh chủ thu dẫn, cho nên liên tiếp run rẩy không thôi. Loại này bệnh bộc phát nặng cũng không phải là tại hạ sở trường, vẫn là mau chóng đưa bệnh viện đi. Hắn không có chữa khỏi tiểu tư nam nắm chắc. Cũng không muốn dạy hư học sinh, phụng khuyên bọn họ tuyển cái khác cao minh. Đám người nghe hắn nói như vậy một trận, kết quả vẫn là bất lực, từng cái hết sức thất vọng, Hà Điền Điền sợ hãi bất lực phía dưới khóc lên. Mai Như Tuyết Tử vừa mới bắt đầu cũng không tin loại này nông thôn bác sĩ, cho rằng tiếp tục lưu lại chỉ là trì hoãn thời gian, nàng lập tức hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm, nhanh liên hệ bệnh viện các ngươi chuẩn bị cứu giúp. Hứa Thuần Lương lại lắc đầu nói, không còn kịp rồi. Nàng cũng không phải là bệnh lạnh xâm lấn đưa tới run rẩy, mà là trùng tà xâm lấn. Liễu Sơn Dân mặt lộ vẻ vẻ không vui, hắn theo nghề thuốc hơn 30 năm, y thuật tại phụ cận 10 dặm 8 thôn tiếng lành đồn xa, người trẻ tuổi kia là ai, cũng dám khiêu chiến mình. Trùng tà xâm lấn, mình chưa từng nghe nói qua. Hứa Thuần Lương nói, việc cấp bách trước ngừng lại nàng run rẩy lại nói, Liễu Đại Phu, mượn bảo địa dùng một lát. Hắn từ tùy thân ba lô lệch vai bên trong lấy ra túi châm, đây là hắn đến lúc đó từ hồi xuân đường mang tới, ra ra để hắn thời khắc không thể nào quên luyện tập châm pháp. Hứa Thuần Lương trình độ đương nhiên không cần luyện tập, nhưng là mang theo túi châm cũng không có chỗ xấu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lần trước tiến về Nam Giang trên đường không thấy chính là lợi dụng những kim này cứu vãn Loan Ngọc Xuyên tính mệnh. Liễu Sơn Dân nhìn thấy Hứa Thuần Lương túi châm bên trên hồi xuân đường ba chữ. Hai mắt bên trong phẫn nộ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, người trẻ tuổi kia vậy mà đến từ hồi xuân đường. Tại Đông Châu Trung Y giới, hồi xuân đường tuyệt đối là một cái nổi tiếng chiêu bài. Hà Thủ Nhân cũng không nhận ra Hứa Thuần Lương, nhìn thấy hắn lấy châm muốn vì tôn nữ trị liệu, khó tránh khỏi lo lắng, tiểu tư nam tình huống đã muốn làm nguy hiểm cho, tới đây đã chậm trễ thời gian, nếu như lại rơi vào lang băm chi thủ, chỉ sợ hối hận cũng không kịp, run giọng nói, ngươi là ai? Trương Hải Đào nói, chúng ta viện trưởng. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Hứa Thuần Lương mình, liền đếm lòng tin của hắn lớn nhất, ngắn ngủi mấy ngày hắn đã chứng kiến Hứa Thuần Lương không ngừng sáng tạo kỳ tích, đối Hứa Thuần Lương nhanh muốn đạt tới mê tín trình độ. Mai Như Tuyết khẩn trương nhìn Hứa Thuần Lương một chút, nàng cũng không tin, nhưng nhìn đến Hứa Thuần Lương kiên nghị khuôn mặt, chắc chắn tự tin ánh mắt, lại đối hắn sinh ra mấy phần tin tưởng, ấn lý thuyết Hứa Thuần Lương thông minh như vậy người hẳn là sẽ không làm ẩu. Hứa Thuần Lương ý thức được bọn hắn bất an, nói khẽ, các ngươi đã không có lựa chọn, đưa đi bệnh viện những người khác cũng cứu không được, mang đến Đông Châu bệnh viện lớn cũng không kịp, cho ta 10 phút đồng hồ, ta tất chữa khỏi nàng co giật. Hắn lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt âm vang hữu lực,
nếu không có cường đại lòng tin như thế nào lại nói ra lời như vậy. Mai Như Tuyết mặc dù tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, càng sẽ không cầm một cái tiểu nữ hài tính mệnh làm trò đùa, nhưng là tiểu tư nam đã đến sống chết trước mắt, nếu là có chuyện bất chắc, chờ Hứa Thuần Lương chỉ sợ là phiền phức ngập trời. Hứa Thuần Lương lúc nói chuyện không có một khắc trì hoãn, hắn trước lấy ba cạnh châm điểm đâm tiểu tư nam tay chân mười tỉnh, hai lỗ tai nhọn, tất cả đều là nói chúng tim đen. Lại đâm huyệt bách hội cùng đại truy huyệt. Huyệt bách hội tại nhân thể chỗ cao nhất, lại xưng tam dương ngũ hội. Tam dương, vì đủ tam dương đường tắt chỗ. Ngũ hội, vì tay chân tam dương, đốc mạch cùng túc huyết âm can kinh giao hội. Huyệt đạo ở vào lên đỉnh đầu bộ chính giữa tuyến bên trên. Trước mắt mép tóc chính giữa thẳng lên 5 tấc, thần đình cùng não hộ liên tuyến bên trong điểm chỗ. Huyệt này chính là nhân thể đầu trọng huyệt, đứng hàng càn bên trên, tính năng lên xuống. Từ bên trên chỉ hạ, nhưng đề khí cố thoát. Lấy dương dẫn âm, thì có thể lặn dương dục âm. Tại đầu trị đầu, thì nhưng kiện não ninh thần. Tại trung y bên trên có huyệt này còn thiên chi cực tinh cư bắc mà nói, kích huyệt này vị, người sẽ ngã xuống đất mà bất tỉnh nhân sự, trọng kích nhưng chí mạng. Cũng là nhân thể tử huyệt một trong. Hứa Thuần Lương lấy ba cạnh châm vẫn là lấy điểm đâm thủ pháp thẳng đứng tiến châm, tại đâm đến mũ trạng kiện màng cùng xương sọ lớp màng bên ngoài lúc, sinh ra mềm cao su cảm giác về sau đình chỉ tiến châm, chủ yếu là lợi dụng châm cảm đến kích thích người bệnh não bộ khôi phục. Sau đó lựa chọn kim châm đại truy huyệt. Đại truy huyệt lại tên trăm cực khổ huyệt, lớn chi lớn nhỏ chi lớn, truy vì xương sống chi truy, huyệt đạo ở vào thứ nhất cột sống ngực gồ lên phía trên. Cho nên được mệnh danh là đại truy. Đại truy huyệt tại trung y khái niệm bên trong chủ trị ngũ lao thất thương, cho nên gọi tên trăm cực khổ. Đốc mạch, tay túc tam dương kinh giao nhau ở đây, kim châm đại truy huyệt có thể khử gió giải biểu, thông dương linh hoạt, hàng nghịch giảm đau, bổ hư kháng cực khổ, trấn tĩnh an thần. Hứa Thuần Lương để Mai Như Tuyết hỗ trợ tướng tiểu tư nam thân thể bên cạnh chuyển, sở dĩ không có làm phiền người nhà của nàng, là lo lắng quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật trị liệu quá trình tốt nhất tướng người nhà nàng mời đi ra ngoài, nhưng là hiện tại Hứa Thuần Lương còn không cách nào thủ tín tại người, chỉ có thể chấp nhận. Mai Như Tuyết dựa theo Hứa Thuần Lương chỉ dẫn đem tiểu tư nam thân thể bên cạnh chuyển, sau đó lại đưa nàng hai đầu gối co lại, đầu rủ xuống thấp, nằm tư giống như cung trong thai nhi. Lúc này tất cả mọi người phương mới ý thức tới, tiểu tư nam co giật run rẩy đã đình chỉ, Hứa Thuần Lương nói qua 10 phút đồng hồ ngừng lại co giật quả nhiên thực hiện. Hứa Thuần Lương sở dĩ khai thác dạng này là để bệnh thứ 7 xương cổ cùng thứ nhất cột sống ngực gồ lên kéo ra khe hở, để tại gồ lên ở giữa hạng dây chằng trung tuyến tiến châm. Hứa Thuần Lương lấy nhanh đâm pháp cấp tốc tướng châm đẩy đâm vào dưới da, thông qua mỡ tầng cùng hạng dây chằng, kích thích dây chằng thì sinh ra vì thứ nhất châm cảm. Hành châm 2 phút đồng hồ về sau, tiếp tục đâm nhập hạng dây chằng về sau có rõ ràng chìm gấp cảm giác, lại đâm mảy may, lực cản cảm giác hơi giảm bớt. Lúc này đã tiến vào gai ở giữa dây chằng, thoáng chách lên thay đổi cây kim phương hướng, đâm đến gồ lên xương bột, kích phát thứ hai châm cảm. Giữ lại thứ hai châm cảm đồng dạng 2 phút đồng hồ, kim châm cứu tiếp tục thâm nhập sâu thông qua gai ở giữa dây chằng đến hoàng dây chằng, xúc cảm cũng biến thành dễ dàng hơn, nơi này được xưng là thứ ba châm cảm tầng. 2 phút đồng hồ về sau, tiếp tục tiến châm, cây kim truyền đến xuyên thấu cảm giác, lúc này đã tới cứng rắn sống lưng màng, xưng thứ tư châm cảm tầng. Tiểu tư nam bắt đầu có cảm giác, vừa mới bắt đầu tiến châm thời điểm từ hơi nhẹ nhói nhói cảm giác chuyển thành cục bộ căng đau cảm giác, đường kính phạm vi không cao hơn một quyền. Một lát sau, cục bộ chứng cảm giác trở nên càng ngày càng mạnh, tiến châm chỗ sinh ra một loại áp lực cảm giác, hướng chung quanh khuếch tán, kim châm gồ lên xương bột thời điểm cục bộ chua đến không được. Tiểu tư nam tay chân bắt đầu có phản ứng, đương kim châm cứu đột phá cứng rắn sống lưng màng về sau, bệnh lưng, ngực, eo, bụng. Chi dưới cơ bắp bắt đầu xuất hiện có nhịp co vào. Liễu Sơn Dân ngưng thần nín thở, khẩn trương nhìn qua Hứa Thuần Lương nhất cử nhất động, huyệt bách hội cùng đại truy huyệt đều là nhân thể trọng huyệt, liên quan đến sinh tử, hơi không cẩn thận liền sẽ ủ thành thảm họa. Nhất là đại truy huyệt hành châm, kích phát thứ tư châm cảm lúc bình thường tuyển dụng tròn cùn không mang cây kim, mà lại cấm dùng sách cắm cùng chuẩn động pháp, phòng ngừa đâm rách mạng nhện màng động mạch, gây nên tủy sống khang chảy máu, nếu không liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phổ thông trung y sư tại lựa chọn đại truy hành châm thời điểm đều sẽ phi thường cẩn thận, bình thường chỉ dám tiến châm đến thứ ba châm cảm tầng, nếu không phải có đầy đủ lòng tin cùng thủ pháp cao siêu, tùy tiện không dám vào nhập thứ tư châm cảm tầng, huống chi đối diện chính là một cái tuổi đi học tiền nhi đồng, hành châm khó càng thêm khó.
bác sĩ cũng không tốt đương, chữa khỏi bệnh nhân đồng thời cũng muốn bảo vệ mình, nguy hiểm khống chế nhất là trọng yếu, một cái không hiểu được lẩn tránh nguy hiểm bác sĩ sẽ ở hiện thực trong xã hội đụng đến đầu rơi máu chảy. Hứa Thuần Lương trẻ tuổi như vậy, châm pháp đã như thế thành thạo, có 30 năm theo nghề thuốc kinh lịch Liễu Sơn Dân cũng tự thẹn không bằng, hắn cũng ý thức được vô luận Trung Tây, bác sĩ trình độ càng cao, tiếp nhận nguy hiểm năng lực cũng liền càng mạnh. Hứa Thuần Lương hoàn thành vòng thứ nhất châm cứu về sau, tiểu tư nam đã hoàn toàn đình chỉ run rẩy, tứ chi biến mềm, hô hấp cũng bắt đầu trở nên bình ổn, nhưng là chưa thức tỉnh. Vòng thứ hai châm cứu đổi dùng kim châm cứu. Lấy ngón cái tay phải, ngón trỏ cầm châm, thẳng đến huyệt nhân trung, ngón trỏ ngay cả xoa 3 lần, mỗi lần xoa châm dừng lại thời điểm, tứ ngón cái ngón trỏ các loại mở ra, đóng mở ở giữa còn như chim bay dương cánh bay lượn. Đây là châm cứu bên trong thường thấy nhất phi pháp. Ngón trỏ xoa 3 lần về sau, khẽ nâng kim châm cứu phía bên trái xoay tròn, tại chuyển động quá trình bên trong lui châm nửa phần, loại này hành châm phương pháp cũng xưng là tam phi nhất thối. Liễu Sơn Dân nhìn qua Hứa Thuần Lương thành thạo phi châm pháp, có chút đục ngầu, hai mắt bắt đầu trở nên sáng lên. Phi châm pháp cơ hồ mỗi cái trung y đều có thể nắm giữ, châm pháp đều giống nhau, phi pháp gặp cao thấp, Hứa Thuần Lương đầu ngón tay mỗi một cái động tác đều chính xác vô cùng, ngón tay khép mở giãn ra yêu nhã. Không có nửa phần tắc nghẽn. Coi như người ngoài nghề cũng cảm thấy Hứa Thuần Lương động tác phi thường chuyên nghiệp, Mai Như Tuyết đã tin tưởng hắn hoàn toàn chính xác hiểu trung y, mà lại trình độ rất cao. Hứa Thuần Lương lại lấy đồng dạng thủ pháp đâm huyệt dũng tuyền cùng hợp cốc huyệt. Cuối cùng lấy tước mổ pháp đâm làm lao huyệt. Làm huyệt biệt danh bột vương, thuộc đốc mạch, ở vào bộ mặt, chóp mũi chính giữa. Tại chóp mũi xương sụn bên trong, có bột động. Tĩnh mạch mũi lưng chi, phân bố có si trước thần kinh mũi bên ngoài chi. Kim châm huyệt này chỉ được nghẹt mũi, mũi cô nàng, mũi lưu thanh nước mắt, trong mũi thịt, mũi uyên, rượu mũi, co giật, hôn mê, con mới sinh thất tức. Châm thể tại huyệt vị bên trong làm cạn mà thường xuyên sách cắm, cùng loại đảo pháp mà hơi nhẹ, thủ pháp như gà con mổ thóc, tên cổ tước mổ. Tiểu tư nam chậm rãi mở ra hai mắt, thần trí cũng theo đó khôi phục. Nhìn thấy nữ nhi rốt cục thức tỉnh. Hà Điền Điền vui đến phát khóc, Hà Thủ Nhân kích động đến nói cảm ơn liên tục. Mai Như Tuyết nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng có chút áy náy, hôm qua Hứa Thuần Lương nói muốn giúp lấy tiểu tư nam chữa bệnh thời điểm, đừng nói Hà Điền Điền, liền ngay cả mình cũng không tin hắn, nhưng là tận mắt chứng kiến Hứa Thuần Lương lợi dụng châm cứu trợ giúp tiểu tư nam thoát ly nguy hiểm, hiện tại đã hoàn toàn tin phục. Liễu Sơn Dân đối Hứa Thuần Lương thái độ từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ đến hoang mang, lại biến thành hiện tại bội phục. Cung kính nói, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, ngài cùng Hồi Xuân Đường Hứa lão tiên sinh có quan hệ gì? Hứa Thuần Lương cười nói, hắn là gia gia của ta. Liễu Sơn Dân kỳ thật nhìn thấy Hứa Thuần Lương lấy ra Hồi Xuân Đường tiêu chí túi châm thời điểm liền đoán được hắn là Hồi Xuân Đường truyền nhân, hiện tại đáp án này cũng tại dữ liệu của hắn bên trong, cảm thán, khó trách ha, danh môn chi hậu. Hứa Thuần Lương hướng những người khác nói, ta trị liệu còn chưa hoàn thành, làm phiền tất cả mọi người tránh một chút. Liễu đại phu lưu lại cùng ta cùng một chỗ trị liệu là được, Liễu đại phu không có vấn đề a? Liễu Sơn Dân liên tục gật đầu nói, không có vấn đề, cái này là vinh hạnh của ta. Nếu như tại vừa lúc bắt đầu để đám người né tránh, khẳng định không cách nào thuyết phục tiểu tư nam người nhà. Bọn hắn vừa rồi đã thấy tận mắt Hứa Thuần Lương tướng tiểu tư nam cứu tỉnh, sự thật thắng hùng biện, Hứa Thuần Lương vừa rồi biểu hiện đã lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Những người khác lui ra ngoài thời điểm. Bên ngoài phụ trách giữ cửa phụ nữ đi đến, lại là Kim Vĩnh Hạo ở bên trong đợi nửa ngày, rốt cục nhìn không được thúc giục, muốn hỏi một chút Liễu đại phu lúc nào có thể đi qua cho hắn tiếp lấy trị liệu. Liễu Sơn Dân tức giận nói, không thấy ta đang bận đâu. Bệnh trí lại không muốn mệnh, để hắn chờ đợi. Hứa Thuần Lương cố nín cười, Kim Vĩnh Hạo hôm nay cũng không có gặp phải thời điểm tốt, nhắc tới hàng vì sao cũng không tin Trường Hưng. Xem ra mỗi cái người thân thể đều rất thành thật. Nhất là chữa bệnh hệ thống, bệnh mở đến trên người mình thời điểm, có thể không khai đao liền không khai đao. Đám người rời đi về sau, Hứa Thuần Lương nói cho Liễu Sơn Dân, sau đó phải trị liệu tiểu tư nam tắt tiếng chứng, vì nàng e sợ trừ bệnh căn. Thừa dịp tiểu tư nam không sẵn sàng, mát xa nàng yên giấc huyệt, tiểu tư nam một lần nữa ngủ thiếp đi. Tắt tiếng chứng tại hiện đại y học bên trong cho rằng, là bởi vì đại não bằng ra ngôn ngữ công năng khu bệnh biến đưa đến ngôn ngữ giao lưu chướng ngại. Hiện đại trung y trị liệu tắt tiếng chứng bình thường áp dụng hai loại phương pháp. Một loại là lưỡi bộ lấy huyệt pháp, đây cũng là nhất là truyền thống liệu pháp.
Trung y cho rằng lưỡi cùng kinh mạch toàn thân, nhất là tâm can thận tỳ quan hệ mật thiết, lưỡi lại làm trọng yếu cấu âm khí quan, kim châm lưỡi thể, cái lưỡi nhưng tăng tốc cục bộ huyết dịch tuần hoàn, tăng cường lưỡi hoạt động công năng, biết điều lợi nuốt, lấy đạt tới trị liệu mục đích. Một loại là đầu lấy huyệt pháp, tắt tiếng chứng là do ở đại não bán cầu bị hao tổn bố trí, bởi vậy cho rằng khả năng cùng cải thiện cục bộ huyết dịch tuần hoàn, gia tăng não máu chảy lượng, khôi phục não tổ chức huyết dịch cung ứng cùng cải thiện sóng não hoạt động, kích hoạt não ngôn ngữ công năng có quan hệ. Hai loại phương pháp đều có lợi và hại, cũng đều có không ít trị liệu thành công ví dụ, nhưng là đối tiểu tư nam bệnh tình đều không thích hợp. Hứa Thuần Lương lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tư nam thời điểm liền đánh giá ra nàng lây nhiễm xuân ti trùng, muốn chữa trị, nhất định phải khu trùng biện pháp cũng rất đơn giản. Hắn để Liễu Sơn dân tướng phòng ốc cửa sổ đóng chặt, hai người đeo lên khẩu trang, nhóm lửa hai chi đặc chế nhang vòng, đây là hắn tại hồi xuân đường lợi dụng dược liệu chế tác khu trùng nhang vòng, có thể dùng để xua đuổi nhiều loại độc trùng. Tiểu tư nam hút vào nhang vòng về sau, dược vật thành phần sẽ dần dần rót vào thân thể của nàng, quá trình này tương đối chậm chạp. Chờ dược hiệu phát huy đồng thời, Hứa Thuần Lương bắt đầu một lần nữa dùng châm, lần này hắn lựa chọn kim châm bốn thần thông huyệt. Bốn thần thông huyệt nguyên danh thần thông huyệt, tại bách hội trước, về sau, trái, phải các mở 2.5 tấc chỗ, tổng cộng có bốn huyệt, cho nên lại tên bốn thần thông. Liễu Sơn dân phát giác Hứa Thuần Lương chỗ lấy huyệt vị cùng mình nhận biết khác biệt, tại hắn lý giải bên trong, bốn thần thông huyệt hẳn là tại huyệt bách hội chung quanh các mở một tấc chỗ. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết thần thông huyệt tên sớm nhất thấy ở Ngân Hải Tinh Vi, mình áp dụng chính là sớm nhất định vị. Hiện tại trung y liên quan tới bốn thần thông định vị nguồn gốc từ Thái Bình Thánh Huệ Phương cũng chính là Liễu Sơn dân quen thuộc vị trí. Kỳ thật hai loại định vị đều có các tác dụng, Hứa Thuần Lương mục đích là vì khu trùng, lựa chọn phạm vi lớn hơn. Liễu Sơn dân lưu ý đến hắn áp dụng vẫn là kim châm cứu, tại châm pháp sử dụng bên trên lựa chọn đạn bính pháp, đồng thời tướng bốn cái kim châm cứu đâm vào huyệt đạo, sau đó lấy đạn bính pháp chấn động châm thể, theo châm thể chấn động, ong ong không ngừng bên tai. Chấn động thông qua châm thể truyền lại đến tiểu tư nam đầu, rút dây động dừng, châm thể chấn động có thể truyền lại đến bệnh toàn bộ đầu. Liễu Sơn dân mới nhìn Hứa Thuần Lương châm pháp cũng không chỗ đặc biệt, đơn giản là thay nhau lấy đạn bính pháp chấn động châm thể, chỉ là tiếp tục đến thời gian rất dài, đại khái hơn nửa giờ, trong phòng sương mù càng ngày càng đậm. Lúc này tiểu tư nam khóe mắt lộ ra một cái tiểu bạch điểm, Liễu Sơn dân vốn cho rằng kia là khóe mắt nàng vật bài tiết, nhưng tập trung nhìn vào, kia tiểu bạch điểm vậy mà tại không ngừng nhúc nhích, không khỏi dùng mình. Hứa Thuần Lương để hắn tiếp thay mình tiếp tục lấy đạn bính pháp chấn động châm thể. Hứa Thuần Lương thì cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong cái kẹp, kẹp lấy tiểu bạch điểm phần đuôi, một chút xíu đem rút ra, cái này tinh tế như là bạch tuyến côn trùng chính là xuân ti trùng. Hiện tại y học tên là man thị nứt đầu ấu, chính là loại này ký sinh trùng tồn tại, tranh đoạt bệnh não bộ dinh dưỡng, ảnh hưởng đến đại não cục bộ máu cung cấp, tiếp theo ảnh hưởng đến sóng não công năng, đưa đến ngôn ngữ công năng bị hao tổn. Trước đây Hà Điền Điền mang theo nữ nhi đi trong tỉnh các bệnh viện lớn liền xem bệnh, đều chưa phát hiện bệnh căn chỗ, đương nhiên cũng có chuyên gia hoài nghi tới não bộ ký sinh trùng khả năng, nhưng là các loại kiểm tra đều chưa phát hiện xác thực chứng cứ. Hiện đại y học là một môn vô cùng nghiêm cẩn ngành học, nếu như phụ trợ kiểm tra không cách nào cung cấp xác thực chứng cứ, dù cho là chuyên gia quyền uy cũng không thể tùy tiện có kết luận. Bây giờ trung y bởi vì quá nhiều chuyên nghiệp thư tịch thất truyền, đã kinh biến đến mức phá thành mảnh nhỏ, nhất là tại dùng độc ngự trùng phương diện. Tại quá khứ liền đem độc kinh thiên trùng kinh loại hình điển tịch coi là tà thuật, cái gọi là chính phái nhân sĩ đem coi là hồng thủy mãnh thú, đối tà phái người đuổi tận giết tuyệt, đối tà môn kinh điển đốt đi một bó đuốc. Nhưng mọi thứ không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần một mặt, thường nói, là thuốc ba phần độc, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc. Kỳ thật còn có một câu, gọi dùng thuốc như dùng độc, cho dù tốt thuốc hay cũng cần khống chế liều lượng một khi vượt ra khỏi nhân thể năng lực chịu đựng, thuốc hay liền biến thành độc dược. Mà cái gọi là độc dược độc trùng, chỉ cần trưởng khống thỏa đáng, một dạng có thể cứu người, nếu không trên đời này cũng sẽ không có lấy độc trị độc thuyết pháp. Hứa Thuần Lương chế tác loại này nhang vòng. Tên đầy đủ gọi thất khiếu khu trùng hương, hương khí khuếch tán phạm vi bên trong, hơn phân nửa rắn rết đều không dám đến gần. Tiểu tư nam hút vào huân hương về sau, thể nội ký sinh xuân ti trùng bắt đầu sao động bất an. Hứa Thuần Lương lại phối hợp kim châm đâm vào bốn thần thông huyệt, lấy đạn bính pháp gây nên chấn động sinh ra sóng âm thông qua châm thể truyền bá, thậm chí gây nên xương đầu cộng hưởng,
Xuân ti trùng không thể chịu đựng được chấn động như vậy, nhao nhao từ sống nhờ chỗ trốn đi. Vừa mới bắt đầu là từ trong hốc mắt leo ra, về sau từ trong lỗ mũi nhao nhao thoát ra. Liễu Sơn Dân lúc này mới biết Hứa Thuần Lương vì sao muốn tướng tiểu thư nam người nhà mời đi ra ngoài, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy khủng bố như vậy chẳng diện, còn không biết muốn dọa thành bộ dáng gì. Hứa Thuần Lương từ tiểu thư nam trong ánh mắt trong lỗ mũi rút ra từng đầu giống như màu trắng dây nhỏ xuân ti trùng, xuân ti trùng tại đổ vào cồn khay bên trong vẫn đang chậm rãi di động, có thể thấy được sinh mệnh lực mạnh. Hứa Thuần Lương để Liễu Sơn Dân không thể dừng lại đạn phát châm chui, đại khái đi qua một giờ. Hứa Thuần Lương từ tiểu tư nam trên thân gỡ xuống tổng cộng 21 đầu xuân ti trùng. Hắn từ cặp công văn bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, lấy dài ước 10cm bạc kim châm nhập trong đó, xuyên vào không biết tên chất lỏng, lại lần nữa rút ra, châm thể bên trên ẩn ẩn phát ra màu xanh. Hứa Thuần Lương ra hiệu Liễu Sơn Dân để qua một bên, màu xanh bạc châm lại lần nữa đâm vào huyệt bách hội. Nhân thể phần đầu là Chư Dương Chi Hội, Trăm Mạch Chi Tông. Huyệt bách hội thì làm các kinh mạch khí hội tụ chỗ, huyệt tính thuần dương, lại tại dương bên trong cao âm, có thể thông đạt âm dương mạch lạc, ăn khớp quanh thân kinh huyệt, châm một huyệt có thể đạt tới toàn thân. Hứa Thuần Lương hạ châm quả quyết, cây kim thẳng tới trăm mạch chi hội, lấy đạn bính pháp cấp tốc bắn ra tại châm chuôi phía trên. Châm chuôi chấn động, châm thể thanh quang lấp lóe, đâm vào trong đầu bộ phận tại rung động bên trong ngập tràn khói xanh, cỗ này thanh khí từ huyệt bách hội tỏ khắp nhập quanh thân kinh mạch. Theo kinh lạc đi đi toàn thân. Tiểu tư nam khóe mắt lục quang chợt hiện, Hứa Thuần Lương tay mắt lanh lẹ, cái kẹp vững vàng bắt được kia xóa lục quang, chậm rãi dắt rồi, để tránh trùng thể đứt gãy. Liễu Sơn Dân ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy đến Hứa Thuần Lương. Hắn đã nhìn ra đầu này lục sắc trùng thể rõ ràng muốn so vừa rồi những cái kia còn tốt đẹp hơn dài, tại Hứa Thuần Lương dắt kéo xuống bạo lộ ở bên ngoài bộ phận đã dài đến 10cm. Nhưng là vẫn không có hoàn toàn thoát ly tiểu tư nam thân thể. Hứa Thuần Lương tựa như cao thủ câu cá, lúc dắt lúc đưa, ước chừng 10 phút đồng hồ, đầu kia xuân ti trùng rốt cục bị toàn bộ từ tiểu tư nam trong hốc mắt túm ra. Để Liễu Sơn Dân kinh ngạc phải là, đầu này xuân ti trùng cùng vừa rồi lại có khác nhau, thể sắc xanh đậm, phần đuôi cũng có hương dây phẩm chất. Hứa Thuần Lương tướng đầu này xuân ti trùng để vào khay bên trong, lại ở trong đó tăng thêm một chút cồn. Nhóm lửa diêm ném đi đi vào, hơn 10 đầu xuân ti trùng bị hắn cho một mồi lửa. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Liễu đại phu có thể bảo thủ bí mật này. Hắn lý do là không muốn tiểu tư nam biết trong đầu có trùng, chân tướng rất có thể sẽ cho nàng tâm linh nhỏ yếu tạo thành không cách nào dự đoán bóng ma. Liễu Sơn Dân thầm khen Hứa Thuần Lương thầy thuốc nhân tâm, chẳng những y thuật cao siêu, mà lại suy tính được cực kỳ chu toàn. Tiểu tư nam dù sao tuổi tác còn nhỏ, vẫn là giấu giếm chân tướng cho thỏa đáng. Hai người ước định biến mất xuân ti trùng một chuyện, chỉ nói Hứa Thuần Lương lợi dụng châm cứu chữa khỏi tiểu tư nam. Hứa Thuần Lương giải khai tiểu tư nam yên giấc huyệt, tiểu tư nam khoan thai tỉnh lại, mở ra hai mắt, đen lúng liếng mắt to nhìn qua bên người hai người, bởi vì không có nhìn thấy người nhà khuôn mặt, lập tức bất an. Mẹ! Hà Điền Điền đám người đã ở ngoài cửa đau khổ chờ hơn một giờ, thời gian mặc dù không lâu, nhưng đối với nàng mà nói như là qua một năm tròn. Mặc dù vô cùng quan tâm nữ nhi tình trạng, nhưng là bởi vì Hứa Thuần Lương đã nói trước, nàng cũng không dám tự tiện đi vào, không biết nữ nhi tình huống ra sao. Đột nhiên thân thể của nàng uyển như hóa đá cứng ngắc ở nơi đó, bởi vì nàng nghe được nữ nhi thanh âm, nàng chợt liền lắc đầu, mình quá mức quan tâm nữ nhi vậy mà sinh ra ảo giác, hơn một năm, nữ nhi không có mở miệng nói một câu. Hà thủ nhân nói, ta giống như nghe được tiểu tư nam đang gọi ngươi. Hà Điền Điền nhìn về phía Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết hướng nàng nhẹ gật đầu, biểu thị mình cũng nghe đến, Hà Điền Điền lắc đầu, lẩm bẩm nói, không thể nào. Mụ mụ, lần này tất cả mọi người nghe được, Hà Điền Điền tựa như bị điên hướng trong phòng phóng đi, Hà thủ nhân một thanh không có giữ chặt nữ nhi. Hà Điền Điền đẩy ra cửa phòng, Hứa Thuần Lương cùng Liễu Đại Phu hai người ngay tại thu dọn đồ đạc, tiểu tư nam từ trên giường ngồi dậy. Vuốt mắt, có chút nhớ nhung khóc, nhìn thấy mẫu thân thân ảnh, nàng từ trên giường nhảy mẹ. Nam Nam, Hà Điền Điền kêu một tiếng nữ nhi danh tự, xông đi lên ôm chặt lấy nữ nhi, nước mắt tựa như vỡ đê mãnh liệt mà ra. Tiểu tư Nam ôm mẫu thân khóc đến thút tha thút thít, cho dù là tiếng khóc tại Hà Điền Điền trong tai cũng là tuyệt vời như thế, nàng quá lâu không có nghe được nữ nhi thanh âm. Người bên ngoài tất cả đều tiến đến, Hà thủ nhân kích động đến đầy mặt đỏ bừng.
không ở lặp lại, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mai Như Tuyết nhìn qua Hứa Thuần Lương, hiện tại nàng đã đối Hứa Thuần Lương y thuật tin tưởng không nghi ngờ, hôm qua còn tưởng rằng hắn tại nói mạnh miệng, nhưng hôm nay hắn liền lấy hành động thực tế đã chứng minh chính mình. Liễu Sơn Dân mặc dù biết Mai Như Tuyết là bổn trấn trưởng trấn, nhưng là cũng không có giống người bình thường như thế kinh sợ, hắn thấy mình là cái nông thôn bác sĩ, bằng bản sự xem bệnh, không cần đến nhìn lãnh đạo sắc mặt. Hà thủ nhân xông đi lên nắm chặt Liễu đại phu tay, tạ ơn, tạ ơn. Liễu Sơn Dân cũng không dám giành công, cuống quýt biểu thị hắn hẳn là cảm tạ người là Hứa Thuần Lương. Hà thủ nhân cái này mới đi đến Hứa Thuần Lương trước mặt, nắm chặt Hứa Thuần Lương tay, Hứa chủ nhiệm, rất đa tạ ngài. Hứa Thuần Lương cười nói, không cần khách khí, ta đối Hà lão tiên sinh cũng là ngưỡng mộ cực kỳ, ngài lối viết thảo thật là khiến người ta kinh diễm. Hà thủ nhân hiểu lầm hắn ý tứ, người muốn là ưa thích, muốn bao nhiêu ta đưa bao nhiêu. Dân bản xứ đều biết Hà thủ nhân tính tình cổ quái, mặc dù viết ra chữ đẹp, nhưng là từ không dễ dàng tặng người, có thể đối Hứa Thuần Lương nói ra lời như vậy chủ yếu là cảm tạ hắn cứu được cháu gái của mình. Lúc này phụ trách cho Liễu đại phu giữ cửa phụ nữ trung niên lại đến đây, nhắc nhở hắn còn có cái bệnh nhân tại gian phòng chồng mông lên chờ lấy. Liễu Sơn Dân lúc này mới nhớ tới bị hắn gạt sang một bên Kim Vĩnh Hạo, cuống quyết đi cho hắn tiếp tục trị liệu. Hôm nay ngoại trừ Hà Điền Điền bên ngoài, cảm thấy một ngày bằng một năm chính là Kim Vĩnh Hạo, trị liệu tiểu thư nam quá trình bên trong, con hàng này từ đầu đến cuối ở bên cạnh trong phòng khám chồng mông lên chờ lấy Liễu đại phu, không dám động a, mỗi giây đều là giày vò. Tiểu thư nam hơn một năm không có mở miệng nói chuyện rõ ràng có chút không lưu loát, đoán chừng còn phải mấy ngày thích ứng quá trình, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, Hà Điền Điền lo lắng bệnh tình của nàng sẽ có hay không có lặp đi lặp lại. Hứa Thuần Lương nói cho nàng không có vấn đề gì, để nàng về sau lưu ý thêm hài tử dùng tay vệ sinh, bình thường cho thêm tiếp xúc những cái kia mèo chó loại hình tiểu động vật tắm rửa. Hà Điền Điền đưa ra mời Hứa Thuần Lương ăn bữa cơm biểu đạt cảm ơn, Hứa Thuần Lương để nàng về sau lại mời, trước mang hài tử đi về nghỉ. Mặc dù trợ giúp tiểu tư nam khứ trừ bệnh căn, thế nhưng là kinh lịch lần này dày vò, tiểu ni tử cũng tổn thất không ít nguyên khí, cũng may tiểu hài tử khôi phục năng lực rất mạnh. Chỉ phải chú ý nghỉ ngơi, không cần dùng thuốc. Trương Hải Đào hôm nay toàn bộ hành trình ở đây, nhìn thấy Hứa Thuần Lương thế mà lợi dụng châm cứu để câm niếc nói chuyện, đã triệt để bị Hứa Thuần Lương tin phục, người ta là thật là có bản lĩnh. Hà thị cha con mang theo tiểu tư nam rời đi, chuẩn bị lên đường thời điểm, tiểu tư nam hướng Hứa Thuần Lương khom người chào, một giọng nói tạ ơn, nàng cũng rõ ràng Hứa Thuần Lương là ân nhân cứu mạng của nàng. Hứa Thuần Lương vốn định cùng bọn hắn cùng rời đi, Liễu Sơn Dân đã hoàn thành trị liệu, thành tâm thành ý mời hắn lưu lại ăn cơm. Mắt thấy Hứa Thuần Lương y thuật về sau, Liễu Sơn Dân sớm đã sinh ra trèo giao chi tâm, mà lại trong lòng của hắn có không ít nghi vấn muốn thỉnh giáo. Hứa Thuần Lương nhìn thấy thịnh tình không thể chối từ cũng liền đáp ứng xuống, hắn biết Kim Vĩnh Hạo còn ở bên trong, đoán chừng là bị mình phá vỡ bí mật, tránh trong phòng không có ý tứ ra, đã như vậy, mọi người vẫn là không đánh đối mặt tốt. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào đưa tiểu tư nam một nhà rời đi, Mai Như Tuyết công vụ bề bộn, cũng không có lưu lại ăn cơm, theo xe trở về trấn chính phủ. Thạch Lương thôn tốt nhất tiệm cơm chính là Lục Phúc Cư, cùng ngày vừa vặn có người xử lý tiệc cưới, Liễu Sơn Dân để lão bản đem đồ ăn đưa đến trong nhà mình. Hắn chỗ ở ngay tại phòng khám bệnh sát vách, ba gian phổ phổ thông thông thạch ốc, viện tử rất đại, đại khái có nửa mẫu nhiều địa, trong nội viện hoa cúc tranh diễm, hương phiêu cả vườn. Vườn hoa chính giữa có tòa mộc đình, trong sảnh có bàn đá băng ghế đá, tất cả đều lấy tài liệu tại Thạch Lương Sơn, mặc dù chưa nói tới tinh xảo, cũng đừng cố một phen thiên nhiên cổ phác phong vận. Hứa Thuần Lương bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, không nghĩ tới Liễu Sơn Dân hoa nuôi đến tốt như vậy. Trong viện còn trồng không ít dược thảo, tại ưa tối xó xỉnh bên trong nhìn thấy linh chi, hà thủ ô, nhân sâm các loại chủng loại phong phú trung thảo dược. Gạch dưới o gạch dưới m. Liễu Sơn Dân giới thiệu nói những này cũng không phải là hoang dại, đều là mình nuôi dưỡng mà thành, đừng nhìn những dược thảo này mọc khả quan, nhưng là dược tính không nhiều bằng lúc trước. Hứa Thuần Lương cho rằng cái này rất bình thường, thiên nhiên dược liệu hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, thời tiết, hoàn cảnh, thời gian thiếu một thứ cũng không được. Nhân công bồi dưỡng dược liệu khiếm khuyết trở lên nhân tố, cho dù đến hình cũng vô pháp đến thần, tự nhiên hiệu quả trị liệu giảm bớt đi nhiều. Trung y suy sụp cùng dược liệu dược tính hạ xuống cũng có được chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, xưởng thuốc vì lợi ích đẩy nhà máy đại quy mô nhân công nuôi dưỡng, dược liệu trên thị trường,
theo thứ tự hàng nhái, dĩ giả loạn chân hiện tượng càng diễn càng liệt. Khả năng bác sĩ không thay đổi, mở phương thuốc không thay đổi, nhưng là bởi vì dược liệu tính năng hạ xuống, nguyên bản nhưng chữa khỏi bệnh trở nên kéo dài không càng, cái này khiến bác sĩ bản thân cũng bắt đầu hoài nghi trung y thuốc hiệu quả, tình nguyện lựa chọn thấy hiệu quả càng nhanh thuốc Tây. Lục Phúc Cư tướng đồ ăn đưa tới, Hứa Thuần Lương hôm nay biểu hiện ra y thuật đã để Liễu Sơn Dân vui lòng phục tùng, hắn mời Hứa Thuần Lương nhập tọa, xuất ra một bình đi qua người bệnh đưa cho hắn Lỗ Hồng Hầm. Rượu có tuổi rồi, nhãn hiệu đều đã mốc meo, Hứa Thuần Lương biểu thị mình quay đầu có việc vẫn là không uống. Liễu Sơn Dân khuyên nhủ, uống ít một chút nha, hôm nay tận mắt chứng kiến Hứa tiên sinh y thuật, Liễu mỗ thật sự là bội phục, nhất định phải kính tiên sinh ba chén. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, chủ động cầm rượu lên bình giúp hắn rót, Liễu Sơn Dân lần này có chút ngượng ngùng, ngươi là khách nhân sao có thể để ngươi rót rượu đâu. Hai người uống hai chén, Liễu Sơn Dân đã nhẫn nhịn hơn nửa ngày. Mở miệng hỏi thăm Hứa Thuần Lương rốt cuộc là như thế nào đánh giá ra tiểu tư nam tắt tiếng chứng là bởi vì não bộ ký sinh trùng gây nên. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết, hôm qua đi Hà Điềm Điềm quán rượu ăn cơm, vừa vặn gặp tiểu tư nam, lúc ấy phát hiện tròng trắng mắt của nàng có không ít xám điểm, bình thường tiểu hài thể nội có ký sinh trùng thời điểm, sẽ có biểu hiện như vậy. Vừa vặn tiểu tư nam lại ly kỳ tắt tiếng hơn một năm, nàng trước đây đi tỉnh thành tìm chuyên gia nhìn qua, cái gì kiểm tra đều đã làm. Cũng không tra ra kết quả, bài trừ sọ trong đầu khối u chèn ép khả năng, bởi vậy phán đoán nàng tắt tiếng chứng là não bộ ký sinh trùng tạo thành. Tiểu tư nam hoàn cảnh sinh hoạt cùng bình thường yêu thích mèo chó thói quen tăng lên lây nhiễm khả năng, tổng hợp đây hết thảy, Hứa Thuần Lương mới làm ra chẩn bệnh, kỳ thật hắn cũng không tướng mình chẩn bệnh căn cứ toàn nói hết ra. Thiên trùng kinh bên trong liền chuyên môn có nhằm vào xuân ti trùng ký sinh nhân thể minh xác chẩn bệnh, trong đó một đầu chính là ban đêm thời điểm, mắt hiện bích quang. Gạch dưới O gạch dưới M. Liễu Sơn Dân lại hướng hắn thỉnh giáo khu trùng phương pháp, bởi vì toàn bộ hành trình kinh lịch, cho nên hắn đối Hứa Thuần Lương châm cứu bốn thần thông huyệt mục đích đã minh bạch, châm cứu bản thân là vì dùng chấn động sóng khu trùng, tương đối mà nói hắn càng hiếu kỳ Hứa Thuần Lương sử dụng nhang vòng. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết những cái kia nhang vòng là hồi xuân đường tổ truyền bí chế khu trùng hương. Nghe được tổ truyền bí chế bốn chữ này, Liễu Sơn Dân tự nhiên không tốt hỏi lại nhang vòng thành phần. Hỏi thăm người khác bí phương chính là bì môn tối kỵ. Liễu Sơn Dân mặc dù đối hồi xuân đường ngưỡng mộ đã lâu, nhưng là chưa bao giờ thấy qua Hứa Trường Thiện, nhưng là hắn cùng Hứa Trường Thiện ở giữa vẫn là có nguồn gốc. Hắn trung y là tự học thành tài, Hứa Trường Thiện đã từng đi ra ba quyển hồi xuân đường y án tập. Liễu Sơn Dân tướng cái này ba quyển y án tập từ đầu tới đuôi lặp đi lặp lại nghiên cứu vô số lần, nói theo một ý nghĩa nào đó, Hứa Trường Thiện chính là lão sư của hắn. Liễu Sơn Dân đã từng chuyên môn đi qua Đông Châu bái phỏng Hứa Trường Thiện, không khéo phải là, ba lần bái phỏng, ba lần đều gặp phải hồi xuân đường không tiếp tục kinh doanh, hắn bởi vậy cũng cảm thán cùng Hứa lão gia tử hữu duyên vô phận. Liễu Sơn Dân tin tưởng cơ duyên, từ đây không còn có chủ động đi qua hồi xuân đường. Hôm nay tận mắt nhìn đến Hứa Thuần Lương lợi hại, trong lòng đối Hứa Trường Thiện vị này bì môn tiền bối càng phát ra hướng về, đưa ra về sau muốn đi hồi xuân đường bái phỏng ý nghĩ. Hứa Thuần Lương cười biểu thị hoan nghênh Liễu Sơn Dân về sau tiến đến làm khách, hắn lại trợ giúp dẫn kiến, tin tưởng ra ra nếu là biết ở chỗ này có người nghiên cứu hắn y án trở thành trung y, cũng nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Bất quá hắn cũng có một điều thỉnh cầu, hy vọng Liễu Đại Phu về sau không muốn tuyên dương mình cứu chữa tiểu tư nam sự tình, nhất là giúp nàng khu trùng sự tình tốt nhất thủ khẩu như bình. Vừa đến, tiểu tư nam còn muốn sinh hoạt ở nơi này, bị ngoại nhân biết nàng là lây nhiễm ký sinh trùng. Sợ rằng sẽ lọt vào khác nhau đối đãi. Thứ hai, hồi xuân đường gia quy rất nghiêm, gia gia để hắn xuất sư trước đó không được chuyên dùng tổ truyền y thuật, nếu không khẳng định sẽ trọng trách với hắn. Kỳ thật nguyên nhân chân chính là Hứa Thuần Lương lo lắng gia gia biết sau không tốt giải thích, Liễu Sơn Dân đáp ứng. Hai người uống xong một bình rượu, Liễu Sơn Dân vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lấy thêm một bình, Hứa Thuần Lương biểu thị bệnh viện còn có chuyện, hắn còn muốn tại Nguy Sơn đảo đợi một thời gian ngắn. Về sau có rất nhiều cơ hội uống rượu. Liễu Sơn Dân nhìn đồng hồ, nghĩ từ bản thân còn đã hẹn tái khám, có hai cái bị rắn cắn bị thương bệnh nhân cần thay thuốc. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Hứa Thuần Lương cố ý nói, Nguy Sơn đảo bên trên lại có rắn. Liễu Đại Phu gật đầu nói, có không ít, mắt thấy chính là bạch lộ, chăm rắn về động, những này rắn chính nắm chặt tại ngủ đông trước đó tiến hành sau cùng săn mồi, cũng là công kích tính mạnh nhất thời điểm.
Hứa Thuần Lương nhớ tới tối hôm qua cùng Mai Như Tuyết trên đường trở về tao ngộ hơn 10 đầu rắn vây khốn sự tình, chẳng lẽ hai người này chính là ngự rắn người? Thế là hỏi hai người thương thế. Liễu Sơn Dân nói, còn tốt, chỉ là thương thế phức tạp một chút, bị mấy loại rắn độc cắn chúng, trong đó một cái chạy trốn lúc phải chân còn té gãy, hai người cũng là tham ăn, nắm hơn 10 đầu rắn chuẩn bị ăn như gió cuốn, nghĩ không ra ngược lại trước bị rắn cắn. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, hai người này nên chính là tối hôm qua thao túng xà trận phục kích mình ngự rắn người. Tối hôm qua bởi vì muốn hộ tống Mai Như Tuyết trở về, cho nên cũng không lúc này tìm kiếm hai người hạ lạc, nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hứa Thuần Lương biểu thị có thể để lái xe tiện đường tiễn hắn tiến đến, Liễu Sơn Dân nói cho hắn biết không cần phiền toái như vậy, mình cứ chạy bằng điện ba lượt qua đi là được, hai tên người bị thương ngay tại Đại Hồ hồi thu công ty. Hứa Thuần Lương yên lặng nhớ kỹ địa chỉ, để Trương Hải Đào lái xe tới đón hắn, trên đường trở về nói cho Hứa Thuần Lương từ Đại Khánh hôm nay câu lưu kỳ đầy. Để Hứa Thuần Lương chú ý nhiều nhiều một chút, hiện tại Trương Hải Đào nội tâm đã triệt để hướng Hứa Thuần Lương nghiêng. Từ Đại Khánh câu lưu kỳ đầy, không gấp nhà mình, mà là đi trước Trương Hải Tân trong nhà. Hắn vốn đang trông cậy vào Trương Hải Tân có thể ra mặt giúp mình bảo trụ công việc, nhưng đến mới biết được ngay cả Trương Hải Tân cũng bị ngưng chức. Trương Hải Tân đem Trường Hưng khai trừ Từ Đại Khánh quyết định nói cho hắn, Từ Đại Khánh cho là mình đây hết thảy tất cả đều là Hứa Thuần Lương tạo thành, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Viện. Ta nuốt không trôi một hơi này, nhất định phải cho tiểu tử này một cái hung hăng giáo huấn. Trương Hải Tân làm sao có thể nuốt xuống một hơi này, tại Nguy Sơn Đảo Bệnh viện làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, đột nhiên bị ngưng chức, mà lại cho hắn cải lên bán tập thể lợi ích mũ, để hắn viết bàn giao vật liệu, thứ hai muốn trước đi Trường Hưng Bệnh viện kiểm tra kỷ luật bộ môn nói rõ tình huống. Trương Hải Tân cho rằng căn nguyên vẫn là tại Trường Hưng Bệnh viện, cái gì chất khống kiểm tra căn bản chính là cái ngụy trang. Từ chất khống tiểu tổ đến ngày đầu tiên, phiền phức của bọn hắn liền tầng tầng lớp lớp, đương nhiên Từ Đại Khánh chuyện này là hắn gieo gió gặt bão, uống một chút mèo nước tiểu liền cả gan đi nhìn lén nữ phòng tắm, làm sao không có bắt hắn cho ngã chết. Trương Hải Tân mặc dù hận hắn bất tranh khí, mà dù sao là nhiều năm bạn học cũ, Từ Đại Khánh còn có chút giá trị lợi dụng. Trương Hải Tân nói, ta nghĩ hết biện pháp bảo đảm ngươi, có thể lên đầu lần này là nhằm vào ta tới, ngươi náo ra loại sự tình này. Bọn hắn vừa vặn bắt ngươi khai đao. Từ Đại Khánh hối hận không thôi nói, ta ngày đó là uống nhiều quá. Xuôi theo nghĩ đến bị cô nương kia phát hiện. Trương Hải Tân nói, Đường Minh Mị là Trường Hưng đời tiếp theo hộ lý bộ chủ nhiệm, thâm thụ lãnh đạo coi trọng, cùng lãnh đạo quan hệ khẳng định không giống bình thường, ngươi nhìn lén nàng không là muốn chết sao. Từ Đại Khánh tức giận nói, xem xét cô nương kia cũng không phải là đứng đắn gì người, giả trang cái gì phụ nữ đàng hoàng. Không biết cùng nhiều ít nam nhân ngủ qua, ta nhìn nàng cùng cái kia Hứa Thuần Lương cũng có một chân. Trương Hải Tân ho khan một tiếng, cố ý nói, đừng nói mò, ngươi lại không chứng cứ, Đường Minh Mị đã ly hôn, đều nhanh 40 tuổi, Hứa Thuần Lương mới 22 còn chưa kết hôn, loại này tin đồn thất thiệt sự tình vạn vừa truyền ra đi, đối hai người bọn họ danh dự cũng không tốt. Hắn kiểu nói này ngược lại nhắc nhở Từ Đại Khánh, Từ Đại Khánh trong lòng tự nhủ đúng a, ta làm sao lại không nhớ ra được đâu. Lão tử bởi vì bọn hắn bị câu lưu, ngay cả công việc đều mất đi, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, ta nuốt không trôi khẩu khí này a, người hủy ta công việc, ta mẹ nó hủy ngươi danh dự. Trương Hải Tân từ Đại Khánh biểu lộ liền đoán được người này đã bị mình dẫn lên đường, cười thầm Từ Đại Khánh ngu xuẩn, thở dài nói, Đại Khánh a, vẫn là ngươi đủ ý tứ, bây giờ có thể tới nhà xem ta không nhiều lắm, cả đám đều vội vàng cùng ta bỏ qua một bên quan hệ, ngay cả nhị đản đều. Ai? Trương Hải Đào phản bội đối Trương Hải Tân đả kích không nhỏ, không chỉ bởi vì người này là hắn phụ tá đắc lực, cũng bởi vì Trương Hải Đào có thể có hôm nay tất cả đều bái hắn ban tặng. Hắn cũng vẫn cho rằng Trương Hải Đào là cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa, không nghĩ tới con hàng này lại có mượn gió bẻ măng bản lĩnh, mà lại lần này phiền phức chính là từ nội bộ bắt đầu, Trương Hải Tân cho rằng Trương Hải Đào khẳng định bán chính mình. Từ Đại Khánh mắng, nhị đàn cái này không có lương tâm đồ vật, nếu là không có ngươi giúp hắn. Con hàng này còn vểnh lên mông ở trên núi đảo đâu. Không sai đổi mới. Trương Hải Tân nói, người ta bỡ đỡ được Hứa Thuần Lương, đã không nhớ rõ ta làm sao đối với hắn. Từ Đại Khánh nói, Hứa Thuần Lương tính là cái gì chứ, đây là tại Nguy Sơn Đảo, ta để hắn không chết cũng phải cởi sạch một lớp da. Trương Hải Tân nói, được rồi, ngoan thoại nói nhiều hơn nữa cũng vô ích,
người nhị tỷ nhà kia Ngũ Kim Điếm còn không phải thành thành thật thật đem tiền thuê nhà cho giao nộp. Đại Khánh, người đến nói với nàng một tiếng, trong lòng có cái phổ, đừng lời gì đều hướng bên ngoài nói lung tung. Từ Đại Khánh biết hắn là có ý gì, để hắn cứ yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn sẽ đi bàn giao. Hạ giọng đối Trương Hải Tân nói, chuyện này liền không thể để di phu nói một câu. Trương Hải Tân mặt lộ vẻ vẻ không vui, Từ Đại Khánh ý thức được mình lắm mồm, ngượng ngùng cười cười nói, ta đi xem một chút nhị tỷ. Trương Hải Tân tam di phu Ngô Trung Nghĩa tại Đông Châu thì cục vệ sinh công việc, mặc dù là phó chức, nhưng là tại Đông Châu hệ thống vệ sinh vẫn là có lực ảnh hưởng nhất định. Đây cũng là Trương Hải Tân có thể tại Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện về sau, vẫn có thể lưu nhiệm nguyên nhân, kỳ thật hắn có chút hối hận lúc trước quyết định này, nếu như lúc ấy thấy lại dài xa một chút, liền nên để tam di phu hỗ trợ đi mặt khác một nhà hương trấn bệnh viện, Trường Hưng phân viện tên tuổi có hoa không quả. Trường Hưng tuyên bố tướng Trương Hải Tân tạm thời cách chức về sau, hắn cũng tại đầu tiên liên hệ tam di phu, Ngô Trung Nghĩa bên kia đầu tiên xác nhận hắn có hay không tham nhũng loại hình làm trái nhật ký hành trình vì. Trương Hải Tân lời thề son sắt mà tỏ vẻ mình không có, Ngô Trung Nghĩa cũng không có minh xác nói sẽ giúp hắn, chỉ là để hắn hảo hảo tỉnh lại tự thân vấn đề. Trương Hải Tân đã nghĩ tới mình xấu nhất kết cục, cũng không về phần ngồi tù, nhưng là nếu như Trường Hưng cứng rắn muốn chụp một đỉnh bán tập thể lợi ích mũ cho hắn, chỉ sợ hắn cũng muốn gánh chịu tương quan trách nhiệm. Trương Hải Tân trong tay cũng không phải là không bài nhưng đánh, hắn liên hệ Trường Hưng bệnh viện tiền nhiệm viện trưởng Cố Hậu Nghĩa. Cú điện thoại này để Cố Hậu Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã rời đi Trường Hưng, thân là phân viện nghiệp vụ phó viện trưởng Trương Hải Tân không có khả năng không biết Trường Hưng cao tầng biến động, hắn hiện tại còn tìm mình làm cái gì. Ôn chuyện, giống như giữa bọn hắn không có cái này giao tình, gạch dưới O gạch dưới M. Trương Hải Tân cung cung kính kính kêu một tiếng Cố viện trưởng. Cố Hậu Nghĩa lập tức giúp cho uốn nắn, mình bây giờ đã đi khoa hiệp, không còn đảm nhiệm Trường Hưng lãnh đạo làm việc. Trương Hải Tân biểu thị trong lòng hắn Cố Hậu Nghĩa vĩnh viễn là mình viện trưởng. Cố Hậu Nghĩa đối Trương Hải Tân ấn tượng không tính là tốt, cái này nhân tạo tại tâm mà tính, tại Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn đảo phân viện về sau chế tạo không ít chướng ngại. Cố viện, ta muốn theo ngài phản ứng một chút tình huống. Cố Hậu Nghĩa nhắc nhở, tiểu Trương A, người bây giờ hẳn là tìm người là Triệu Phi Dương Triệu viện trưởng A. Trương Hải Tân lúc này mới đem mình bị Triệu Phi Dương tạm thời cách chức sự tình nói. Cố Hậu Nghĩa tưởng rằng nghĩ để cho mình hỗ trợ tìm Triệu Phi Dương biện hộ cho. Hắn mới không muốn quản loại chuyện này, đến hắn cùng Trương Hải Tân không có cái này giao tình. Thứ hai, coi như hắn đi biện hộ cho, Triệu Phi Dương cũng chưa chắc chịu cho hắn cái này tử. Tại Cố Hậu Nghĩa xem ra, Trương Hải Tân phàm là có chút đầu óc đều không nên tìm tiền nhiệm lãnh đạo. Hắn cũng biết Trương Hải Tân cùng Ngô Trung Nghĩa quan hệ, nhắc nhở Trương Hải Tân, loại chuyện này tốt nhất là để Ngô Cục Phó ra mặt. Tương đương với biến tướng cự tuyệt, nhiều ít cũng coi là cho Trương Hải Tân từng cái cáo. Trương Hải Tân lời kế tiếp khiến Cố Hậu Nghĩa tức giận không thôi. Cố viện, 3 năm trước đây núi Hồ Tình rượu ra sự tình ngài còn nhớ rõ sao? Lúc ấy nếu như không phải ta ra mặt, Trường Hưng sợ đã sớm là Đông Châu chuyện thiếu lâm, mặc dù thời gian qua lâu như vậy, nhưng mấy vị kia bác sĩ còn tại Trường Hưng đi làm a. Nếu như chuyện năm đó, sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn công việc bây giờ. Sẽ không ảnh hưởng dài danh dự, đối ngài đã đi khoa hiệp, ứng đối cá nhân ngài không có ảnh hưởng gì. Bên đầu điện thoại kia Cố Hậu Nghĩa trầm mặc xuống, hắn đang cố gắng khống chế phẫn nộ của mình, qua mà mới nói, nhỏ a, thời gian trôi qua cái này lâu, trí nhớ của ngươi còn thực là không tồi đâu. Chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, ta nhất định phải nhớ kỹ ở bọn hắn giáo huấn, để tránh phạm vào giống như bọn họ sai lầm mấy vị kia lớn có phải hay không phi thường cảm tạ ngài. Năm đó nếu như không phải ngài bảo đảm bọn hắn, tìm ta giúp bọn hắn dập lửa, chỉ sợ bọn họ ngay cả công việc đều không gánh nổi a. Cố Hậu Nghĩa đã cúp điện thoại, Trương Hải Tân là cái 10 phần tiểu nhân. Thời gian còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 3 năm trước đó, lúc ấy Trường Hưng vừa mới tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện, Cố Hậu Nghĩa đối lần này thu phi thường trọng thị, đặc địa phái đi rất nhiều chuyên gia vòng đi ngồi xem bệnh, đều là các khoa nghiệp vụ cốt cán. Núi đảo bệnh viện quá thanh nhàn. Cũng quá nhàm chán, bọn gia hỏa này về sau nghiệp sư thời gian chính là uống rượu đánh bài, nếu như vẻn vẹn là hai thứ này cũng không có gì, có mấy cái băng thế mà đi hoa tử, kết quả bị người bắt tận tay dai tận mặt. Cố Hậu Nghĩa biết rõ sự kiện kia một khi hậu quả, hắn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, cuối cùng vẫn là Trương Hải Tân ra mặt tướng chuyện này bãi bình, thời gian đã qua năm,
Cố Hậu Nghĩa đã quên lãng, lại có nghĩ đến Trương Hải Tân lại đem việc này lật ra. Trương Hải Tân động cơ phi thường minh xác, hắn nghĩ Trường Hưng nhượng bộ, nếu như Trường Hưng kiên trì đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, như vậy hắn cũng không tiếc cá chết lưới rách. Hắn cũng cân nhắc qua đi tìm viện trưởng Triệu Phi Dương ngả bài, nhưng là Triệu Phi Dương căn bản sẽ không để hắn vào trong mắt, mà lại đây là phát sinh ở Cố Hậu Nghĩa nhiệm kỳ. Trương Hải Tân cũng vô pháp xác định lá bài này trực tiếp đánh đi ra phải chăng có thể tạo được tác dụng, ổn thỏa lý do vẫn là phải thông qua Cố Hậu Nghĩa, từ Cố Hậu Nghĩa tìm Triệu Phi Dương đàm hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Triệu Phi Dương không nghĩ tới Cố Hậu Nghĩa sẽ chủ động liên hệ mình, kỳ thật hắn trận đều muốn theo vị này tiền nhiệm viện trưởng gặp mặt một lần, nhớ tới giao tiếp về sau mình hệ liệt cải cách cử động, Triệu Phi Dương lại bỏ đi gặp mặt suy nghĩ, không có người sẽ cao hứng nhìn thấy từng cái đoạn lật đổ mình chính sách kế nhiệm. Hắn cũng nghĩ lại chính mình lúc trước thái độ, đối Cố Hậu Nghĩa vị này tiền nhiệm biểu hiện được không đủ tôn trọng. Cố Hậu Nghĩa đi thẳng vào vấn đề, Trương Hải Tân lợi dụng năm đó bê bối đối với hắn tiến hành áp chế sự tình nói. Triệu Phi Dương nghe vậy giật mình, vốn cho rằng Trương Hải Tân chẳng qua là từng cái tên hề thôi, nghĩ không ra người này trong tay thế mà cầm dạng này một trương bài, mà lại làm việc như thế hèn hạ vô sỉ, lại dám cầm chuyện này đi áp chế Cố Hậu Nghĩa, nói xác thực là áp chế Trường Hưng. Lá bài này đã kinh động Trường Hưng hai vị lãnh đạo. Triệu Phi Dương cũng biết Cố Hậu Nghĩa là ra ngoài hảo ý, lúc ấy loại tình huống kia, đổi thành bất luận kẻ nào ở vào chú ý dày vị trí bên trên đều chọn dàn xếp ổn thỏa. Liên quan sự tình danh sách Cố Hậu Nghĩa cũng không có giấu giếm, báo ra mấy cái tên để Triệu Phi Dương nhức đầu không thôi, liên quan sự tình mấy gã bác sĩ trên cơ bản đều là trước mắt Trường Hưng kỹ thuật cốt cán, có hai người hiện còn đảm nhiệm phòng chủ nhiệm. Kỳ thật loại chuyện này cũng không tươi gặp, bụng no thì nghĩ đến XX, theo sinh thu nhập đề cao, phương diện này sự tình cũng tầng bất tận, nhưng là tập thể uống hoa tử bị bắt hiện hình chưa nghe nói qua, khả năng cái khác bệnh viện cũng tồn tại, nhưng là người ta không có bị hiện trường bắt bao. Cố Hậu Nghĩa hoài nghi Trương Hải Tân lúc ấy khả năng thu âm lại, thậm chí chụp hình, đương liền hoài nghi đây là một cái dự đoán thiết tốt cái bẫy, đám kia không hiểu được giữ mình trong sạch là vật gì ngu xuẩn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chui vào. Triệu Phi Dương châm trước dưới, cung kính mời nói, Cố viện, theo ý của ngài nên xử lý như thế nào chuyện này? Phi Dương đồng chí, không tại kỳ vị bất ngưu kỳ chính, ta không muốn làm nhiễu phán đoán của ngươi, chuyện này là ta sai lầm, lúc không để ý đến bản viện bác sĩ đạo đức giáo dục, phương gây nên xuất hiện tình trạng như vậy, là Trường Hưng chôn xuống tai họa ngầm. Triệu Phi Dương lý giải Cố Hậu Nghĩa không phát biểu ý kiến, kỳ thật Cố Hậu Nghĩa chủ động gọi cú điện thoại này tới đã minh hắn độ. Cố Hậu Nghĩa đối Trường Hưng hiển nhiên vẫn là hữu tình, người ta không muốn nhìn Trường Hưng trò cười, kỳ thật hắn đều có thể sống chết mặc bây, coi như Trương Hải Tân thật đem chuyện năm đó bạo đến, nhiều nhất Cố Hậu Nghĩa cũng liền rơi cái quản lý bất thiện, đối hắn cá nhân ảnh hưởng đã không lớn. Chân chính phiền phức chính là Trường Hưng bệnh viện lung lay sắp đổ danh tiếng đứng trước triệt để sụp đổ khốn cảnh, mà lại sẽ biến thành Đông Châu thậm chí toàn bộ Bình Giang sinh hệ thống vệ sinh trò cười. Đám này không hiểu giữ mình trong sạch ra hỏa, từng cái tự cho là phong lưu, cái rắm. Triệu Phi Dương nói, Cố viện, nếu như cô dưỡng nữ làm, sẽ chỉ hậu hoạn vô tận. Cố Hậu Nghĩa từ hắn trong những lời này nghe ra đối với mình chỉ trích, chẳng lẽ Triệu Phi Dương cho rằng Trương Hải Tân là mình cho hắn chôn đến một viên lôi. Cố Hậu Nghĩa nhắc nhở Triệu Phi Dương nói, cục vệ sinh Ngô Trung Nghĩa đồng chí là Trương Hải Tân di phu, người lấy thông qua hắn thì một chút áp lực. Triệu Phi Dương nói, Ngô cục người kia ta còn hiểu rõ, hắn làm việc không nể tình, chuyện này nếu như bị hắn biết lại sẽ khiến cho càng thêm không cách nào thu thập. Cố viện, để ta giải quyết đi, ngài tâm, ta sẽ tận lực đem chuyện này hơi thở đi. Cố Hậu Nghĩa một tiếng, Triệu Phi Dương thái độ coi như chính, đang muốn cúp điện thoại. Triệu Phi Dương lại nói, Cố viện, ngài đối Nguy Sơn đảo bệnh viện tư tưởng rất, ta dự định kéo dài cách làm của ngài, tướng nơi đó làm khỏe mạnh chữa bệnh dưỡng lão thí điểm. Khẳng định Cố Hậu Nghĩa đi qua chính sách chính là chủ động hướng hắn lấy lòng. Cố Hậu Nghĩa nói, chữa bệnh dưỡng lão thật là tương lai phát triển phương hướng, chỉ là Hưng hiện hình. Huống, chưa hề nói dưới, mặc dù rời đi Trường Hưng, thế nhưng là hắn còn đang yên lặng lấy Trường Hưng hết thảy. Triệu Phi Dương đối sự phát triển của hắn chính sách cơ hồ tiến hành toàn bộ phủ định, dừng lại hai kỳ xây dựng thêm công trình, ký kết khu công nghệ cao chuẩn bị ở nơi đó mở mới viện. Hiện tại lại muốn làm khỏe mạnh chữa bệnh dưỡng lão trung tâm. Tiền đâu, chú ý dày thừa nhận Triệu Phi Dương dám đánh dám, nhưng là bước chân có phải hay không bước đến quá lớn, không cẩn thận liền sẽ thất bại,
cái này cũng sẽ không tiếp tục là chú ý nghĩa quan tâm sự tình, lời thật thì khó nghe, làm gì làm cho người ta không vui. Triệu Phi Dương bút tướng Cố Hậu Nghĩa nâng lên tên tất cả đều nhớ dưới, hắn đầu tiên muốn làm phải là giữ gìn viện danh dự, nhưng là hắn cũng không muốn hướng Trương Hải Tân cái này tiểu nhân khuất phục, người này quả nhiên bài trong tay a. Triệu Phi Dương cầm bút lên tại năm đó tham dự chuyện này danh tự bên trên một từng cái họa vòng, có ít người là hắn có nghĩ tới, một số thời khắc hắn thật không rõ. Cái này từng cái ra vẻ đạo mạo xã hội tinh anh thế mà ngay cả như thế điểm tự chủ đều không có. Coi như không có tự chủ chẳng lẽ ngay cả cơ bản nhất trí thông minh cũng không có. Bọn hắn không có suy nghĩ qua vạn xảy ra chuyện hạ tràng. Đây là bầy tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, bọn hắn làm đảm nhiệm sự tình thủ trước tiên nghĩ đến độ là mình cảm thụ, cũng không nghĩ tới tập, thành tích cao chức cao xưng cùng cao tố chất căn bản không có cái gì tất nhiên quan hệ. Triệu Phi Dương lại trên giấy viết xuống Trương Hải Tân ba chữ, sau đó dụng lực ở phía trên gạch chéo, loại tiểu nhân này quyết không thể lưu tại Trường Hưng Y, như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này lại không vang đến Trường Hưng. Triệu Phi Dương nghĩ đến nhượng bộ, hắn quyết định tạm thời trước thả một chút, đối Trương Hải Tân loại người này không thể làm cho quá mau, để phòng hắn chó cùng rứt dậu, đối diện phiến người giả bị đụng nhất định phải bảo đảm lý trí. Trương Hải Tân cùng ngày liền nhận được Trường Hưng phương diện thông chi. Nói cho hắn biết kiểm tra kỷ luật bộ môn đã hạch thật tình huống, hắn tại đảm nhiệm Trường Hưng bệnh viện phó viện trưởng trong lúc đó cũng không có vấn đề gì, viện lãnh đạo trải qua thảo luận quyết từ hắn tiếp tục đảm nhiệm Nguy Sơn đảo phân viện nghiệp vụ phó viện trưởng. Trương Hải Tân trong nội tâm đầy đắc ý, trong tay có bài trong lòng không hoảng hốt, hoa tử sự kiện chỉ là hắn thứ lá bài. Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện 3 năm, trong 3 năm này phát sinh nhiều ít sự tình, cao tầng cũng không rõ ràng, có lẽ bọn hắn rõ ràng. Chỉ là cho rằng nho nhỏ nhưng sự tình, cho nên mắt mở mắt nhắm, mang tính lựa chọn coi nhẹ. Nhưng là Trương Hải Tân thấy rất rõ ràng, cái gì đối giải bất lợi, cái gì đối với mình có lợi, đều có bản sổ sách, cần dùng lúc đó, liền sẽ từng kiện lấy ra. Hắn từ nghĩ tới cá chết lưới rách, giết địch 10.000 tự tổn 5.000 kiếm ăn chỉ có mới có thể làm, hắn muốn cầm trong tay sổ sách lợi ích tối đại hóa, hắn muốn làm một đầu sông phá Trường Hưng Trương này lưới rách. Còn có thể phiến vảy không thương tổn thoải mái ngao du tại trong biển rộng con cá kia. Bệnh viện ghi chép tin tức hắn gọi điện thoại, đối phương điện thoại tắt máy, nhìn xuống phía trên đăng ký địa chỉ, ngay tại Ngư Thủy Tình tiệm cơm, Hứa Thuần Lương quyết định đi hiện trường đi lội. Bạo tạc sau tình hình nước tiệm cơm đã san thành bình địa, hiện trường có một cỗ đào cơ đang tiến hành thanh lý công việc, Ngư Thủy Tình chủ tiệm trên đầu bao lấy băng gạc đứng ở một bên chỉ huy, lần này bạo tạc tổn thất lớn nhất chính là hắn. Hứa Thuần Lương không thấy được Lưu Hải Dư, hướng lão bản đi đến, chủ tiệm nhận ra Hứa Thuần Lương là ngày đó tham dự người cứu viện, tranh thủ thời gian hắn bên trên khói, Hứa Thuần Lương khoát tay áo biểu thị mình không rút. Từ lão bản nơi đó biết được Lưu Hải Dư ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền chạy, điện thoại tắt máy, người liên lạc không được, về phần đi chỗ nào, hắn cũng không rõ ràng, trước mắt đã đem tương quan tình huống phản hồi cho cảnh sát. Hứa Thuần Lương càng phát giác cái này Lưu Hải Dư thân thế bí. Lúc ấy tướng Lưu Hải Dư doanh cứu lúc đi ra, nhìn thấy hắn cũng không tổn thương, vẻn vẹn dùng may mắn đã không cách nào giải thích. Hứa Thuần Lương thừa cơ kiểm tra một hồi mạch môn, kết luận Lưu Hải Dư người mang võ công, mà lại tu luyện được nên là cường hoành bá đạo ngoại công. Nhắc nhở mình chú ý an toàn người ứng cũng là hắn, Hải Dư đang nhắc nhở mình về sau đại khái lo lắng muốn nhận than đá nổ trách nhiệm, cho nên mau chóng thoát đi Nguy Sơn đảo. Hứa Thuần Lương liên hệ Lục Kỳ. Tướng Lưu Hải Dư thân chứng hảo báo cho hắn, để hắn hỗ trợ cha người này hành tung. Đêm đó, Hứa Thuần Lương một mình tiến về Đại Hồ hồi thu công ty, hắn muốn tìm tối hôm qua kích mình ngự rắn người tính sổ sách. Đại Hồ hồi thu công ty khoảng cách bến tàu không xa, kỳ thật chính là một cái thu phá lạn địa phương, chiếm diện tích không nhỏ. Hứa Thuần Lương vây quanh tường viện dạo qua một vòng, tuyển một cái vắng vẻ chỗ không có người, từ đầu tường lật lại. Trong viện khắp nơi đống đến độ là ngập. Xú khí huân thiên, loại địa phương này bình thường có rất ít người tới chơi, ngược lại là dễ dàng cho ẩn nấp hành tung. Hứa Thuần Lương trước quan sát một chút bên trong tình huống, phát hiện tại góc tây bắc có 3 gian lâm thời căn phòng, nên là xử lý khu. Xử lý khu miệng có một đầu đại cẩu chính đang ăn uống. Hứa Thuần Lương xử lý y tế chỗ công việc đã có một đoạn lúc, cũng tích lũy tương đối kinh nghiệm, trước quan sát chung quanh có hay không giám sát tồn tại, ánh mắt quét qua phạm vi bên trong cũng chưa phát hiện camera. Khí bên trong có thể ngửi được một cỗ rắn mùi tanh, Hứa Thuần Lương đối loại vị đạo này cực kỳ mẫn cảm, đánh giá ra mùi tanh đến từ góc đông bắc nhỏ phòng lợp tôn bên trong.
từ trong túi móc ra một con màu đen đội trên đầu, loại phương pháp này so dịch dung thuật tới muốn thuận tiện mau lẹ. Mượn bóng đêm yểm hộ, Hứa Thuần Lương lặng lẽ hướng gian kia ra tới gần. Sắt lá phòng nhỏ vết xỉ ban, nhiều chỗ tổn hại, cửa phòng dây kẽm treo lại, Hứa Thuần Lương mở dây kẽm, đẩy cửa đi vào, nồng đậm rắn mùi tanh liền đến từ bên trong. Bên trong đặt vào một cái tia lồng, trong lồng chứa 5 đầu rắn hổ mang. Kỳ thật hôm qua Hứa Thuần Lương tại tao ngộ xà trận thời điểm đã cảm thấy có chút kỳ quái, Nguy Sơn đảo bản địa rắn độc cũng không tính nhiều, mà lại muốn thuần hóa nhiều như vậy hoang dại rắn độc cũng không dễ dàng, coi như cùng môn có ngự bí thuật, cũng cần huấn luyện một đoạn lúc. Tại khu ngự độc vật phương diện, trong thiên hạ còn không có một cái nào tông môn cùng ngũ độc giáo đánh đồng. Những người này chiếm cứ ngay tại chỗ đã có một đoạn thời gian, đại hồ hồi thu đứng nên chỉ là một cái ngụy trang. Hứa Thuần Lương phỏng đoán đám người này cùng Hàn Thiên chỉ nhận biết, đại khái xuất thuộc về cùng một phe. Hứa Thuần Lương mặc dù không phải một cái trừng phạt ác trừ nữ làm hiệp sĩ, nhưng là đám người này lại nhiều lần tìm mình trả thù, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, hắn quyết định ở cơ hội lần này, tướng cái này một phe một mẻ hốt gọn. Mở ra chiếc lồng, rắn hổ mang từ đó phun ra, tụ lại Hứa Thuần Lương dưới chân, một loại trước nay chưa từng có cảm giác quen thuộc xông lên đầu, để người bình thường tránh không kịp rắn độc. Tại Hứa Thuần Lương bên trong lại phá lệ đáng yêu. Hắn đưa tay trái ra ngón trỏ, tại một đầu ngẩng đầu thổ tín mắt rắn đầu nhẹ điểm một cái, mắt rắn không có tránh né, cũng không có phát động công kích. Hứa Thuần Lương thủ thế biến ảo, 10 ngón tổ hợp biến hóa đa đoan, 5 đầu rắn hổ mang lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu xoay quanh du tẩu. Thuần Lương mở phòng nhỏ thời điểm, sau lưng đi theo một đạo thật dài bóng đen từ 5 đầu kính mắt xà tổ thành, sắp xếp chỉnh tề trận. Trên mặt đất nối đuôi nhau uốn lượn tiến lên. Đầu kia đại cẩu tựa hồ cảm giác được cái gì, hai con đoá dựng thẳng lên, cảnh nhìn qua phòng nhỏ phương hướng, đột nhiên nó phát ra một tiếng khẽ kêu, bằng tốc độ kinh người trốn hướng ổ chó. Hứa Thuần Lương nguyên vốn còn muốn trước giải quyết đầu kia đại cẩu, nghĩ không ra nó lá gan nhỏ như vậy, cái này cũng chứng minh động vật đối nguy hiểm năng lực nhận biết thông mạnh hơn nhân loại, gặp được nguy hiểm trước tiên lựa chọn trốn đi. Ngay cả gọi cũng không dám gọi, bo bo giữ mình hành vi cực kỳ giống nhân loại. Hứa Thuần Lương đi vào đèn sáng cái gian phòng kia tấm bên cạnh, ghé vào cửa sổ vào bên trong nhìn lại. Trong phòng lấy đèn, một người nằm ở trên giường, một người khác ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm, hai người đều trần trụi nửa người trên thân vết thương chồng chất, nằm trên giường người kia đùi phải còn đánh thanh nẹp. Trên giường tên nam tử kia nói, Tam ca. Người nói muộn những cái kia tóc rắn điên công kích chúng ta là không phải là bởi vì tiểu tử kia duyên cớ. Được xưng Tam ca nam quay mặt lại, hắn mới vừa rồi là quay thân hướng phía Hứa Thuần Lương, hiện tại mới tính thanh dung mạo của hắn, 50 tuổi khoảng chừng, tóc hoa râm, một con mắt mù, bởi vì không có mang giả, mắt trái hốc mắt lõm xuống dưới, mặt tràn đầy vết thương, lộ ra càng phát ra xấu xí. Độc Nhãn Long lắc đầu nói, không có khả năng, hắn mặc dù có chút bản sự, cũng không có khả năng để hơn 10 đầu rắn cùng công kích chúng ta. Ta nhìn chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng vì thập tra xà trận đối với hắn không có tác dụng, có thể nghênh ngang đi ra xà trận, nửa đường không có một con rắn chủ động phát động công kích. Độc Nhãn Long nói, xem ra hồi xuân đường có đuổi rắn phương pháp, đoán chừng hắn thân khả năng mang theo túi thơm loại hình đồ vật, rắn nghe được hắn mùi trên người liền từ bỏ công kích. Ca, lúc đầu chúng ta là tìm đến Lưu Mạn Ý, vì sao vẽ vời thêm chuyện? Độc Nhãn Long nghiến răng nghiến lợi nói, người quên lão ngũ sự tình. Dừng lại một chút lại nói, kia Lưu Mạn Ý chân mệnh lớn, lần này thế mà không có đem hắn cho nổ chết. Hứa Thuần Lương lập tức liền hiểu được, Lưu Mạn Ý chính là Lưu Hải Dư, có chút muốn cười, danh tự này lên được cũng quá ý từ hai người này đối thoại đến xem, Ngư Thủy Tình lần này khí ga bạo tạc cũng không phải là ngoài ý muốn, là bọn hắn có ý định mưu sát, hai người này coi là thật ghê tởm, chết chưa hết tội. Nằm tại nam tử trên giường nói, Lưu Mạn Ý đã đi, chúng ta lưu tại nơi này còn có ý gì? Độc Nhãn Long nói, chờ chân ngươi bên trên thương thế khôi phục một chút chúng ta liền rời đi nơi này, cũng thật sự là quá không cẩn thận, thế mà đem chân quẳng đoạn. Trên giường kia tử thở dài nói, không là ta, lúc ấy nhìn thấy kia hơn 10 đầu rắn lúc vọt lên, chế một bước nữa, chỉ sợ muốn bị bọn chúng tươi sống cắn chết, Tam ca, ngươi lúc đó vẫn là vừa trốn mệnh. Độc Nhãn Long đứng dậy đi hai bước, đi vào bên giường muốn một điếu thuốc, nhóm lửa thuốc lá nói, kia tử không đơn giản a, khó trách lão ngũ lần ở trong tay của hắn. Tam ca, chúng ta vẫn là đừng tìm phiền toái. Nuốt không khẩu khí này a, nếu như không phải hắn nhúng tay,
chúng ta làm sao đến mức rơi xuống loại tình trạng này? Tam ca, hiện tại phong thanh quá, công an tăng rất nhiều lực lượng, chúng ta trước đó bản án cũng bị bọn hắn cho đào lên. Độc Nhãn Long cả giận nói, lão ngũ quá, dựa vào chúng ta qua biện pháp, chút hoàng kim châu báu chính là, cũng bởi vì. Một ván cược, thế mà đi giấu nghề cơ, người nói hắn có phải hay không lên cơn. Đến nơi đây Hứa Thuần Lương đã đoán bọn hắn trong miệng lão ngũ chính là Hàn Thiên Trì. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, ta nhìn ta vẫn là mau rời khỏi nơi này, để tránh đêm dài lắm mộng. Độc Nhãn Long nói, lần này không có diệt trừ Lưu Mạn Ý, chúng ta không có cách nào hướng đại ca bàn giao. Sự tình đã đến loại tình trạng này, sợ cũng vô dụng. Độc Nhãn Long nói, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, ta đi nhường. Độc Nhãn Long ngậm lấy điếu thuốc đến đi ra bên ngoài, trực tiếp đi hướng trong bụi cỏ, kéo ra đai lưng, nhắm ngay bụi cỏ liền nước tiểu, đột nhiên một đạo đầu tác trạng bóng đen bắn về phía hắn dưới đũng quần. Độc Nhãn Long dọa đến giật mình, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, lại là một đầu rắn hổ mang tiềm phục tại trong bụi cỏ, cắn một cái bên trong mệnh căn của hắn. Độc Nhãn Long dọa đến hồn phi phách tán, hét thảm một tiếng, đưa tay đi bắt rắn hổ mang thân thể, nhưng tay của hắn còn chưa vươn đi ra, cân xúc huyệt đã bị người đánh trúng. Độc Nhãn Long thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, lúc này tâm chỉ một cái ý nghĩ, ta xong, ta chết chắc. Trong phòng hắn tên kia đồng bọn nghe ra đến bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, cũng ý thức được không ổn, từ giường sờ khởi một cây ống thép, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng. Cửa phòng từ từ mở ra, năm đầu rắn hổ mang cá mà. Nhìn thấy một màn trước mắt, cuống quýt phứt bỏ ống thép, cầm lấy một cây âm thoa, đánh âm thoa ý đồ khống chế rắn hổ mang. Rắn hổ mang không có tai cũng không có màng nhĩ cùng lỗ tai, nhưng là nó có thể cảm giác được không khí chung, trên giường nam tử này liền là thông qua đánh âm thoa đến dẫn phát không khí chấn động, từ đạt khống chế kính mắt mục đích. Hắn rất nhanh phát hiện đánh xiên đối rắn hổ mang đã mất đi tác dụng, năm đầu rắn hổ mang đi vào bên giường, dọc theo chân giường đi tới trên giường, đầu cuốn lấy tay chân của hắn, một đầu dọc theo hắn thân bò tới bộ ngực của hắn, ngẩng đầu tiếp cận khuôn mặt của hắn, đỏ tươi lưỡi ở trước mặt hắn múa. Nam tử này dọa một cử động nhỏ cũng không dám, kỳ thật đùi phải của hắn gãy xương, căn bản không có hy vọng chạy trốn. Hắn thậm chí không có chú ý Hứa Thuần Lương đi vào gian phòng, đóng lại đèn. Trong phòng lâm vào một vùng tăm tối, không biết sợ hãi càng ể cho người ta tra tấn. Một cái lạnh âm thanh âm vang lên. Ngư Thủy Tình tiệm cơm sự tình là các ngươi làm. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi chỉ cần trả lời ta có hay không có. Là... các ngươi cùng Hải Dư đến tột cùng có gì ân oán, vì sao muốn giết hắn? Hắn đi bảo bối của chúng ta. A bảo bối. Ta không biết, ta a cũng không biết. Thuần Lương trong lòng sát ý tỏa ra, chuẩn bị tướng người này giết chết thời điểm, lại nghĩ tới hai người này đêm nay sách ca. Đại ca ngươi là ai? Đại ca chính là đại ca, ta cũng không biết hắn là ai, kêu cái gì? Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Xem ra ngươi không muốn sống sao. Hắn gọi Mạnh Tuyết Phong, không ở trong nước, ta liền biết nhiều như vậy, ngươi tha cho ta đi. Hứa Thuần Lương vừa rồi thật có giết chết ý niệm của người này, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Bởi vì hiện tại cùng hắn đi qua vị trí thế giới khác biệt, cũng không giết người có thể phụ trách nhiệm, sống ở lập tức liền nên mạo xương lợi dụng cái này thời đại quy tắc trò chơi. Mặc dù hắn có thể lợi dụng rắn hổ mang mưu sát làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng là một khi xảy ra nhân mạng, cảnh sát tất nhiên sẽ đối ở trên đảo giám sát tiến hành loại bỏ, vạn nhất tra ra lộ tuyến của mình, chẳng phải là trêu chọc phiền toái không cần thiết. Còn có một nguyên nhân chính là bọn hắn sau là một cái khổng lồ phạm tội tập đoàn, người này khẳng định còn có rất nhiều chuyện không có giao, hẳn là triệt tra tới cùng, chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hứa Thuần Lương cầm lấy điện thoại di động của người nọ, người mạng sống, liền trung thực tướng làm qua chuyện xấu toàn bộ thẳng thắn bàn giao. Hắn gọi Lục Kỳ số điện thoại, đoán chừng Lục Kỳ kia vụ án còn không có tra ra mặt mày, nhân tình này vẫn là đưa cho lão bằng hữu Lục Kỳ. Lục Kỳ vừa mới tiếp thông điện thoại liền nghe đến đối phương kêu rên nói, ta thẳng thắn, ta tự thú, Ngư Thủy Tình khí ga bạo tạc án là chúng ta làm được, Đông Châu Phượng Tường tiệm vàng vụ trộm, Universal điện thoại mất trộm án ta đều tham dự. Lục Kỳ mặc dù không biết cái gì Ngư Thủy Tình khí ga bạo tạc án, nhưng sau khi nghe được một nửa, chở mình một cái liền từ trên giường ngồi dậy, ngươi ở nơi nào? Nguy Sơn đảo, lớn, đại hồ hồi thu công ty thanh âm cũng nhanh khóc. Bên cạnh ngươi còn có người nào?
không có liền chính ta. Cảnh sát ngươi mau tới đi, ta bị rắn cắn. Ta sắp chết. Hồ Sơn trấn đồn công an đêm đó khẩn cấp xuất động, bọn hắn tại Đại Hồ Hồi Thu công ty phát hiện hai cái bị rắn cắn bị thương người, trong đó một cái bị rắn hổ mang cắn trúng mệnh căn tử, hấp hối. Cảnh sát đến trước đó, Hứa Thuần Lương đã rời đi thu về công ty, thuận tiện tướng năm đầu rắn hổ mang nạp lại trở về lồng bên trong, đây đều là kịch độc chi vật, không thể tùy ý bọn chúng tự do chạy trốn, vạn nhất đả thương người liền phiền toái. Lục Kỳ hướng thượng cấp khẩn cấp xin, đi suốt đêm hướng Nguy Sơn đảo, cái giờ này đã không có tàu thủy, vẫn là lâm thời từ nước cảnh phân phối một chiếc tuần tra thuyền, tướng tổ chuyên án đưa đến ở trên đảo. Tổ chuyên án đến Nguy Sơn đảo lúc sau đã là 3 giờ sáng. Hai tên bị rắn cắn bị thương nam tử bị khẩn cấp mang đến Nguy Sơn đảo bệnh viện vì bọn họ tiêm vào kháng độc rắn huyết thanh. Cẩn thận lý do, tổ chuyên án quyết định trong đêm tướng cái này hai tên nghi phạm mang về Đông Châu, đến một lần nơi đó chữa bệnh điều kiện tân tiến hơn. Thứ hai, hai người này liên quan đến nhiều khởi phạm tội, đều là trọng phạm. Không sai đổi mới. Hứa Thuần Lương ăn điểm tâm thời điểm, Lục Kỳ gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết hôm qua tới qua Nguy Sơn đảo còn tới bọn hắn bệnh viện. Nhưng nhiệm vụ khẩn cấp, ngây người nửa giờ liền áp lấy hai tên nghi phạm dẹp đường trở về phủ, hiện tại đã thuận lợi đã tới Đông Châu. Hứa Thuần Lương cười nói, làm cảnh sát thật đúng là vất vả a, người thật giống như một đêm không ngủ. Lục Kỳ gọi cú điện thoại này cũng không phải cùng hắn nói chuyện tào lao, trước đó Hứa Thuần Lương để hắn hỗ trợ tra Lưu Hải Dư thẻ căn cước, Lục Kỳ không có tra được Lưu Hải Dư người, hắn lưu lại thân phận đăng ký tin tức cũng là giả, trải qua đối hai tên nghi phạm đơn giản đề ra nghi vấn. Đã biết được Lưu Hải Dư chính là Lưu Mãn Ý, cái này Lưu Mãn Ý cũng là đang đào phạm, Lục Kỳ đối Hứa Thuần Lương vì sao muốn nghe ngóng người này lên lòng nghi ngờ. Hứa Thuần Lương nói cho Lục Kỳ, cái này Lưu Hải Dư là ngư thủy tình tiệm cơm đầu bếp, hắn ngay cả tiền thuốc men đều không có thanh toán liền chạy, mình là muốn tìm hắn đòi tiền, lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Thuần Lương đoán ra kia hai hàng không có khả năng đem phục kích chính mình sự tình bàn giao ra, chỉ cần kia hàng không ngốc. Liền sẽ không nói lúc ấy là tại người khác uy hiếp phía dưới mới hướng Lục Kỳ tự thú. Hiện tại loại tình huống này, hắn khẳng định tương kế tự kế, chỉ ít có thể rơi cái chủ động tự thú thẳng thắn sẽ khoan hồng. Lục Kỳ cũng không hỏi nhiều, để Hứa Thuần Lương nếu có Lưu Hải Dư tin tức mau chóng cùng hắn liên hệ. Hứa Thuần Lương cố ý hỏi Lục Kỳ hôm qua mang đi đến là ai, Lục Kỳ tới một câu bọn hắn có giữ bí mật chính sách qua loa tắc trách tới. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, chuẩn bị đi ăn điểm tâm thời điểm. Nhìn thấy Đường Minh Mị từ trong phòng ra, chủ động cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Đường Minh Mị con mắt có chút sưng vù, cười đến cũng có chút miễn cưỡng. Hứa Thuần Lương hỏi nàng có muốn cùng đi hay không ăn cơm, Đường Minh Mị đột nhiên nhớ lại cái gì, nói mình còn có đồ vật không thu thập, để Hứa Thuần Lương đi trước. Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút khác thường, Đường Minh Mị rõ ràng khóc qua, bình thường cảm thấy nàng rất lạc quan. Đến tột cùng là ai chọc giận nàng rồi? Ăn điểm tâm thời điểm, cảm giác lại có chút không đúng, chung quanh thỉnh thoảng có người nhìn lén hắn, ánh mắt đều có chút kỳ quái. Vừa vặn Tào Tĩnh cũng tới dùng cơm, Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Tào tỷ, Tào Tĩnh hướng hắn cười cười, bưng cơm hộp đi một bên khác ngồi. Hứa Thuần Lương có loại mình đột nhiên thành hồng thủy mãnh thú cảm giác, vừa rồi Đường Minh Mị rõ ràng là tại né tránh mình, hiện tại Tào Tĩnh cử động cũng là đang cùng mình giữ một khoảng cách, tốt giống trước hôm nay, mình rất được hoan nghênh. Không nói người bạn đường của phụ nữ cũng phải là thiếu nữ chi tâm, hôm nay tình huống như thế nào? Hứa Thuần Lương đi cổng tiểu điếm mua quả ướp lạnh, đi thăm viếng tại ký túc xá dưỡng bệnh Kim Vĩnh Hạo. Kim Vĩnh Hạo hôm qua phu mới tìm Liễu Sơn Dân nhìn bệnh trí, hôm nay cảm giác tốt hơn nhiều, chính nằm lì ở trên giường cùng lão bà nhi tử, nghe được có người gõ cửa, quan, một lựu rẽ ngang đi mở cửa, nhìn thấy Hứa Thuần Lương mang theo hoa quả tiến đến, hắn lập tức liền minh rợn nhìn. Xấu hổ đến một gương mặt mo đỏ bừng, tiểu Hứa a, người đây là làm gì? Trong lòng thầm mắng Hứa Thuần Lương, ngươi liền không thể giả bộ như cái gì đều không có phát sinh. Còn mang theo hoa quả nhìn ta, đây là muốn nhắc nhở ta ngày hôm qua xấu hổ ngươi toàn đều thấy được có phải không? Hứa Thuần Lương nói, người khác đưa cho ta hoa quả, cầm đến cấp ngươi nếm thử. Kim Vĩnh Hạo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt tiểu tử ngươi cơ linh, đừng nói thấu, chuyện này nói hết rồi cũng quá lúng túng. Hai ta lòng dạ biết rõ liền tốt. Kim Vĩnh Hạo cũng không có chỉ hoãn, đem hắn mang tới hoa quả nhận lấy. Hứa Thuần Lương nói, Kim Viện, ta nghe nói Trương Hải Tân lại phục chức rồi. Kim Vĩnh Hạo nhẹ gật đầu, hắn không tiện ngồi, đứng đấy cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện,
có chuyện này, nghe nói là không có cha xảy ra vấn đề gì, Triệu Viện tự mình hạ được mệnh lệnh. Hứa Thuần Lương xem thường cười một tiếng nói, Trương Hải Tân có phải hay không tìm quan hệ. Kim Vĩnh Hạo trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi đến cùng tuổi trẻ, cái này còn phải hỏi. Hắn không tìm quan hệ có thể nhanh như vậy bãi bình chuyện này. Kim Vĩnh Hạo nói, ta nghe nói Ngô Cục Phó là hắn di phu. Hứa Thuần Lương trong lòng đối Triệu Phi Dương có chút khó chịu, ta ở chỗ này giúp ngươi diệt trừ đối lập, khai cương thác thổ. Vừa mới có khởi sắc, ngươi ngay cả chào hỏi đều không đánh với ta liền an bài Trương Hải Tân phục chức, đây không phải hủy đi ta đài sao. Chọc giận lão tử, ta mẹ nó không làm, ngươi có năng lực mình đi chơi. Kim Vĩnh Hạo nói, tiểu Hứa A, có đôi khi làm việc A vẫn là lưu ba phần chỗ trống tốt, tại trong cái xã hội này hỗn, năng lực vĩnh thua xa quan hệ trọng yếu. Hứa Thuần Lương nhưng không tán đồng, năng lực không được mới dựa vào quan hệ, một khi ngươi có được thực lực tuyệt đối, cái gì cầu thí quan hệ đều không được việc. Kim Vĩnh Hạo nhìn ra hắn không phục, kỳ thật hắn đối Hứa Thuần Lương năng lực là nhận đồng, hắn cũng cho rằng Hứa Thuần Lương cùng Triệu Phi Dương quan hệ không phải bình thường, bằng không thì cũng sẽ không như thế tuổi trẻ liền bị ủy thác trách nhiệm. Kim Vĩnh Hạo nói, tiểu Hứa A, có chuyện ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Hứa Thuần Lương nói, ngài nói. Ngươi còn trẻ, phải chú ý cùng khác phái ở giữa giữ một khoảng cách. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, là có người hay không diễn dịch hắn cùng Mai Như Tuyết sự tình. Hắn bên này không có gì, nhưng là đối Mai Như Tuyết sẽ có ảnh hưởng, người ta dù sao cũng là trưởng trấn. Kim Việt, ngươi nói rõ ràng một chút. Kim Vĩnh Hạo ho khan một tiếng nói, hai ngày này có chút gây bất lợi cho ngươi nghe đồn, chính là ai, ngươi cùng Đường y tá trưởng không muốn đi quá gần. Hứa Thuần Lương có chút mộng bức, lại là truyền cho hắn cùng Đường Minh Mị chuyện xấu, khó trách hôm nay nhìn thấy Đường Minh Mị thời điểm nàng hai mắt sưng vù, trả về tránh mình, cái này cũng giải thích vì sao Tào Tĩnh xem mình là hồng thủy mãnh thú. Hứa Thuần Lương phát hỏa, người cũng nghe ai nói, đơn thuần thiêu dệt vô cớ, ta nếu là tìm tới là ai tung tin đồn nhảm, không phải phiến nát miệng hắn không thể. Kim Vĩnh Hạo gặp hắn nổi giận cũng có chút sợ hãi, người đừng nóng giận a, ta cũng là nghe nói. Có thì đổi chi không thì thêm miễn. Từ không sinh có, đơn thuần nói nhảm. Hứa Thuần Lương đứng dậy rời đi. Đối phó lời đồn bình thường biện pháp chính là bảo trì im miệng không nói, thanh giả tự thanh, nhưng là lần này lời đồn chưa từng có mãnh liệt, nói Đường Minh Mị trâu già gặm cỏ non, nói Hứa Thuần Lương bụng đói ăn quàng, còn có nói hai người ở văn phòng yêu đương vụng trộm bị người bắt hiện trường, tóm lại cái gì cũng nói, ngay cả bệnh nhân cũng bắt đầu truyền đi lên. Đường Minh Mị tiếp cận tuổi 40. Sự tình gì không có trải qua, người khác nói nàng không quan trọng, phản chính tự mình là cái đã ly hôn nữ nhân, nhưng người ta Hứa Thuần Lương mới chừng 20, còn chưa kết hôn, loại chuyện này truyền đi đối với hắn không tốt. Đường Minh Mị đương nhiên biết rõ giữa bọn hắn thanh bạch, Hứa Thuần Lương lần này gây phiền toái, 89 phần 10 là đuổi kịp lần cho mình hỗ trợ có quan hệ. Miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu xương. Gặp được loại chuyện này, hơn phân nửa người cảm thấy hứng thú đến tuyệt không phải chân tướng. Mà là bọn hắn trong đầu oai oai ra không thể miêu tả dơ bẩn sự tình. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng cái sau, vui với chìm khắp tại hoang môn mang cho bọn hắn kích thích cùng trong hưng phấn. Đường Minh Mị quyết định rời đi, Nguy Sơn đảo nhân khẩu mặc dù không nhiều, nhưng một người một miếng nước bọt cũng có thể đem nàng chết đuối. Nàng cũng nghĩ qua giải thích, nhưng loại chuyện này đều là càng tô càng đen, nàng bản thân liền là cái dễ dàng không phải là thân trên nữ nhân, không muốn liên lụy người ta Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đầu tiên xác định chuyện này là từ trong bệnh viện bộ truyền đi, hắn đến phân viện không có mấy ngày, đắc tội người từng cái bàn tay liền có thể đếm đi qua, kẻ khả nghi nhất chính là Trương Hải Tân cùng Từ Đại Khánh, khóa chặt mục tiêu lập tức liền biến thành hành động, đám người này có thể làm ẩn đầu tiên, hắn liền có thể làm 15. Từ Đại Khánh vừa mới câu lưu kỳ đầy, lại đi công việc, hôm nay thừa dịp chủ nhật, đến văn phòng thu dọn đồ đạc. Nhớ tới đêm đó trong phòng bị bọ cạp truy cắn tình cảnh vẫn lòng còn sợ hãi. Bất quá chuyện đêm hôm đó sau khi phát sinh, trong văn phòng đã tiến hành trừ sâu tiêu diệt, cũng không nghe nói lại có qua đồng loại sự tình phát sinh. Còn dễ thu dọn quá trình bên trong ngay cả một con ruồi đều không có gặp được, Từ Đại Khánh vốn muốn cho Trương Hải Đào giúp hắn ra lội xe, nhưng Trương Hải Đào nói thác có việc, Từ Đại Khánh thầm mắng người này là cái bạch nhãn lang, quả thật như Trương Hải Tân nói, đừng nói mình, liền ngay cả Trương Hải Tân hiện tại cũng không sai khiến được hắn. Gạch dưới O gạch dưới M. Từ Đại Khánh chỉ có thể từ nhị tỷ nơi đó cưỡi chiếc ba lượt, đem đồ vật chứa lên xe trước mang đến nhị tỷ Ngũ Kim Điếm, đi qua bảo vệ khoa đám kia thuộc hạ không có một cái nào chủ động hỗ trợ.
Hiện tại là 9 giờ sáng, chính là từ Đại Bình nhất là sinh động thời điểm, nàng đứng tại Ngũ Kim điếm cổng gặp người liền trò chuyện, nội dung đương nhiên là Hứa Thuần Lương cùng Đường Minh Mị chuyện xấu, trải qua nàng cùng nàng đám kia đồng bạn thêm mắm thêm muối, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền làm bên trong, ngắn ngủi mấy giờ, cái này khởi chuyện xấu sự kiện đã truyền khắp Hồ Sơn Trấn. Từ Đại Khánh đạp ba lượt đi tới Ngũ Kim điếm trước cửa, một bên cảm thán người đi trà lạnh, bình thường hướng trong tiệm khuôn đồ, hắn dự định hướng bệnh viện bắt đền, đêm hôm đó bị bỏ cạp đốt thời điểm hắn là hành chính trực ban, hẳn là thuộc về tai nạn lao động. Trường Hưng đừng tưởng rằng đem mình khai trừ sự tình liền chấm dứt, cách làm của bọn hắn trái với lao động pháp. Mình nhìn lén Đường Minh Mị tắm rửa là một chuyện, hướng Trường Hưng bắt đền là một chuyện khác, nhất định phải phân rõ ràng. Từ Đại Khánh chính suy nghĩ tiếp xuống làm sao đối phó bệnh viện, đột nhiên cảm giác trên đùi hơi khác thường, hắn đưa tay đi sờ, cũng không có sờ đến, cảm giác vật kia tốc độ bò rất nhanh, dọc theo chân trái của hắn liền hướng trong đũng quần bò qua. Từ Đại Khánh vừa mới bị bọ cạp cắn qua, loại kia ngứa khó nhịn cảm giác được hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, con hàng này dọa đến cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, để lộ dây lưng quần liền cởi quần. Từ Đại Bình chính cùng một đám lão nương môn trò chuyện nước miếng tung bay, đột nhiên nghe được bên người có người phát ra rít lên một tiếng, mấy cái lão nương môn đều bị tiếng thét chói tai này rời đi lực chú ý. Quay người nhìn lại, chỉ gặp Từ Đại Khánh cởi bỏ quần, lộ ra hai đầu mọc đầy lông tơ thô chân, cái này cũng chưa hết, hắn một tay kéo ra quần, một tay tham tiến vào moi móc lấy cái gì. Một đám lão nương môn mặc dù thường thấy chẳng diệt, nhưng là Từ Đại Khánh hành vi vẫn là đem các nàng cho dọa. Từng cái sợ hãi hét dầm lên. Từ Đại Khánh nhìn lén nữ nhân tắm rửa sự tình mọi người đều biết, cái này mới vừa vặn câu lưu phóng xuất, ai cũng không nghĩ ra hắn dám đảm đương đường phố đùa nghịch lưu manh, mà lại là ngay trước hắn thân nhị tỷ bột. Từ Đại Bình khuôn mặt đỏ bừng lên, cũng cùng những người khác một dạng che mắt, không có mắt thấy, ta huynh đệ bị điên rồi à. Nàng một bên phất tay một bên a xích, Đại Khánh, người đây là làm cái gì? Mặc vào, mau mặc vào. Từ Đại Khánh nào dám mặc, quay người đem quần lót cũng cho cởi xuống dưới, sau lưng đám kia lão nương môn từ ngón tay trong khe nhìn thấy Từ Đại Khánh đen như mực mông cánh tử lại cùng nhau phát ra một tiếng khoa trương kêu to, đều như vậy, ngược lại là không ai chạy trốn, đều không phải là hoàng hoa đại khuê nữ, cái gì chưa thấy qua, mà lại xem náo nhiệt ai còn ngại chuyện lớn. Đám này lão nương môn còn tính là xấu hổ, đi ngang qua nhân dân quần chúng không ít, rất nhanh liền tạo thành quy mô không nhỏ vây xem quần thể. Két két. Có mấy chiếc công nông ba lượt ngừng lại, người qua đường quần chúng lấy điện thoại cầm tay ra đối Từ Đại Khánh liền đập, bên đường thoát y đùa nghịch lưu manh, nguy sơn đảo bên trên dân phong bảo thủ, bình thường thật đúng là không gặp được trường hợp như vậy. Từ Đại Bình cảm giác mắc cỡ chết người, bọn hắn lão Từ ra mặt đều để người huynh đệ này cho ném xong, một đường nhỏ chạy tới để Từ Đại Khánh tướng y phục mặc lên. Từ Đại Khánh bây giờ căn bản nghe không được người khác nói cái gì. Đang bận từ mệnh căn tử bên trên đem kia con ngô công cho thu hạ đến, ném xuống đất hung hăng đạp một cước, nhưng trên cổ cũng không đúng. Đến gần Từ Đại Bình phát ra rít lên một tiếng, lần này nàng thấy rõ ràng, Từ Đại Khánh trên thân bò lên to to nhỏ nhỏ mười mấy con rết. Một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Từ Đại Khánh vừa mới qua đi mấy ngày, bọ cạp cắn đến vừa tiêu sưng, con rết lại tiếp tra chơi lên. Từ Đại Bình cũng không dám tới gần. Cầm cọng lông khăn hướng về thân thể hắn rút, Từ Đại Khánh đem quần áo trên người đều thoát sạch sẽ, cởi chuồng một bên vuốt trên thân một bên nhảy. Có người nói Từ Đại Khánh bên đường đùa nghịch lưu manh, có người nói Từ Đại Khánh tại bệnh viện chạy trần chuồng, còn có người nói Từ Đại Khánh điên rồi. Từ Đại Khánh lấy lực lượng mới xuất hiện chi thế, cấp tốc đăng đỉnh Nguy Sơn đảo nóng lục soát thứ nhất, trở thành Hồ Sơn Trấn nam nữ nhiệt nghị trung tâm nhân vật. Từ Đại Khánh bởi vì chúng độc bị mang đến Nguy Sơn đảo bệnh viện phòng cấp cứu, vừa vặn lại là Vu Hiểu Phong trực ban, nhìn qua người này xương lớn mấy lần mệnh căn tử, Vu Hiểu Phong nhịn không được thở dài, hắn theo nghề thuốc những năm này gặp qua không ít biến thái, nhưng giống Từ Đại Khánh biến thái như vậy vẫn là lần đầu gặp, bỏ cạp con rết đều không buông tha. Đồn công an cũng tiếp vào báo cảnh tới điều tra tình huống, Từ Đại Khánh vừa phóng xuất lại dám đảm đương đường phố đùa nghịch lưu manh, nếu là thật, con hàng này chính là xem thường pháp luật. Nhìn thấy hắn cái này thảm trạng, cảnh sát ngay cả ghi chép đều không có làm liền đi, rõ ràng Từ Đại Khánh mới là người bị hại. Trương Hải Tân nghe nói Từ Đại Khánh xảy ra chuyện, chuyên từ trong nhà sang đây xem hắn. Từ Đại Khánh trần trùng trục nằm tại phòng cấp cứu, hiện tại hắn muốn tự tử đều có, ai còn có thể không có điểm xấu hổ cảm giác. Nhìn thấy Trương Hải Tân, Từ Đại Khánh cái mũi chua chua,
lưu lại hai hàng nhiệt lệ, loại này bị lăng nhục hai lần cảm giác thật sự là quá ủy khuất, quá khó tiếp thu rồi. Trương Hải Tân nhìn thấy hắn cái này hùng dạng tử, mặc dù rất đồng tình, nhưng là phản ứng đầu tiên là muốn cười, con hàng này cũng quá xui xẻo a. Câu lưu trước bị bọ cạp cắn, mới phóng xuất liền bị con rết làm. Trương Hải Tân vỗ vỗ đồng hồ tay của hắn bày ra an ủi, thật không biết nói gì cho phải. Từ Đại Khánh nói chuyện đều mang tiếng khóc, Trương Việt. Ta không mặt mũi sống. Trương Hải Tân thế mà tới một câu súp gà cho tâm hồn, thời gian là chữa trị vết thương thuốc hay. Từ Đại Khánh thút tha thút thít nói, ta không có. Đùa nghịch, lưu manh, ta cởi quần là vì, bắt trùng. Trương Hải Tân không ngừng gật đầu biểu thị mình tin tưởng, nhưng vấn đề này cũng quá tà dị, Từ Đại Khánh trêu ai ghẹo ai. Vì sao những này độc trùng quyết định hắn, hai lần đều khiến cho khó như vậy có thể. Từ Đại Khánh kỳ thật đã bắt đầu tỉnh lại, là không phải mình quá thiếu đạo đức rồi. Ngay cả lão thiên gia đều nhìn không được, muốn nói lần trước còn có thể lại cái tai nạn lao động, hiện tại là vô luận như thế nào đều lại không lên, đến một lần Trường Hưng đã đem hắn bị khai trừ, thứ hai hắn là tại nhị tỷ cửa tiệm bị cắn. Trương Hải Tân nói, Đại Khánh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, là có người hay không cố ý hại ngươi. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm vang dội nói, báo ưng a. Trương Hải Tân quay mặt đi, kỳ thật không xoay mặt hắn cũng biết là ai. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng đi đến, đều ở đây. Từ khoa trưởng, đây là thế nào? Từ Đại Khánh thút tha thút thít nói, ra ngoài, quá ủy khuất, nhịn không được tát hai cái. Trương Hải Tân sầm mặt lại, hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm, dạng này cười trên nỗi đau của người khác không tốt a. Ta không có cảm giác không được khá a. Hứa Thuần Lương đưa tay đem Trương Hải Tân cho đẩy qua một bên, đi vào Từ Đại Khánh trước giường, để lộ cái chăn một góc. Từ Đại Khánh kêu thảm nói, bác sĩ. Hứa Thuần Lương chậc chậc khen, không nhỏ đâu. Từ Đại Khánh a, Từ Đại Khánh, ngươi thật đúng là không đi đường thường, tận thích chơi kén ăn đồ ăn, chiếu ngươi cái này xu thế, lần sau hẳn là đổi chơi nhện. Trương Hải Tân cả giận nói, Hứa Thuần Lương, ngươi còn có tối thiểu đồng tình tâm sao? Thế mà nói như vậy một bệnh nhân. Hứa Thuần Lương buông xuống cái chăn, từng bước một đi hướng Trương Hải Tân. Trương Hải Tân dọa đến lui về sau hai bước, ngươi muốn làm gì? Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, hắn hôm nay chính là của ngươi ngày mai. Trương Hải Tân dọa đến sợ run cả người, Hứa Thuần Lương, ngươi dám đe dọa ta. Hứa Thuần Lương nói, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi bản thân, ngươi xứng sao? Trương Hải Tân cố giả bộ trấn định, ta sẽ đem ngươi hành vi hôm nay hướng lãnh đạo cấp trên phản ứng. Trời nếu như người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng, ngươi chọc một cái không nên dây vào người. Trương Hải Tân hơi sợ, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Hứa, ta tự hỏi không có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có. Ta nơi nào có. Dung mạo ngươi có lỗi với ta. Trương Hải Tân tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Đầu hắn về gặp được loại này không thèm nói đạo lý người, Hứa Thuần Lương thật sự là quá phách lối, ta Trương Hải Tân giải có lỗi với ngươi. Ta mặc dù không tính là một cái mỹ nam tử, nhưng ta cũng coi như ngũ quan đoan chính a. Trương Hải Tân không phải người ngu, minh bạch Hứa Thuần Lương nói ý tứ của những lời này chính là hắn đối phó mình căn bản không cần lý do. Trương Hải Tân cũng không cho rằng Từ Đại Khánh tao ngộ cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ, hẳn là chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hứa Thuần Lương lại năng lực cũng không thể phái con rết đi cắn Từ Đại Khánh. Hắn có chút hối hận chính mình lúc trước không nhiều đưa ra một điều kiện, hẳn là để Trường Hưng đem tiểu tử này cho triệu hồi đi. Hắn bỗng nhiên ý thức được, từ khi Hứa Thuần Lương đi vào Nguy Sơn đảo liền không có thái bình qua. Trương Hải Tân quyết định đi chính quy chương trình, hắn cho Triệu Phi Dương gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề biểu thị mình đã không cách nào cùng Hứa Thuần Lương tiếp tục hợp tác xuống dưới. Người trẻ tuổi này thô bạo vô lễ, trước mặt mọi người công nhiên vũ nhục chính mình. Triệu Phi Dương nghe xong liền biết Trương Hải Tân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, hắn có chút không vui, cho Trương Hải Tân quan phục nguyên chức, tạm dừng đối với hắn điều tra, chẳng khác gì là đã để một bước dài, người này được một tấc lại muốn tiến một thước, cho rằng lợi dụng món kia bê bối đã cầm chắc lấy mạng của mình mạch, lại đưa ra quá phận yêu cầu. Triệu Phi Dương ý thức được nếu như tiếp tục nhượng bộ, Trương Hải Tân về sau còn không biết sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân, hắn biểu thị mình biết rồi, cũng không có cho Trương Hải Tân tiếp lấy cơ hội nói chuyện liền đã cúp điện thoại. Chính là Trương Hải Tân cú điện thoại này để Triệu Phi Dương thấy được hắn nhược điểm,
nước chát điểm đậu hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trương Hải Tân vội vã như vậy đuổi đi Hứa Thuần Lương, là bởi vì kiêng kỵ. Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, đối phó Trương Hải Tân loại này vô lại kỳ thật căn bản không cần mình quan tâm, hẳn là đối Hứa Thuần Lương nhiều một chút tín nhiệm. Triệu Phi Dương quyết định tướng chuyện này hướng Hứa Thuần Lương thẳng thắn, nhượng bộ không giải quyết được vấn đề, nhất định phải giải quyết dứt khoát, cho dù đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Hứa Thuần Lương biết chân tướng về sau, cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Trương Hải Tân có thể nhanh như vậy liền đứng lên, Triệu Phi Dương viện trưởng này cũng chẳng có gì ghê gớm, thế mà bị một cái tiểu nhân vô sỉ áp chế. Hứa Thuần Lương đem chuyện này đảm nhiệm nhiều việc xuống tới, bất quá hắn cũng đưa ra hai cái kèm theo điều kiện, Triệu Phi Dương không chút do dự đáp ứng. Chuyển di tiêu điểm biện pháp tốt nhất chính là chế tạo một cái mới tiêu điểm, đây cũng là đương kim tin tức xã hội thường dùng pháp tắc. Đối phó Từ Đại Khánh chỉ là Hứa Thuần Lương phản kích bước đầu tiên, đã đi vào thời đại này liền muốn thích ứng thời đại này xử sự pháp tắc, giết người chu tâm, hiện tại mặc dù không có thể hơi một tí giết người, nhưng là ta có thể lựa chọn chu tâm, từ trên tinh thần phá tan ngươi. Đả kích Từ Đại Khánh đồng thời cũng thành công thấp xuống tự thân nhiệt độ, hiện tại đầu đường cuối ngõ đàm luận nhiều nhất chủ đề đã không phải là hắn cùng Đường Minh Mị chuyện xấu, mà là biến thành Từ Đại Khánh bên đường thoát y đùa nghịch lưu manh. Nguy sơn đảo người hay là đối bản cư dân tin tức càng cảm thấy hứng thú, ngoại trừ bệnh viện bên ngoài, nhận biết Hứa Thuần Lương cùng Đường Minh Mị cũng không nhiều. Mọi người y nguyên không đi chú ý chân tướng, chỉ thấy Từ Đại Khánh ở trước công chúng ngay trước một đám lão nương môn cởi quần, lại mang tính lựa chọn không để mắt đến hắn cởi quần nguyên nhân thực sự. Hứa Thuần Lương không có lựa chọn lấy phương pháp giống nhau tới đối phó Trương Hải Tân, muốn trên tinh thần phá vỡ hắn, đầu tiên phải biết khuyết điểm của hắn. Đi theo tại Trương Hải Tân bên người vì hắn lái xe nhiều năm Trương Hải Đào tự nhiên trở thành Hứa Thuần Lương mục tiêu. Trương Hải Đào hai ngày này tâm tình giống như xe cáp treo, vốn cho rằng Trương Hải Tân đã rơi đài, nhưng không nghĩ tới người này đột nhiên lại quan phục nguyên chức, nội tâm không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Hứa Thuần Lương mặc dù lợi hại, mà dù sao chỉ là một cái khách qua đường, chờ đã kiểm tra về sau, hắn là muốn trở về Đông Châu, sau này mình trường kỳ đối diện chính là Trương Hải Tân. Trương Hải Tân 89 phần 10 sẽ đối tự mình tiến hành trả đũa. Hứa Thuần Lương đối người này tâm lý sớm đã nắm đến xít sao, đưa cho hắn một ly trà nói, đi xem qua Từ Đại Khánh không có. Trương Hải Đào lắc đầu, hôm nay chủ nhật, nếu như không phải Hứa Thuần Lương gọi điện thoại đem hắn đi tìm đến, hắn mới sẽ không đến bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, đắc tội ta người không có kết cục tốt. Trương Hải Đào dọa đến sợ run cả người, trộm nhìn lén Hứa Thuần Lương một chút. Chẳng lẽ Từ Đại Khánh sự tình cùng hắn có quan hệ? Từ cân nhắc tỉ mỉ một chút, câu nói này giống như cũng là tự nhủ. Hứa Thuần Lương nói, Trương Hải Tân quan phục nguyên chức, người có phải hay không có chút sợ hãi a? Trương Hải Đào cố giả bộ trấn định nói, hắn khi hắn quan, ta lái xe của ta có cái gì thật là sợ. Hứa Thuần Lương nói, hắn trở về đương viện trường, về sau cũng không có người quả ngon để ăn. Trương Hải Đào ừng ực nuốt nước miếng. Ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng tự nhủ lúc trước thế nhưng là ngươi nói với ta Trương Hải Tân triệt để xong, ta tin ngươi, giúp đỡ ngươi đối phó Trương Hải Tân, làm sao đột nhiên hướng gió lại thay đổi. Trương Hải Tân không sao, ta xui xẻo. Hứa Thuần Lương nói, ta dự định để ngươi tiếp nhận Từ Đại Khánh vị trí. Trương Hải Đào mặc dù rất muốn làm bảo vệ khoa trưởng, nhưng là hắn biết Hứa Thuần Lương nói đến không nhất định có tác dụng, lại vẽ lên cái bánh nướng cho mình. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, ta không nghĩ tới làm quan. Hứa Thuần Lương nói, Trương Hải Tân hậu trường quá cứng rắn a. Trương Hải Đào nói, hắn di phu là Đông Châu thị cục vệ sinh phó cục trưởng. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, khó trách a, Triệu Phi Dương ngược lại là không nói, Triệu Phi Dương bản thân liền là chính sử, nghe nói bối cảnh của hắn cũng thật không đơn giản, chỉ là một cái cục vệ sinh phó cục trưởng hắn chưa hẳn mua chướng. Nói điểm hữu dụng. Trương Hải Đào do dự một chút, hắn tại Đông Châu mở một nhà tiệm thuốc, không phải tên của hắn, tiệm thuốc lão bản gọi La Mẫn, là hắn nhân tình, đi qua Trường Hưng không có thu mua bệnh viện chúng ta thời điểm, dược phẩm khí giới trên cơ bản đều là La Mẫn ôm đồm, đúng, nữ nhân kia không có kết hôn, nhưng là có con trai, nhìn kia mặt mày nên chính là hắn. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Trương Hải Đào, ta sẽ đề cử ngươi tiếp nhận Từ Đại Khánh chức vị, đảm nhiệm phân viện bảo vệ khoa trưởng. Tiền lương tại vốn có trên cơ sở lưu động một cấp. Tại Hứa Thuần Lương cổ vũ hạ Trương Hải Đào tiếp tục nói, hắn muốn vặn ngã Trương Hải Tân, nếu như không có cách nào đem hắn từ phân viện đá đi, như vậy bị thanh lý bị loại người chính là mình. Tuần mới sáng sớm,
Trương Hải Tân ngẩng đầu mà bước đi nhập phòng làm việc của mình, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, mình lại trở về, ngay cả Triệu Phi Dương đều cả không được mình, Hứa Thuần Lương liền càng không cần phải nói, những cái kia tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa thấy rõ ràng thực lực của ta, Trương Hải Tân nội tâm đầy đắc ý. Đẩy cửa đi vào phát hiện Hứa Thuần Lương ngồi tại vị trí của hắn, Trương Hải Tân nhíu mày, tiểu Hứa, cái này giống như không phải phòng làm việc của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Trương Hải Tân a Trương Hải Tân, ngươi nhưng đủ không muốn mặt a, cảm thấy mình trong tay nắm giữ điểm Trường Hưng Hắc liệu liền có thể áp chế viện lãnh đạo. Trương Hải Tân trong lòng khẽ giật mình, đoán chừng Triệu Phi Dương đã đem mình áp chế Trường Hưng sự tình nói cho hắn biết, giả bộ trấn định nói, cũng không biết ngươi nói cái gì. Ngươi đi ra ngoài cho ta, đây là phòng làm việc của ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm sao áp chế người khác ta mặc kệ, ngươi vậy mà tìm người tạo ta giao, chửi bới danh dự của ta, ngươi cho rằng ta liền dễ khi dễ như vậy. Trương Hải Tân nói, Hứa Thuần Lương, ngươi phỉ báng ta, ngươi dám chửi bới danh dự của ta là muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Ha ha, nói nhận trách nhiệm a, ngươi ngược lại là rất phụ trách, là tử minh là gì của ngươi. Trương Hải Tân cả người trong nháy mắt cứng ở nơi đó, là tử minh là hắn cùng La Mẫn con riêng. Hứa Thuần Lương làm sao lại biết? Nên là Trương Hải Đào, chỉ có thể là Trương Hải Đào, nhưng mình chưa hề hướng Trương Hải Đào nói qua cái này con riêng sự tình. Trương Hải Tân nhớ tới bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn có thể lợi dụng hắc liệu đối phó Trường Hưng, người khác liền có thể dùng thủ đoạn giống nhau đối phó chính mình. Trương Hải Tân là ba cân nửa con vịt hai cân miệng, vẫn mạnh miệng, Hứa Thuần Lương, ngươi cha ta. Cứ việc cha a, ta không sợ ngươi cha, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng ai tổn thất lớn hơn. Hứa Thuần Lương đứng dậy hướng Trương Hải Tân đi tới, Trương Hải Tân có chút sợ hãi, đây là phòng làm việc của viện trưởng, hẳn là còn dám đánh ta hay sao? Hứa Thuần Lương đi vào trước mặt hắn hướng hắn cười cười, đột nhiên một bàn tay liền rút tới, cái này bàn tay đánh cho cực kỳ vang dội, lực lượng cũng là vô cùng lớn, đánh cho Trương Hải Tân một cái lảo đảo. Trương Hải Tân bụng mặt, ta muốn cáo ngươi. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nhìn qua hắn, đừng tưởng rằng nắm giữ mấy gã bác sĩ hắc liệu liền có thể muốn làm gì thì làm, lúc đầu đâu, hai ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi không phải chọc ta, mù a. Hứa Thuần Lương một thanh hao ở Trương Hải Tân cổ áo. Trương Hải Tân mặt còn nóng bỏng, miệng có chút tê dại, Hứa Thuần Lương, trong mắt ngươi còn có pháp luật sao? Ta muốn. Hứa Thuần Lương chiếu vào bụng của hắn chính là hung hăng một quyền, Trương Hải Tân ôm bụng ngồi xổm xuống. Có ai không, người tới đây mau. Cứu mạng a. Hứa Thuần Lương cười nói, tiếp lấy gọi, chúng ta tâm sự ngươi đảm nhiệm tiến tới đến những cái kia chữa bệnh khí giới, ngươi ở giữa đã ăn bao nhiêu tiền hoa hồng. Kinh vĩ công ty nghiệp vụ đại biểu mời ngươi đi nhiều ít lội hội sở. Hứa Thuần Lương đưa cho hắn một trang giấy, phía trên nhớ kỹ hắn tiến về Đông Châu tiếp nhận chiêu đãi ghi chép, thời gian địa điểm đều nhớ tinh tường. Trương Hải Tân không nói, Trương Hải Đào cái tên vương bát đản ngươi. Ngươi nhớ ta hắc liệu, những bí mật này chỉ có Trương Hải Đào biết, tự mình làm sự tình luôn luôn cẩn thận, thật không nghĩ đến vẫn là bị Trương Hải Đào cho bắt được cái chuôi. Hứa Thuần Lương cuốn lên tờ giấy kia, chiếu vào Trương Hải Tân mặt vừa đi vừa về rút, mặc dù không thương, nhưng là vũ nhục tính rất mạnh, gọi a, ngươi tiếp lấy gọi a. Trương Hải Tân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, chọc giận ta, mọi người cá chết lưới rách. Hứa Thuần Lương cười nói, lưới rách còn có thể bổ, cá chết liền không còn có phục sinh cơ hội, rất lớn một đầu nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Là các ngươi bức ta đó. Hứa Thuần Lương nói, quá cao xem chính ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, trơn tru từ Trường Hưng xéo đi, thành thành thật thật từ chức, về sau bao ở ngươi cái miệng này. Trương Hải Tân nội tâm phân loạn như nha, vốn cho là mình nắm giữ quyền chủ động, nhưng nhanh như vậy liền bị Hứa Thuần Lương cho lật bàn, hắn không cam tâm, nghĩ liều cho cá chết lưới rách. Nhưng hắn lại không thể không ước lượng làm như vậy đến hậu quả, làm như vậy cố nhiên Trường Hưng danh dự bị hao tổn, nhưng là mình chỉ sợ phải có lao ngục tai ương, mà lại mình bao nuôi La Mẫn sinh hạ con riêng sự tình cũng sẽ sự việc đã bại lộ. Hứa Thuần Lương từ vừa mới bắt đầu liền xem thấu Trương Hải Tân, một cái tư tâm quá nặng người bình thường lo lắng sự tình biết rất nhiều, dạng này người khiếm khuyết không tiếc đại giới dũng khí, Trương Hải Tân không dám, hắn cũng không có buông tay đánh cược một lần dũng khí. Hứa Thuần Lương cũng không có tướng sự tình làm tuyệt, cho Trương Hải Tân một cái toàn thân lấy lui cơ hội, đây là phòng ngừa người này lại bởi vì tuyệt vọng mà chó cùng dứt dậu. Hứa Thuần Lương bấm Triệu Phi Dương điện thoại, đưa di động đưa cho Trương Hải Tân.
Trương Hải Tân dùng sức cắn môi một cái, Triệu Viện, ta. Từ chức. Đồng ý. Triệu Phi Dương không mang theo có bất luận cảm tình gì sắc thái, nhưng là giờ phút này nội tâm của hắn tràn đầy vui mừng, Hứa Thuần Lương quả nhiên không để cho mình thất vọng. Hứa Thuần Lương gọi tới tân nhiệm bảo vệ khoa trưởng Trương Hải Đào, để hắn hộ tống Trương Hải Tân rời đi, kỳ thật chính là lập tức đuổi ra ngoài. Trương Hải Tân nhìn thấy Trương Hải Đào, lập tức đỏ mắt, trong nháy mắt đánh mất lý trí, hắn hướng Trương Hải Đào nhào tới, ý đồ hung hăng cho cái này phản bội mình tiểu nhân một quyền. Trương Hải Đào xuất thủ nhanh hơn hắn, không đợi Trương Hải Tân nhích lại gần mình, liền một cước đạp trúng Trương Hải Tân bụng, Trương Hải Tân bị đạp té quỵ trên đất. Trương Hải Đào chỉ vào cái mũi của hắn nói, đừng cho thể diện mà không cần, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc xéo đi. Hắn đứng ở chính xác một bên, cũng đứng ở chính nghĩa một bên. Nghiêm Hồi Ý tại xế chiều thứ hai về tới Nguy Sơn đảo bệnh viện, hắn đã thông qua được tổ chức khảo sát, tổ chức bên trên cũng chính thức thông chi hắn tháng sau số 1 đi bệnh truyền nhiễm viện nhậm chức, lần này trở về, gặp viện trưởng Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương thái độ đối với hắn rõ ràng khách khí rất nhiều, chủ động đưa ra muốn vì hắn tiệc tiễn biệt. Nghiêm Hồi Ý cự tuyệt, Triệu Phi Dương đến nhận chức sau đối với hắn ác liệt thái độ hắn cả đời khó quên, hắn có thể tha thứ căm thù mình người, nhưng là không cách nào tha thứ nhục nhã qua mình người. Kỳ thật Nghiêm Hồi Ý tình huống hiện tại, hoàn toàn có thể không cần lại về Nguy Sơn đảo bệnh viện, nhưng là hắn quyết định trước sau vẹn toàn, lâu như vậy đều đến đây cũng không kém cái cuối cùng tuần lễ, chủ yếu vẫn là không muốn tiếp tục đối diện Triệu Phi Dương, hắn không cách nào xác định mình có thể hay không che giấu đối với người này chán ghét. Nghiêm Hồi Ý sau khi trở về lập tức tổ chức một lần viện người phụ trách chủ yếu hội nghị, tuyên đọc một chút Trường Hưng bệnh viện mới nhất nhân sự an bài, một chuyện trọng yếu nhất chính là liên quan tới Trương Hải Tân. Trương Hải Tân bởi vì thân thể nguyên nhân không cách nào tiếp tục đảm nhiệm phân viện lãnh đạo làm việc, đã nằm viện trị liệu. Trương Hải Tân vận dụng di phu quan hệ mới rơi vào một cái nghỉ bệnh dài lâu kết quả, Triệu Phi Dương còn là cho vị này phó cục trưởng một cái nhân tình, đồng ý Trương Hải Tân xin nghỉ bệnh, Trương Hải Tân bên kia cũng biểu thị mình sẽ không lại đến bệnh viện, cũng sẽ không cho Trường Hưng chế tạo phiền phức. Triệu Phi Dương nghĩ đến chính là Trương Hải Tân rời đi. Về phần hắn là nghỉ bệnh vẫn là từ chức cũng không có đặc biệt yêu cầu khác. Trương Hải Tân sáng tạo ra Trường Hưng trong bệnh viện tầng cán bộ lịch sử, miễn chức sau nhanh nhất bị phục chức sau liền một ngày ban đều không có bên trên lại lập tức từ chức nghỉ bệnh. Lần này trong hội nghị còn có một cái lịch sử, đó chính là Hứa Thuần Lương được bổ nhiệm làm viện trưởng đặc biệt trợ lý, Trường Hưng bệnh viện Nguy Sơn đảo phân viện thường vụ phó viện trưởng. Mặc dù Nguy Sơn đảo bệnh viện chỉ là một cái khoa cấp đơn vị, nhưng là Hứa Thuần Lương cũng là được phá cách tăng lên, đối với cái này một nhiệm kỳ mạng lớn nhà cũng không có ý kiến, ai cũng rõ ràng là Hứa Thuần Lương tướng Trương Hải Tân đánh rơi xuống ngựa, mà lại hắn đến Nguy Sơn đảo không bao lâu liền đã giải quyết rất nhiều tích lũy nhiều năm vấn đề. Nguy Sơn đảo phân viện viện trưởng vẫn là Kim Vĩnh Hạo, nói cách khác hắn nhất định phải tại Nguy Sơn đảo tiếp tục tướng mài kéo xuống, về phần Hứa Thuần Lương, mặc dù là phó viện trưởng, chủ yếu vẫn là danh dự tính chất. Hắn không hội trưởng kỳ chú lưu tại Nguy Sơn đảo đi làm. Triệu Phi Dương đối Hứa Thuần Lương định tính chính là để hắn mỗi tuần tới xử lý một chút chuyện bên này, cùng loại với quan sát phiên nhân vật, gần đây nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là muốn giải quyết Nguy Sơn đảo phân viện quyền tài sản, Kim Vĩnh Hạo căn bản không trông cậy được vào, Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ là một thanh đao tốt, nhưng là hắn đi qua thân phận không đủ phân lượng, nhất định phải cho hắn một cái đầu ngậm, để hắn sư xuất nổi danh. Còn có một cái bổ nhiệm là liên quan tới Trương Hải Đào, Trường Hưng bệnh viện xính nhiệm Trương Hải Đào đồng chí làm hậu cần bảo hộ sử sử trưởng, hậu cần bảo hộ chỗ phân quản phạm vi bao quát nhà ăn, xe nhỏ ban cùng bảo vệ khoa. Trương Hải Đào bản trông cậy vào có thể lăn lộn đến cái bảo vệ khoa trưởng, nghĩ không ra lần này một bước đúng chỗ trở thành trưởng phòng, đương nhiên hắn người trưởng phòng này chỉ là cái đầu ngập, nhưng là có quyền, Trương Hải Đào kích động đến tại chỗ biểu lên trung tâm, sau này mình sẽ ở Hứa viện trưởng lãnh đạo hạ chân thật công việc. Là bệnh viện kính dâng mình tất cả lực lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong mắt của hắn chỉ có thấy được Hứa Thuần Lương, Kim Vĩnh Hạo chính là cái vô dụng ký hiệu, mặc dù Triệu Phi Dương mới là Trường Hưng viện trưởng, nhưng là với hắn mà nói xa không thể chạm, căn bản không đủ trình độ, cho nên bày ở trước mặt hắn thực tế nhất đi theo mục tiêu chính là Hứa Thuần Lương. Lần này hắn là lớn nhất đã được lợi ích người, Hứa Thuần Lương hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chẳng những để hắn trưởng quản bảo vệ khoa còn đưa hắn một kinh hỉ. Thông qua chuyện lần này Trương Hải Đào minh bạch một sự kiện, mình đã bò lên trên Hứa Thuần Lương chiến xa, hắn nhất định phải trở thành cái kia công kích phía trước phất cờ hò reo dũng sĩ.
Hứa Thuần Lương trèo càng cao, địa vị của mình liền càng vững chắc, cho nên, hắn nhất định phải tướng Trương Hải Tân đánh ngã xuống đất, để hắn vĩnh còn lâu mới có được cơ hội Đông Sơn tái khởi. Hội nghị cuối cùng Nghiêm Hồi Ý lại tuyên bố đối Từ Đại Khánh xử lý ý kiến, Từ Đại Khánh bị khai trừ nguyên nhân không chỉ là hành vi không ngay thẳng, còn có giải lời đồn thấp hủy đồng sự. Mặc dù không có nói rõ cụ thể sự kiện, mọi người trong lòng đều rõ ràng chính là chỉ Hứa Thuần Lương cùng Đường Minh Mị chuyện xấu. Nghiêm Hồi Ý tuyên bố sau khi tan họp, tất cả mọi người đi qua chúc mừng Hứa Thuần Lương, bao quát Kim Vĩnh Hạo ở bên trong đối Hứa Thuần Lương năng lực đều là cảm giác sâu sắc bội phục. Người này đi vào Nguy Sơn đảo mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đem phân viện hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Không sai đổi mới. Đường Minh Mị là cái cuối cùng qua tới chúc mừng Hứa Thuần Lương, nàng rất vui mừng nhìn thấy lời đồn đại cũng không đối Hứa Thuần Lương tạo thành ảnh hưởng, cùng hắn nắm tay nói, tiểu Hứa, chúc mừng ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đây chính là cái hữu danh vô thực hư chức, hẳn là chúc mừng Đường tỷ, về sau đến đổi giọng xưng ngài là Đường chủ nhiệm. Nghiêm Hồi Ý đi tới. Vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, làm rất tốt. Tiểu hòa tử tiền đồ vô lượng a. Hắn nói đúng lời thật lòng, không chỉ bởi vì Hứa Thuần Lương đạt được viện trưởng Triệu Phi Dương thưởng thức, chỉ từ bọn hắn đi vào Nguy Sơn đảo trong khoảng thời gian này công việc đến xem, Hứa Thuần Lương năng lực thật sự là quá đột xuất, dạng này người trẻ tuổi đến đâu mà đều biết phát sáng. Đường Minh Mị nói, Nghiêm viện, ta có chuyện muốn theo ngài nói. Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu, biểu thị tới phòng làm việc nói. Đi vào hắn phòng làm việc tạm thời, Đường Minh Mị nói cho Nghiêm Hồi Ý, bởi vì hộ lý bộ bên kia còn có thật nhiều công việc chờ đợi giao tiếp, nàng ngày mai liền về bệnh viện. Nghiêm Hồi Ý đối quyết định của nàng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù tại trong hội nghị giải thích nàng cùng Hứa Thuần Lương ở giữa chuyện xấu, nhưng là chuyện này ảnh hưởng nhất thời bán hội còn sẽ không chìm xuống, hồng nhan họa thủy a. Nghiêm Hồi Ý thậm chí nghĩ tới vạn nhất chuyện xấu nhân vật chính không phải Hứa Thuần Lương mà là mình. Như vậy rất có thể sẽ hủy đi mình tất cả cố gắng, chỗ làm việc bên trong dụ hoặc quá nhiều, vị trí càng cao càng phải cẩn thận. Hoạn lộ gian nguy, hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua, hắn thật vất vả mới có một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, phải tất yếu chân quý. Đường Minh Mị đã nghe nói hắn muốn đi trước bệnh truyền nhiễm viện đảm nhiệm viện trưởng sự tình, cười nói, Nghiêm viện, của ngài sự tình ta cũng nghe nói, chúc mừng a. Nghiêm Hồi Ý không che giấu được nội tâm đắc ý. Ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói, có cái gì tốt chúc mừng tuổi tác bầy ở chỗ này, không có lên cao không gian về sau vẫn là phải nhìn các ngươi những người trẻ tuổi này. Đường Minh Mị nói, ta lập tức 40 tuổi, tương lai thế giới là thuộc về tiểu Hứa bọn hắn. Nghiêm Hồi Ý tràn đầy đồng cảm gật gật đầu nói, nhìn thấy bọn hắn, ta cảm thấy mình có chút cũ. Trương Hải Tân rời đi về sau, phòng làm việc của hắn đương nhiên bị Hứa Thuần Lương cho trưng dụng. Trương Hải Tân văn phòng là toàn bộ bệnh viện công trình điều kiện tốt nhất, trong văn phòng còn có một cái nho nhỏ phòng nghỉ. Trương Hải Đào an bài công nhân tiến hành quét dọn trước trưng cầu một chút Hứa Thuần Lương ý kiến, Hứa Thuần Lương cảm thấy chính là có thêm một cái điểm dừng chân, không cần thiết khiến cho quá long trọng, quét dọn một chút đem phòng nghỉ đệm chăn đổi một chút là được, lâm thời ở chỗ này so ký túc xá phải mạnh hơn, hắn dự định hôm nay liền chuyển tới. Hứa Thuần Lương an bài cho Trương Hải Đào một sự kiện. Cổng những cái kia mặt tiền cửa hàng thống nhất tiền thuê tiêu chuẩn, đi qua ký tên 10 năm khế ước thuê mướn toàn bộ hết hiệu lực, muốn tiếp tục kinh doanh liền muốn một lần nữa ký kết. Hai người chính đang nói chuyện, Nghiêm Hồi Ý đến đây, Hứa Thuần Lương từ trên ghế đứng dậy, Nghiêm viện, ngài đã tới. Trương Hải Đào cùng Nghiêm Hồi Ý lên tiếng chào, ra ngoài chấp hành Hứa Thuần Lương nhiệm vụ. Nghiêm Hồi Ý hướng bóng lưng của hắn nhìn thoáng qua, Trương Hải Đào tiện tay khép cửa phòng lại. Nghiêm Hồi Ý nhìn chung quanh một chút chung quanh, điều kiện không tệ lắm. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài muốn là ưa thích, nơi này tặng cho ngài. Nghiêm Hồi Ý cười lên ha hả, không cần. Hắn là người gặp việc vui tinh thần thoải mái lập tức liền rời đi Trường Hưng, muốn những này hư đầu ba não đổ vật làm gì. Hứa Thuần Lương vẫn là đem chính mình không có ngộ nóng chủ ghế dựa tặng cho Nghiêm Hồi Ý. Nghiêm Hồi Ý từ chối một chút vẫn là ngồi xuống, cảm giác không tệ. Chờ hắn đi bệnh truyền nhiễm viện chính thức tiền nhiệm về sau, hắn chính là danh chính ngôn thuận người đứng đầu. Nhớ tới cái từ này liền không khỏi nhớ tới Triệu Phi Dương, lập tức tâm tình liền nhận lấy ảnh hưởng. Hắn sở dĩ kiên trì lưu tại nơi này đem chất khống công việc làm xong, cũng không phải đơn thuần trước sau vẹn toàn, chủ yếu là hắn không muốn lại về Trường Hưng đối diện Triệu Phi Dương, ở nơi đó, Triệu Phi Dương mới là duy nhất vương. Hứa Thuần Lương cho Nghiêm Hồi Ý ngâm chén hoa nhài thả ở trước mặt hắn.
Nghiêm Hồi Ý một giọng nói tạ ơn, hỏi thăm một chút bệnh viện quyền tài sản thay đổi tiến triển tình huống. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết hết thảy đều đang trong quá trình tiến hành, chuyện này so trong tưởng tượng phức tạp, chủ yếu là dính đến hai trấn sát nhập, đi qua Thạch Lương trấn đã không còn tồn tại, cho nên còn muốn từ thượng tầng vào tay. Tại Nghiêm Hồi Ý xem ra, Triệu Phi Dương đối Nguy Sơn Đảo phân viện quá mức coi trọng, trên một điểm này cùng tiền nhiệm Cố Hậu Nghĩa đồng dạng. Mặc dù trong thành phố tướng chế tạo Nguy Sơn Hồ cấp quốc gia nghỉ phép khu xếp vào kế hoạch, nhưng là kế hoạch cùng cụ thể áp dụng ở giữa còn chênh lệch rất xa, mà lại cấp quốc gia nghỉ phép khu phát triển trước đó, Nguy Sơn Đảo phân viện vẫn là một cái lấp không đầy lỗ thủng, nếu như là mình, hắn khẳng định sẽ lợi dụng cái này làm năm khó gặp cơ hội vứt bỏ cái này đại bao phục. Đông Châu thị địa bàn còn chưa đủ trường hưng phát triển. Cùng mơ tưởng xa vời, không bằng suy nghĩ xung quanh, Nghiêm Hồi Ý cho rằng Triệu Phi Dương sớm tối đều sẽ thất bại. Nghiêm Hồi Ý nhấp một ngụm trà nói, Đường chủ nhiệm ngày mai sẽ phải đi, chúng ta ban đêm có phải hay không đưa tiễn nàng. Hứa Thuần Lương cũng không biết Đường Minh Mị muốn đi sự tình, hơi chút suy nghĩ liền đoán được Đường Minh Mị rời đi trước thời hạn nguyên nhân, hẳn là nhận lấy lời đồn đại bối rối. Hứa Thuần Lương cho rằng Đường Minh Mị lựa chọn không cần thiết chút nào, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, sớm rời đi không những không được tị hiềm tác dụng, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy trong lòng ngươi có quỷ. Nhưng đã Đường Minh Mị đã lựa chọn né tránh, mình liền đến tôn trọng người ta lựa chọn. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, lại là Đông Nghiễm Sinh gọi điện thoại tới, mời hắn ban đêm đi nông trường ăn cơm. Đông Nghiễm Sinh lần này là chuyên mời Hứa Thuần Lương, an bài một bàn cơm. Để Hứa Thuần Lương đem bệnh viện lãnh đạo, bằng hữu đều kêu lên. Hứa Thuần Lương nghĩ nghĩ, như thế một lần cơ hội tốt, trưng cầu một chút Nghiêm Hồi Ý ý kiến, Nghiêm Hồi Ý cảm thấy dù sao là ăn cơm, liền mượn Hứa Thuần Lương bữa cơm này cùng một chỗ giải quyết. 5 giờ rưỡi chiều, Trương Hải Tân mở ra bệnh viện Santana 2000 chở Hứa Thuần Lương mấy người tiến vào Hiển Hồng nông trường, Vương Kim Vũ mở ra Land Rover Range Rover từ phía sau chạy tới, cùng bọn hắn trước sau tiến nhập bãi đỗ xe. Hứa Thuần Lương xuống xe chào hỏi thời điểm nhìn thấy trưởng trấn Mai Như Tuyết từ trên xe bước xuống, nguyên lai Mai Như Tuyết cũng là Đông Nghiễm Sinh mời khách nhân một trong, Hứa Thuần Lương chủ động đi tới, hô, Mai trấn trưởng, lại tới khảo sát. Mai Như Tuyết lạnh nhạt cười nói, Đông Tổng mời ta ăn cơm, nói là cần một ít chuyện. Không sai đổi mới. Hứa Thuần Lương tướng bên người mấy vị giới thiệu cho Mai Như Tuyết nhận biết, Mai Như Tuyết cùng Đường Minh Mị lúc bắt tay, rõ ràng dừng lại một chút. Cầm Đường Minh Mị tay nói, Đường chủ nhiệm được bảo dưỡng thật tốt, ta nghe nói qua ngươi. Đường Minh Mị trong lòng hơi hồi hộp một chút, câu nói này có ý tứ gì? Hai ngày này nàng chính là đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị đối tượng, khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ nàng cũng nghe nói mình cùng Hứa Thuần Lương chuyện xấu? Bất quá nàng che giấu rất khá, mỉm cười nói, được bảo dưỡng cho dù tốt có làm được cái gì? Tuế Nguyệt không tha người, thật sự là hâm mộ Mai trấn trưởng thanh xuân mỹ mạo. Mai Như Tuyết mỹ mạo là không thể nghi ngờ, Đường Minh Mị thân là nữ nhân ánh mắt đều có chút bỏ không được rời đi nàng gương mặt xinh đẹp, mình lúc còn trẻ một lần được xưng là Đông Châu hệ thống vệ sinh đệ nhất mỹ nữ, cho dù là khi đó cũng so ra kém hiện tại Mai Như Tuyết. Đường Minh Mị có chút kỳ quái Mai Như Tuyết như thế xinh đẹp nữ hài tử tại sao lại lựa chọn hoạn lộ. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Mai Như Tuyết trên thân mang theo một cỗ cao quý bất phàm khí chất, loại này chất cùng tuổi trên người cô gái rất ít gặp đến. Đại khái đây chính là người trong quan trường đặc thù khí chàng. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi an bài tại Đông Nghiễm Sinh bình thường sinh hoạt thường ngày lầu nhỏ tầng 2 có cái bắc hướng sân thượng, đứng tại trên sân thượng có thể xem thỏa thích Nguy Sơn Hồ mỹ cảnh. Đông Nghiễm Sinh mặc vào một kiện màu đen áo thun, hạ trang vẫn là vạn năm không đổi. Quân lính, vui tươi hớn hở đón lấy chúng nhân nói, hoan nghênh các vị quang lâm Hiển Hồng nông trường, ta là Đông Nghiễm Sinh, cũng là tiểu Hứa thúc thúc. Cao Tân Hoa cho Đông Nghiễm Sinh lúc giới thiệu nói Hứa Thuần Lương là cháu của mình, Đông Nghiễm Sinh cùng Cao Tân Hoa là chiến hữu, tự nhiên cảm thấy Hứa Thuần Lương cũng là cháu của mình. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Nghiêm Hồi Ý đến Nguy Sơn Đảo thời gian mặc dù không dài, nhưng là hắn cũng đã được nghe nói Đông Nghiễm Sinh đại danh, có Đông Nghiễm Sinh dạng này người chỗ dựa, khó trách Hứa Thuần Lương tại Nguy Sơn Đảo dám buông tay đi làm. Nghiêm Hồi Ý âm thầm cảm thán, quả nhiên vô luận từ lúc nào, vô luận ở nơi nào, bối cảnh đều là tương đối quan trọng, Hứa Thuần Lương có Đông Nghiễm Sinh cùng Mai Như Tuyết hai tòa chỗ dựa, hắn tại Nguy Sơn Đảo liền có thể đi ngang. Kim Vĩnh Hạo ở chỗ này đến thời gian lâu một chút, ban sơ hắn cùng Hứa Thuần Lương là cùng một chỗ tiến về trấn chính phủ kết bạn đến Mai Như Tuyết,
hắn rõ ràng Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết nhận biết không có mấy ngày, hướng Mai Như Tuyết cười nói, Mai trấn trưởng, chúng ta thấy qua, ta đi qua phòng làm việc của ngài. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, tự nhiên là nhớ kỹ, Hứa Thuần Lương tìm mình mượn giấy chính là vì cho hắn đưa đi. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, thiên thủy ở giữa đỏ rực một mảnh, xa xa nhìn lại phảng phất trời bắt đầu cháy rừng rực, nước cũng bắt đầu cháy rừng rực. Những khách nhân bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, từng cái lấy điện thoại cầm tay ra đi chụp ảnh. Vương Kim Vũ đi an bài mang thức ăn lên, Hứa Thuần Lương đi vào Đông Nghiễm Sinh bên người hỏi thân thể của hắn khôi phục được thế nào. Đông Nghiễm Sinh biểu thị mình đã hoàn toàn bình phục, hắn trời sinh tính mạnh hơn, coi như tại tuổi trẻ tiểu hòa tử trước mặt cũng không chịu thua, nhưng niên kỷ dù sao còn tại đó, tham dự bạo tạc nghĩ cách cứu viện quá trình bên trong ngâm trận mưa, thế mà bệnh mấy ngày, đến bây giờ còn là cảm thấy suy yếu. Đông Nghiễm Sinh chào hỏi mọi người nhập tọa, mọi người mời Nghiêm Hồi Ý ngồi thủ vị, cấp bậc bên trên hắn là phó sử cấp cán bộ. Mai Như Tuyết mặc dù là trưởng của một trấn, nhưng vẫn là cái khoa cấp, mà lại bản thân lại phi thường trẻ tuổi. Mai Như Tuyết đối số ghế cũng không thèm để ý, nàng lựa chọn tại Hứa Thuần Lương cùng Đông Nghiễm Sinh ở giữa ngồi xuống. Đông Nghiễm Sinh giơ lên vẩy chén nói, hoan nghênh các vị lãnh đạo các vị chuyên gia đến Hiển Hồng Nông Trường chỉ đạo công việc, ta người này không biết nói chuyện, mọi người ăn ngon uống ngon. Đám người cùng cạn một chén rượu, Mai Như Tuyết vẫn là uống trà, Đường Minh Mị lựa chọn uống vẩy. Mấy chén tung xuống bụng về sau Nghiêm Hồi Ý nâng chén đáp tạ, cảm tạ Đông Nghiễm Sinh thịnh tình khoản đãi, cũng cảm tạ Hồ Sơn trấn chính phủ đối bọn hắn công tác đại lực ủng hộ. Hắn đương nhiên minh bạch, Đông Nghiễm Sinh chủ mời chính là Hứa Thuần Lương, bọn hắn đều là theo chân tới ăn trực. Còn Hồ Sơn trấn chính phủ, gần nhất cũng giúp đỡ bệnh viện xử lý mấy lần phiền phức, cảm tạ người ta cũng là nên. Nghiêm Hồi Ý nói lên Hứa Thuần Lương trước mắt đã là Nguy Sơn đảo phân viện phó viện trưởng sự tình. Lần này Hứa Thuần Lương liền thành mọi người mục tiêu. Đám người thay nhau hướng hắn chúc mừng, Hứa Thuần Lương ai đến cũng không có cự tuyệt, uống một vòng. Mai Như Tuyết vốn là không có ý định cùng hắn uống rượu, nhưng người khác đều chúc mừng qua, mình cũng không tốt không biểu hiện, nâng chung trà lên kính hắn, Hứa viện trưởng, chúc mừng ngươi, ta uống trà, ngươi tùy ý. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, ta đối Mai trấn trưởng nhưng không dám tùy ý. Tất cả mọi người nghe ra hắn nói ra câu nói này bản thân liền rất tùy ý, Hứa Thuần Lương ngay cả làm hai chén rượu, đám người cùng kêu lên gọi tốt. Lúc này đầu bếp bưng lên ba bồn la thịt tôm, một chậu tỏi rung, một chậu thịt kho tàu, một chậu tê cay, tôm kia là cái đỉnh cái lớn. Đông Nghiễm Sinh giới thiệu, những này la thịt tôm là nông trường nuôi dưỡng, chất thịt ngon đầy co giãn, so tôm không biết muốn tốt ăn bao nhiêu, mấu chốt là thịt nhiều, bắt đầu ăn đặc biệt đã nghiền. Đám người nhấm nháp về sau khen không dứt miệng, Hiển Hồng Nông Trường đồ ăn đều là lấy hồ tươi làm chủ, còn cua tôm bự đều làm ra mấy loại khẩu vị, kỳ thật chính là dùng đốt tôm phương pháp. Đầu bếp mặc dù không phải xuất thân chính quy, nhưng chính là loại này bọn hắn thường nói giã đầu bếp nấu cơm mới địa đạo. Thối cá mè đi lên thời điểm, Hứa Thuần Lương bồi tiếp Nghiêm Hồi Ý uống đầu cá đuôi cá vẩy, nơi đó giảng cứu cái đầu ba đuôi bốn. Nghiêm Hồi Ý bữa cơm này ăn đến là tương đương hài lòng. Mấu chốt là hắn lập tức liền muốn đi trước Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện tiền nhiệm, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ngay cả ngàn ba chén, dùng công đũa kẹp mắt cá đặt ở Đông Nghiễm Sinh trước mặt vị trong đĩa, cái này gọi coi trọng mấy phần. Đông Nghiễm Sinh cười nói, Nghiêm viện trưởng quá khách khí, các ngươi đều là khách quý của ta, về sau chỉ cần đến Nguy Sơn đảo, ta chỗ này tùy thời chiêu đãi. Nghiêm Hồi Ý nói, liền hướng về phía Đông tổng câu nói này ta về sau khẳng định sẽ còn thường xuyên đến. Đông Nghiễm Sinh cười ha ha, nhìn Mai Như Tuyết một chút, vậy ta liền bao biện làm thay Hồ Sơn trấn nhân dân chào mừng ngài. Hai người lại cùng làm hai chén, Đông Nghiễm Sinh nếm thử một miếng thối cá mè, cho rằng hôm nay làm không được khá, cảm thán nói, muốn nói thối cá mè, vẫn là ngư thủy tình làm được nhất là địa đạo, đáng tiếc tiệm cơm không có, đầu bếp cũng chạy. Vương Kim Vũ nói, ta nghe nói là đầu bếp điểm bình ga, chạy án. Mai Như Tuyết nói, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, Vương quản lý không nên tin những cái kia không có chút nào căn cứ lời đồn. Sự kiện này đã giao cho công an cơ quan xử lý, căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống đã loại bỏ chuyện ngoài ý muốn khả năng, mà là một lần có ý định trả thù án giết người. Nhưng là kết quả cuối cùng không có ra trước khi đến, chưa hướng xã hội công bố, đây cũng là trấn ban lãnh đạo đạt thành chung nhận thức, bọn hắn không muốn đem chuyện này ảnh hưởng mở rộng, tạo thành quá độ khủng hoảng, ảnh hưởng yên ổn hài hòa cục diện.
Vương Kim Vũ nói, ta làm sao quên, Mai trấn trưởng ở chỗ này, hết thảy lấy chính thức thuyết pháp làm chuẩn. Nghiêm Hồi Ý nói, bên ngoài bây giờ lời đồn bay đầy trời, chúng ta thực sự đến cảnh giác cao độ tiến hành phân biệt, những cái kia tin đồn người ghê tởm nhất, vì đạt tới mục đích của bọn hắn liền không tiếc chửi bới người khác, liền nói chúng ta bệnh viện gần nhất cũng tao ngộ không ít chửi bới. Hắn kỳ thật nhớ tới, Hứa Thuần Lương cùng Đường Minh Mị sự tình, dù sao hắn là không tin, mọi người là cùng đi đến, bình thường ở chung cũng không nhìn ra bọn hắn có cái gì đặc biệt. Mà lại hai người tuổi tác chênh lệch thực sự quá lớn, Nghiêm Hồi Ý nói như vậy cũng chẳng khác gì là lợi dụng cái đề tài này giúp lấy bọn hắn chính danh, bài trừ bay đầy trời lời đồn. Đường Minh Mị bưng ly rượu lên nói, Nghiêm viện, có thể có ngài lãnh đạo như vậy là vận may của chúng ta, chúc ngài về sau tại mới công việc trên cương vị mọi chuyện thuận lợi, từng bước cao thăng. Kỳ thật Kim Vĩnh Hạo cùng Hứa Thuần Lương đều đã biết Nghiêm Hồi Ý muốn đi trước bệnh truyền nhiễm viện đảm nhiệm người đứng đầu sự tình, nhưng là ai cũng không có làm rõ. Nghiêm Hồi Ý trên mặt phát quang, khiêm tốn nói, cái gì từng bước cao đến? Đến đâu, cũng là vì cách mạng công việc, một kích động lại bắt đầu nói lắp. Hứa Thuần Lương đi theo giúp đỡ nói, Nghiêm viện, cậu phú quý không quên đi. Nghiêm Hồi Ý cười chỉ vào hắn, ta thật là tin, vậy ngươi cùng ta cùng đi bệnh truyền nhiễm viện. Ta đề cử ngươi làm viện xử lý chủ nhiệm. Hắn đây cũng không phải là nói đơn giản nói, đối Hứa Thuần Lương năng lực, hắn hiện tại thực sự tán thành, nếu như có thể mang theo dạng này một vị dũng mãnh vô song hãn tướng tiến đến bệnh truyền nhiễm viện khai cương thác thổ, tất nhiên làm ít công to. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, đa tạ Nghiêm viện ý đẹp, ta chuyện bên này còn không có xử lý xong, cũng không thể giữa đường bỏ gánh, làm như vậy liền quá không chịu trách nhiệm. Bất quá về sau ta nếu thật là tại Trường Hưng lăn lộn ngoài đời không nổi, nhất định mà đi tìm nơi nương tựa ngài. Kỳ thật Hứa Thuần Lương ngay cả Triệu Phi Dương đều không phục, làm sao có thể đối Nghiêm Hồi Ý chịu phục. Lưu tại Trường Hưng chỉ là ngộ biến tùng quyền, liền xem như chim khôn biết chọn cây mà đậu, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ Triệu Phi Dương, lựa chọn một cái các mặt năng lực càng kém Nghiêm Hồi Ý. Kim Vĩnh Hạo ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, liền Hứa Thuần Lương loại này kiệt ngạo bất tuần tính cách. Người Nghiêm Hồi Ý căn bản hàng không ở, mà lại người ta tại Trường Hưng rất được viện trưởng coi trọng, Trường Hưng dù sao cũng là tam giáp tổng hợp bệnh viện, về sau không gian phát triển khẳng định phải so bệnh truyền nhiễm viện loại này chuyên khoa bệnh viện lớn, đổi thành mình cũng sẽ không lựa chọn đi theo hắn. Nghiêm Hồi Ý lại đề nghị cho Đường Minh Mị tiễn đưa, đến phiên Hứa Thuần Lương thời điểm, Hứa Thuần Lương nói, Đường tỷ, chúng ta cùng Nghiêm viện là ba người cùng đi, hiện tại hai người các ngươi tuần tự lên bờ. Liền đem một mình ta cho ném ở Nguy Sơn Đảo, đã nói xong đồng cam cộng khổ hoạn nạn đâu. Đường Minh Mị cười nói, nếu như không phải chạy về đi giao tiếp công việc, ta đều ước gì lưu thêm mấy ngày, nơi này núi đẹp nước mỹ nhân càng đẹp. Tâm tư của nữ nhân đều là tinh tế tỉ mỉ, nàng nhạy cảm thấy được vị này Mai trấn trưởng cùng Hứa Thuần Lương quan hệ trong đó phải rất khá, chí ít tương hỗ ở giữa là có hảo cảm. Đường Minh Mị chủ động tìm Mai Như Tuyết uống một chén, Mai trấn trưởng. Ngài về sau phải nhiều hơn chiếu cố bệnh viện chúng ta, chiếu cố nhiều hơn chúng ta vị này tuổi trẻ Hứa viện trưởng. Mai Như Tuyết cực kỳ thông minh, đương nhiên có thể nghe ra Đường Minh Mị nói bóng gió, mỉm cười nói, chuyện công tác ta sẽ hết sức nỗ lực, trên sinh hoạt sự tình ngay cả ta đều muốn ngài vị lão đại này tỉ chỉ điểm nhiều hơn đâu. Đường Minh Mị thầm than Mai Như Tuyết dù sao cũng là người trong quan trường, chính mình ý tứ người ta rõ ràng, trong bông có kim đỗi trở về, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không thể khinh thường. Bất quá cái này cũng chứng minh Mai Như Tuyết đối với mình tràn đầy tâm phòng bị, 8-9 phần 10 cũng là bởi vì Hứa Thuần Lương. Đường Minh Mị cùng Mai Như Tuyết uống hai chén rượu, lại cười tủm tỉm hướng Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, lần trước ta giới thiệu cho ngươi đối tượng thế nào. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, nhớ tới Đường Minh Mị hoàn toàn chính xác có cho mình giới thiệu qua, lúc ấy là thông qua Trịnh Bồi An, nhưng là hắn không có đồng ý gặp mặt. Không đợi hắn trả lời, Đường Minh Mị lại nói. Nếu là không hài lòng, ta còn có thể giúp ngươi giới thiệu cái khác nữ hài tử, người Đường tỷ nhận biết không ít ưu tú nữ hài tử. Hứa Thuần Lương minh bạch, Đường Minh Mị cố ý nhắc lên cái đề tài này, là kích thích Mai Như Tuyết đâu, nữ nhân ở giữa lục đục với nhau, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng thủ đoạn chi phức tạp để cho người ta nhìn mà than thở. Hứa Thuần Lương nói, không vội, người ta Mai trấn trưởng lớn hơn ta một tuổi cũng không có gấp gáp, ta cũng không vội. Mai Như Tuyết một gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, cái này đáng chết Hứa Thuần Lương, ngươi làm lấy nhiều người như vậy nói loại lời này là có ý gì? Đây không phải rõ ràng để người khác suy nghĩ nhiều sao? Đường Minh Mị cố ý nói,
Mai Trấn Trưởng ưu tú như vậy nữ hài tử làm sao có thể không có bạn trai. Mai Như Tuyết nói, mỗi người nhận biết khác biệt, đường chủ nhiệm cảm thấy nhân sinh trọng yếu nhất chính là nam nữ tình cảm, cá nhân ta cảm thấy thừa dịp còn trẻ vẫn là làm nhiều một chút hiện thực cho thỏa đáng. Câu nói này đã biểu thị ra mình không vui. Hứa Thuần Lương nói, trên một điểm này ta cùng Mai Trấn Trưởng cách nhìn giống nhau. Đường Minh Mị cười hì hì nói, đến cùng các ngươi đều là người trẻ tuổi, ta và các ngươi đều có khoảng cách thế hệ. Đông Nghiễm Sinh ngửi được một tia không hài hòa bầu không khí, giơ ly rượu lên nói, người không chịu nhận mình già là không được, ta như thế mạnh hơn người cũng bắt đầu chịu già, thế giới sau này là thuộc về người tuổi trẻ. Nghiêm Hồi Ý tràn đầy đồng cảm, tuổi trẻ chính là cách mạng lớn nhất tiền vốn, đi qua ta luôn cảm thấy thế hệ tuổi trẻ không đủ thành thục làm việc, không nỡ có thể thấy Tiểu Hứa cùng Mai Trấn Trưởng. Ta thừa nhận ta đi qua đối người trẻ tuổi tồn tại quá nhiều thành kiến. Mai Như Tuyết mỉm cười nói, trên xã hội có cái thuyết pháp, nói chúng ta thế hệ này là sụp đổ mất nhất đại. Nghiêm Hồi Ý nói, không là, là chúng ta nhận biết có vấn đề. Liên quan tới thế hệ tuổi trẻ thảo luận thành công tướng chủ đề chuyển di, Đường Minh Mị mới không phải muốn nhằm vào Mai Như Tuyết, nàng mới vừa rồi là cố ý nói như vậy, Mai Như Tuyết mặc dù che giấu rất khá. Nhưng là nàng vẫn là từ nhỏ xíu vẻ mặt bắt được tâm tình của nàng ba động, hiểu nữ nhân nhất vẫn là nữ nhân, nàng cảm giác hai người có hy vọng. Đông Nghiễm Sinh hỏi Đại Hằng tập đoàn đầu tư tiến triển tình huống, Mai Như Tuyết biểu thị trước mắt đàm phán đang tiến hành bên trong, một ngày không có chính thức ký kết liền tồn tại rất lớn biến số. Mai Như Tuyết mượn cái đề tài này hỏi Đông Nghiễm Sinh đối Đại Hằng tập đoàn cái nhìn. Đông Nghiễm Sinh uống một hớp rượu nói. Ta là làm nông sản phẩm lúc đầu cũng không có quyền phát ngôn gì, nhưng đã Mai Trấn Trưởng hỏi ta, vậy ta liền nói một chút người ý kiến. Ta nghe nói Đại Hằng tập đoàn dự định ở chỗ này kiến thiết sân chơi nâng lên Nguy Sơn Hồ du lịch, kỳ thật sân chơi loại vật này mỗi tòa thành phố lớn đều có, ta thực tại không tưởng tượng ra được đối với chúng ta bản địa du lịch có cái gì nâng lên tác dụng. Chúng ta bên này bản thân du lịch tài nguyên liền rất tốt, cá nhân ta cho rằng chủ đánh cho không phải làm là cái gì sân chơi, mà là tự nhiên phong quang, non sông tươi đẹp. Hoàn toàn chính xác có thật nhiều người trẻ tuổi thích mạo hiểm kích thích, nhưng là Đông Châu trong thành phố liền có Đông Châu nhạc viên cùng phương đặc biệt, bọn hắn sẽ tàu xe mệt mỏi đi vào chúng ta Nguy Sơn đảo. Đông Nghiễm Sinh nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ bỏ gần tìm xa sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta ngay từ đầu đã cảm thấy Đại Hằng tập đoàn là tại nói nhảm, bọn hắn xây nhạc viên mục đích cuối cùng nhất vẫn là du lịch địa sản, địa phương khác đều chơi như vậy. Đông Nghiễm Sinh nói, du lịch địa sản trong nước có thể làm không nhiều, Nguy Sơn đảo phong cảnh không tệ, nhưng là còn chưa tới trong nước một tuyến tình trạng, ta không tin Đại Hằng có thể ở chỗ này lấy được thành công, đoán chừng vẫn là cũ đường, mượn chính sách gió đông, lắc lư một bang dân chúng tính tiền, cuối cùng để lại đầy mặt đất lông gà. Mai Như Tuyết cười nói, Đông Tổng đối Đại Hằng tập đoàn ấn tượng không tốt lắm a. Đông Nghiễm Sinh nói, ta là sinh trưởng ở địa phương Nguy Sơn đảo người, ta đối gia hương là có cảm tình. Ta biết nơi này quý báu nhất đồ vật là cái gì, sử dụng đương thời lưu hành nói tới nói gọi hạch tâm giá trị, Nguy Sơn đảo hạch tâm giá trị là sơn thủy, là dân chúng, là thổ đặc sản, chưa hề đều không phải là cái gì sân chơi. Chúng ta cũng không hy vọng ở trên đảo quá độ thành thị hóa, đậy lại lít nhít nhà lầu. Mai Như Tuyết nghe được rất chân thành, kỳ thật trong khoảng thời gian này nàng đã tham viếng nhiều vị bản địa nhân vật đại biểu, đa số quan điểm đối Đại Hằng tập đoàn đều là bài xích. Nhưng là Đại Hằng tập đoàn thu được huyện ban lãnh đạo tán đồng, trước mắt còn không biết Đông Châu thượng tầng thái độ. Hứa Thuần Lương nói, ta đồng ý Đông Tổng ý kiến, ta cho rằng phát triển không thể chỉ trước mắt, muốn cân nhắc đến lợi ích lâu dài, còn muốn cân nhắc đến dân sinh công trình, liền coi như chúng ta Trường Hưng rút khỏi Nguy Sơn đảo, cũng không thể tướng mảnh đất này nhượng lại cho Đại Hằng tập đoàn. Trường Hưng mấy năm này mặc dù không có kiếm được tiền, nhưng là chúng ta là Nguy Sơn đảo dân chúng khỏe mạnh phục vụ, cho dù hao tổn cũng là đáng. Mai Như Tuyết không khách khí chút nào vạch Trường Hưng tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện đến nay danh tiếng cũng không có gì đặc biệt, nàng nói đúng tình huống thực tế. Kim Vĩnh Hạo cảm giác mặt đều có chút nhịn không được rồi, dù sao hắn là nơi này viện trưởng. Hứa Thuần Lương nói, danh tiếng vật này mỗi người một ý, có chính diện liền sẽ có mặt trái, chúng ta cũng tại sửa đổi không ngừng bên trong, tin tưởng tại Hồ Sơn Trấn chính phủ duy trì dưới, bệnh viện chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Mai Như Tuyết biết hắn là quyết định muốn đem mình khóa lại tại Trường Hưng trên chiếc xe này, cố ý vòng qua Hứa Thuần Lương hướng Nghiêm Hồi Ý nói, Nghiêm viện trưởng, ta hy vọng gần đây cùng Triệu viện gặp mặt, tìm hiểu một chút Trường Hưng tại Nguy Sơn đảo tương lai quy hoạch. Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu,
nhìn Hứa Thuần Lương một chút, lập tức liền biểu thị chuyện này trước mắt là Hứa Thuần Lương đang phụ trách, để Hứa Thuần Lương theo vào một chút. Mai Như Tuyết trong lòng cười thầm, Nghiêm Hồi Ý thân là Trường Hưng bệnh viện phó viện trưởng thế mà còn muốn nhìn mặt hắn sắc, xem ra Hứa Thuần Lương thật đúng là được sủng ái. Hứa Thuần Lương ngược lại là không có chối từ, một lời đáp ứng. Sau phần dạ tiệc, Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào đưa Nghiêm Hồi Ý bọn hắn đi trước, đây cũng là Đông Nghiễm Sinh ý tứ, Đông Nghiễm Sinh có chuyện muốn đơn độc cùng hắn cùng Mai Như Tuyết nói chuyện. Đông Nghiễm Sinh trong văn phòng có một tòa nguy sơn đảo toàn cảnh xa bàn bên trên cắm hồng kỳ địa phương chính là Hiển Hồng Nông Trường. Đông Nghiễm Sinh chỉ vào nguy sơn đảo bệnh viện vị trí, ta đối với các ngươi chữa bệnh dưỡng lão hạng mục cảm thấy rất hứng thú. Hứa Thuần Lương nói, Đông Tổng có ý tứ là muốn gia nhập cạnh tranh. Hắn còn không dám xác định Đông Nghiễm Sinh mục đích, nếu như Đông Nghiễm Sinh cũng đối mảnh đất này khởi ý, như vậy Trường Hưng không thể nghi ngờ gặp phải áp lực tăng gấp bội. Đông Nghiễm Sinh cười nói, nuôi cá trồng cho ta đi, chữa bệnh bảo vệ sức khỏe phương diện ta không hiểu, ý của ta là nghiên cứu thảo luận cùng các ngươi khả năng hợp tác tính, nếu như chúng ta có thể hợp tác, ta có thể cung cấp tươi mới món ăn cùng lương thực cấp dưỡng giả bệnh viện. Còn có chúng ta Hiển Hồng sản xuất nước suối, các lão nhân có khỏe mạnh ẩm thực cùng nguồn nước, hô hấp lấy không khí mới mẻ, lại có các ngươi Trường Hưng chữa bệnh tài nguyên làm bảo hộ, khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Còn có, ta có thể tại trong nông trại chuyên môn trừ lại một khối thổ địa, cung cấp những lão nhân kia trồng trọt, để bọn hắn cảm thấy cuộc sống điền viên niềm vui thú. Mai Như Tuyết trong lòng hơi động, Đông Nghiễm Sinh thực lực mặc dù so ra kém Đại Hằng tập đoàn, nhưng là hắn tại Nguy Sơn huyện bản địa lực ảnh hưởng phi thường lớn. Mà lại hắn là làm nông sản phẩm lập nghiệp, bản thân tại Nguy Sơn đảo liền thuê không ít thổ địa, chủ đánh lục sắc nông nghiệp, nếu như hắn muốn theo Trường Hưng hợp tác, không thể nghi ngờ chuyện này khả thi lại tăng lên không ít. Nàng cũng không có nóng lòng tỏ thái độ, dù sao hợp tác là Trường Hưng cùng Hiển Hồng Nông Trường ở giữa sự tình. Hứa Thuần Lương nhìn qua Đông Nghiễm Sinh người này thô bên trong có mảnh, hẳn là ngày đó ăn cơm chung thời điểm hắn liền đã từ đó ngửi được cơ hội buôn bán, sự tình đã qua mấy ngày. Đông Nghiễm Sinh trong đoạn thời gian này rất có thể đã làm điều tra nghiên cứu cùng ước định, cho nên mới đưa ra hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, Đông Tổng cùng Cao Viện đề cập qua không có. Dựa theo lẽ thường đến luật, Đông Nghiễm Sinh hẳn là đầu tiên liên hệ Cao Tân Hoa, Cao Tân Hoa là Trường Hưng phó viện trưởng, mà lại bọn hắn là chiến hữu cũ. Đông Nghiễm Sinh lắc đầu, kỳ thật hắn cùng Cao Tân Hoa đề cập qua, nhưng là Cao Tân Hoa cho rằng chuyện này tương đối mạo hiểm, Trường Hưng tình trạng tài chính cũng không lạc quan. Đương nhiên cho dù là ngay trước chiến hữu cũ trước mặt, Cao Tân Hoa cũng không thể nói Trường Hưng nói xấu, chỉ là khuyên nhủ hắn phải cẩn thận. Mai Trấn Trưởng cảm thấy ta ý nghĩ có thể thực hiện sao? Mai Như Tuyết lập tức minh bạch, Đông Nghiễm Sinh là muốn thu hoạch được Hồ Sơn Trấn ủng hộ. Lúc đầu song phương hợp tác nên là Hiển Hồng Nông Trường cùng Trường Hưng ở giữa hiệp thương, Đông Nghiễm Sinh lại trước trưng cầu ý kiến của mình, mặt ngoài là đối bản địa chính phủ tôn trọng, nhưng trên thực tế là Đông Nghiễm Sinh một tay diệu cờ. Hắn trước thu hoạch được chính phủ ủng hộ, sau đó lại cùng Trường Hưng nói chuyện hợp tác, kia liền có thể chiếm hết tiên cơ. Hồ Sơn Trấn chính phủ khẳng định sẽ bồi dưỡng địa phương xí nghiệp, chỉ là Mai Như Tuyết hiện tại còn không rõ ràng lắm Đông Nghiễm Sinh mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Đơn thuần hợp tác, muốn vì bản địa chính phủ làm cống hiến. Mặc dù Đông Nghiễm Sinh danh tiếng vẫn luôn không tệ, nhưng là suy cho cùng vẫn là một cái thương nhân, là thương nhân liền không đổi được trục lợi bản tính. Mai Như Tuyết thêm chút châm trước liền ý thức được không thể tùy tiện cho thấy thái độ, vô luận đối bản xí nghiệp vẫn là nơi khác nhà đầu tư đều muốn ôm đối xử như nhau thái độ. Mai Như Tuyết nói khẽ, chỉ cần đối dân sinh có chỗ tốt, Trấn chính phủ sẽ toàn lực ủng hộ. Nghe giống như trả lời, lại hình như không nói gì. Đông Nghiễm Sinh nói, Hứa Viện cảm thấy thế nào? Nói chuyện làm ăn thời điểm liền lấy chính thức xưng hô, hắn được chia phi thường rõ ràng. Hứa Thuần Lương cái này phân viện phó viện trưởng dù chưa giao phó thực quyền, nhưng là tại thương vụ trường hợp hoàn toàn chính xác dùng tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta ủng hộ, nhưng ta tại Trường Hưng thấp cổ bé họng, ta nói cũng không tính. Đông Nghiễm Sinh nở nụ cười, thật đúng là không thể xem thường người tuổi trẻ bây giờ, cái này hay còn không bằng con của hắn lớn đâu, đều rất thông minh, trả lời vấn đề giọt nước không lọt, để hắn không có thời cơ lợi dụng. Hứa Thuần Lương nói, Đông Tổng đem người ý nghĩ nói rõ một chút, ta quay đầu viết phần báo cáo nhanh cho Triệu Viện đưa tới, đúng, gần đây hắn sẽ đến phân viện khảo sát, ta an bài các ngươi gặp mặt. Đông Nghiễm Sinh nói, tốt. 9 giờ tối, Vương Kim Vũ tướng hai người đưa về trên trấn, đi vào trấn Tây miệng thời điểm, đột nhiên đem xe cho ngừng,
biểu thị bánh phải sau thai ép không đủ, khả năng cần thay cái lốp xe dự phòng. Mai Như Tuyết để hắn đừng phiền toái như vậy, dù sao cách trấn chính phủ vẫn chưa tới một cây số, nàng đi trở về đi, lúc đầu cũng quen thuộc sau bữa ăn tản bộ. Hứa Thuần Lương cũng lựa chọn cùng với nàng cùng một chỗ, rời đi thời điểm lặng lẽ hướng Vương Kim Vũ chớp mắt vài cái, Vương Kim Vũ cười đáp lại, nào có chuyện trùng hợp như vậy, đều là Hứa Thuần Lương trước đó an bài, người ta đều sách ra, Vương Kim Vũ dù sao cũng phải phối hợp một chút. Mai Như Tuyết đi vài bước, quay người quay đầu nhìn một chút, chiếc xe kia còn ngừng tại nguyên chỗ. Hứa Thuần Lương nói, làm sao, còn muốn ngồi xe, nếu không chúng ta các loại. Mai Như Tuyết nói, ta đối ô tô nhiều ít còn hiểu một chút, coi như bánh phải sau thua thiệt khí, còn không đến mức mở không đến chấn cửa chính phủ. Nàng lúc xuống xe đặc địa lưu ý một chút bánh phải sau, liếc mắt liền nhìn ra Vương Kim Vũ là đang nói láo. Hứa Thuần Lương gãi đầu một cái nói, cái này Vương Kim Vũ tình huống như thế nào? Đưa Phật đưa đến Tây, làm sao đem chúng ta cho đặt xuống nơi này? Chẳng lẽ ta đắc tội hắn? Mai Như Tuyết đầy cõi lòng thâm ý tiếp cận ánh mắt của hắn. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi có phải hay không có tật giật mình? Hứa Thuần Lương cười lên ha hả, Mai Như Tuyết quả nhiên thông minh, một chút liền xem thấu chân tướng, con hàng này không cho là nhục ngược lại cho là vinh, gật đầu nói, là ta an bài. Mai Như Tuyết hừ một tiếng, người này không có chút nào thực sự. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là nói không phải, chẳng phải là lộ ra Mai trấn trưởng ra vẻ thông minh. Mai Như Tuyết nói, ngươi quỷ kế đa đoan, ta có thể không sánh bằng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng bộ pháp chậm đi vừa đưa ra. Đêm nay nguyệt phá lệ sáng tỏ, ánh trăng như thủy ngân vãi xuống đến, im ắng rơi ở một bên Nam Khê. Suối nước từ Thạch Lương Sơn chảy xuống, tại trong trấn rót thành Nam Khê, rộng nhất chỗ ước chừng 5 mét, gió đêm khẽ vuốt, thổi nhíu suối nước, lần lên ánh trăng, vô số bạc vụn tại người qua đường trước mắt lấp lóe, tựa như là từng khỏa nhảy nhót không ngừng ngân sắc âm phù, cái này âm phù tại Mai Như Tuyết trong lòng im ắng chảy xuôi như thơ. Hứa Thuần Lương nói, Nguy Sơn đảo đích thật là cái địa phương tốt. Mai Như Tuyết nói, chính vì vậy, mới muốn giữ lại nguyên bản phong mạo, phát triển muốn xây dựng ở bảo hộ trên cơ sở mà không phải phá hư. Khổng Bí Thư có thể có ngươi 1/10 chính trị giác ngộ cũng không tệ rồi. Từ Mai Như Tuyết trong lời nói, Hứa Thuần Lương ý thức được nàng sẽ không đứng tại Đại Hằng tập đoàn một bên. Mai Như Tuyết không vui nhíu mày một cái nói, ngươi lời nói này động cơ đáng giá thương thảo. Hứa Thuần Lương cười nói, làm ngươi mang thành kiến xem ta thời điểm, ta bất luận cái gì nói bất luận cái gì hành vi đều tồn tại không tốt động cơ, vậy ngươi nói ta để hắn đem xe dừng ở đầu trấn lại là cái gì mục đích? Mai Như Tuyết không có trả lời, loại vấn đề này căn bản không nên trả lời, chính ngươi không có đếm sao? Hứa Thuần Lương cảm giác lần này cùng Mai Như Tuyết gặp mặt, hai người lạnh nhạt rất nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Mai Như Tuyết đối với mình đề phòng, hẳn là bởi vì ngoại giới lời đồn đi. Hứa Thuần Lương thở dài nói, hai ngày này, ta gặp một chút không thuận tâm sự tình, cho nên muốn tìm người bằng hữu tâm sự. Mai Như Tuyết nói, ngươi có cái gì không thuận tâm? Viện trưởng đặc biệt trợ lý, Trường Hưng phân viện phó viện trưởng, ngại quan nhỏ a. Hứa Thuần Lương nói, ta đối quan trường hứng thú không lớn, chính ta cái dạng gì ta rõ ràng, sao có thể phá vỡ lông mày khom lưng quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan. Mai Như Tuyết đem gương mặt xinh đẹp ngoặt về phía một bên, người này chẳng lẽ tại gõ mình. Không có có ý nói ngươi, người có chí riêng, tỉ như ngươi nghĩ vì nhân dân phục vụ, đương nhân dân công bộc, thụ điểm ủy khuất không thể tránh được, con người của ta tự do buông tuồng đã quen, tính tình cũng không phải tốt như vậy, dễ dàng đắc tội với người, cho nên ta chính là miễn cưỡng lẫn vào quan trường cũng đi không xa. Ngươi tốt xấu có chút tự mình hiểu lấy. Hứa Thuần Lương nói. Ta tới đây thời gian không dài đã trêu chọc không ít là không phải, hiện tại quay chung quanh ta lời đồn bay đầy trời, đoán chừng ngươi cũng nghe nói chứ. Không có ý tứ, ta hai ngày này công việc khá bề bộn, không chú ý bệnh viện các ngươi sự tình. Mai Như Tuyết nghe nói cũng không thể thừa nhận, mà lại nàng bởi vì Hứa Thuần Lương nghe đồn còn ảnh hưởng đến tâm tình. Hứa Thuần Lương nói, xem ra ngươi không có coi ta là thành bằng hữu, nếu là ta nghe nói có ai dám tạo ngươi giao. Ta nhất định trước tiên tìm tới cửa đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Mai Như Tuyết nghe hắn nói như vậy tâm tình thoải mái hơn, nói khẽ, tuân tử nói lời đồn đại dừng ở trí giả, nếu như mọi chuyện đều để ý người khác nói thế nào, người sẽ sống rất mệt mỏi. Hứa Thuần Lương nói, tuân tử còn nói qua, nịnh hót ta người, ta tặc vậy. Mai Như Tuyết nói,
ta đi qua nhìn qua Nhật Bản, Hàn Sơn thập đắc hỏi đối Lục, ngày xưa Hàn Sơn hỏi thập đắc nói, thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào ư? Thập đắc nói, chẳng qua là nhịn hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, đơn giản là cái nhẫn chữ vào đầu, chờ lấy chuyển vần báo ứng xác đáng, thật có chút sự tình là đợi không được, có ít người là được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi càng để hắn hắn vượt qua phân, đối loại người này nhất định phải đón đầu thống kích. Ngoài miệng lại nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Mai Như Tuyết biết trong lòng của hắn không phục, cười nhạt một tiếng nói tóm lại, không cần thiết cùng tiểu nhân so đo, một chút việc nhỏ cũng không đáng đến nổi giận. Hứa Thuần Lương nói tóm lại, liên quan đến người bất cứ chuyện gì đều không phải là việc nhỏ, có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, ta có thể nhịn nhường, nhưng là nếu ai dám để ngươi thụ một chút xíu ủy khuất, ta ngay cả một giây đều nhịn không được. Mai Như Tuyết tiếng lòng kích thích, cảnh giác tỏa ra, lời nói này mặc dù nói từng tiếng lọt vào tai, nhưng trải qua Hứa Thuần Lương miệng bên trong nói ra không biết có bao nhiêu chân thành ở bên trong, đương ta là kinh nghiệm sống chưa nhiều nha đầu ngốc, dễ dàng như vậy bị ngươi xáo lộ. Mai Như Tuyết nói, hướng về phía ngươi câu nói này, ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, có ta bằng hữu như vậy ngươi sẽ không lỗ. Mai Như Tuyết nói, ta tin tưởng mình vẫn còn có chút làm rõ sai trái năng lực. Đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, ngươi tiếp cận mục đích của ta là không phải là vì Trường Hưng quyền tài sản. Hứa Thuần Lương nói thật, Trường Hưng có thể hay không cầm xuống mảnh đất này cùng ta quan hệ không lớn, ta thời gian làm việc không lâu, tại Trường Hưng cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, ta sở dĩ lựa chọn Trường Hưng đi làm, chủ yếu là vì Hống gia gia của ta vui vẻ. Kỳ thật lấy năng lực của ta, Trường Hưng cái này hồ nước vẫn là quá nhỏ. Mai Như Tuyết nhịn không được bật cười, vẫn là lần đầu gặp được loại này dõng dạc tự biên tự diễn nhân vật, nhưng sau khi cười xong lại không thể không thừa nhận Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác năng lực xuất chúng. Ngươi cười đến có chút không thiện lương. Mai Như Tuyết nói, ta không phải giễu cợt ngươi, là cười ngươi phương thức nói chuyện, quá trực bạch. Đơn giản điểm không tốt sao? Ta rõ ràng có năng lực không phải khắp nơi nói ta là phế vật. Người khác tin tưởng sao? Người rõ ràng dáng dấp cũng tạm được, không phải gặp người liền nói mình là cái người quái dị, đây không phải là nhận người hận sao? Mai Như Tuyết nói, cũng tạm được. Nàng đối Hứa Thuần Lương đánh giá có chút nghi vấn, ba chữ này dùng trên người mình có phải hay không quá bảo thủ. Hứa Thuần Lương chợt nhớ tới một sự kiện, giúp ta đánh cái đèn. Làm gì? Cho lão gia tử báo bình an. Hứa Thuần Lương mở ra video trò chuyện. Mai Như Tuyết khẩn cấp nhắc nhở, hôm nay mình không ra kính, bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được, ra không ra kính căn bản không phải do nàng, Hứa Thuần Lương lần này thẳng liên tiếp nàng cùng tiến lên kính. Hứa Trường Thiện mặt mày hớn hở, vừa lên đến liền cho Mai Như Tuyết lên tiếng chào hỏi, Mai Trấn Trưởng, ngươi tốt. Mai Như Tuyết có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, Hứa Lão Tiên sinh tốt, ngài gọi ta Tiểu Mai là được. Hứa Trường Thiện nói, đã trễ thế như vậy các ngươi còn đang thảo luận công việc đâu, thật sự là vất vả. Mai Như Tuyết mặt đỏ dần, lão gia tử đây là trong lời nói có hàm ý, Hứa gia gia, hôm nay Hứa Thuần Lương thăng chức, cho nên đại gia hỏa cho hắn ăn mừng một chút. Trong màn ảnh liền hai người bọn họ, nào có cái gì đại gia hỏa. Hứa Trường Thiện liên tục nói xong, để bọn hắn chơi đến vui vẻ lên chút, mình liền không chậm trễ bọn hắn, nói liền cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương cười nói, lão già này ngay cả lời đều không nói với ta một câu. Mai Như Tuyết nói, hắn có phải hay không hiểu lầm. Hứa Thuần Lương nói, hóa ra là, đoán chừng đem ngươi trở thành bạn gái của ta. Mai Như Tuyết nói, ngươi cùng hắn giải thích rõ ràng a. Có cái gì tốt giải thích, ngươi không phải nói thanh giả tự thanh sao? Hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó chứ sao? Hứa Thuần Lương, ngươi, Mai Như Tuyết cảm giác mình bên trong hắn cái bẫy. Thật muốn một cước đem hắn đạp đến Nam Khê bên trong. Hứa Thuần Lương nói, đúng rồi, Hà Điền Điền mời ta ngày mốt đi trên thuyền làm khách, ngươi có đi hay không? Mai Như Tuyết nói, không đi, ta bận rộn công việc đây, coi là ai cũng giống như ngươi, lại nói người ta cũng không có mời ta. Bất chi bất giác đã nhanh đến trấn chính phủ, nàng dự định cùng Hứa Thuần Lương sớm chia tay, để tránh bị người nhìn thấy nói xấu.
Hứa Thuần Lương hướng nàng khoát tay áo, đưa mắt nhìn nàng qua đường cái. Mai Như Tuyết đi vào trấn chính phủ đại môn thời điểm, điện thoại di động vang lên, cầm lấy xem xét là Hứa Thuần Lương gửi tới tin tức. Đi thôi. Mai Như Tuyết có chút thẹn thùng cau mũi một cái, bất quá lập tức liền nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng, mặt trăng lại kéo lấy một vòng mây bay che khuất khuôn mặt. Tại Hứa Thuần Lương đoạt lại tiền thuê nộp lên trên bệnh viện tài vụ về sau, Trường Hưng bệnh viện cũng cấp tốc phát xuống khất nợ nhân viên tiền lương, bối rối mấy tháng thiếu lương vấn đề rốt cục đạt được viên mãn giải quyết. Đối phổ thông nhân viên tới nói, chỉ cần tiền lương tiền thưởng có thể đúng hạn cấp cho, năm hiểm một kim có thể bình thường giao nạp, bọn hắn cũng liền không có quá nhiều yêu cầu. Trương Hải Tân bởi vì bệnh từ đi Nguy Sơn Hồ bệnh viện phó viện trưởng chức vị, chuyện này đối với chung quanh người mướn chấn động rất lớn, không người nào dám khất nợ bệnh viện tiền thuê. Tại Hứa Thuần Lương thụ ý dưới, Trương Hải đào cho chung quanh thương hộ hạ đạt mới nhất thông chi, dỡ bỏ bọn hắn tự mình làm trái xây bộ phận. Những này thương hộ thuê bề ngoài bản thân liền là làm trái xây, có không ít thương hộ tại làm trái xây trên cơ sở mình lại tự mình vòng đóng dấu chồng, hướng vào phía trong khoanh vòng Vi Sơn Hồ bệnh viện không ít thổ địa. Trương Hải đào quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn là người địa phương, lần này đạt được trọng dụng, biểu hiện ra cường đại lực chấp hành, càng biểu hiện ra đối Hứa Thuần Lương độ trung thành. Còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường chính là thống nhất tiền thuê tiêu chuẩn, đi qua thương hộ tiền thuê không có thống nhất tiêu chuẩn, toàn bằng quan hệ xa gần đến định, quản lý bên trên phi thường hỗn loạn, bất quá từ khi Trường Hưng tiếp quản, dù sao tất cả mọi người kháng thuê không giao nộp, cũng không có bởi vậy sinh ra qua phân tranh, hiện tại tất cả mọi người bổ giao nộp tiền thuê, bởi vì làm tiêu chuẩn khác biệt, tâm tính cũng liền mất cân bằng. Thống nhất tiêu chuẩn về sau, tiền thuê trở nên hợp lý, cũ hiệp ước toàn bộ hết hiệu lực. Mới hiệp ước quy định tất cả mọi người muốn nộp trước nửa năm tiền thuê, không chịu giao nộp tiền thuê khuyên nhủ rút lui, sau đó chính là hết nước mất điện, khai thác cưỡng chế biện pháp. Nghiêm Hồi Ý quyết định đứng vững cách mạng cuối cùng ban một cương vị, bắt đầu triển khai một trận chất khống lớn kiểm tra. Hứa Thuần Lương mặc dù là chất khống tiểu tổ thành viên, nhưng là hắn cũng không tham gia công tác cụ thể, hắn đối chất khống công việc cũng không hiểu, mà lại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn hiện tại công việc chủ yếu chính là bệnh viện quyền tài sản chuyển nhượng vấn đề. Đại Hằng tập đoàn thứ hai phát khảo sát đoàn cũng đã tới Nguy Sơn đảo, lần này là lấy Đại Hằng tập đoàn phó tổng làm đại biểu, vẫn là tại Nguy Sơn huyện lãnh đạo chủ yếu cùng đi, đầy đủ thể hiện nơi đó chính phủ đối Đại Hằng tập đoàn coi trọng. Hứa Thuần Lương cũng tướng chuyện này kịp thời thông báo cho Triệu Phi Dương, hắn cảm giác Triệu Phi Dương động tác có chút chậm, về tình về lý, Triệu Phi Dương đều nên tự mình đến phân viện một chuyến. Cùng Hồ Sơn trấn chính phủ lãnh đạo gặp mặt một lần, chí ít có thể cho thấy một chút thành ý của hắn. Triệu Phi Dương trực tiếp đem chuyện bên này vung cho mình, mặt ngoài là đối tín nhiệm của mình, nhưng mình tại trên chức vị còn chưa đủ phân lượng, khiếm khuyết sức thuyết phục. Hứa Thuần Lương cho là mình nên làm sự tình đều đã làm, Hồ Sơn trấn phương diện hắn chí ít tranh thủ đến Mai Như Tuyết, tin tưởng nàng sẽ đứng tại mình một bên. Triệu Phi Dương đối Đại Hằng tập đoàn lần thứ hai khảo sát sự tình cũng không có biểu hiện được khẩn trương thái quá, đầu tiên khẳng định Hứa Thuần Lương trong khoảng thời gian này công việc thành tích, để hắn không cần khẩn trương, phân viện quy hoạch trước mắt đã giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đi làm, chờ hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền sẽ đến Nguy Sơn đảo phân viện khảo sát. Hứa Thuần Lương rõ ràng cảm thấy được Triệu Phi Dương đối với chuyện này thái độ đột nhiên bình tĩnh lên, đoán chừng Triệu Phi Dương đã thu được lãnh đạo cấp trên ủng hộ. Hứa Thuần Lương đem Hiển Hồng Nông trưởng ý hướng hợp tác thông báo cho Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương cũng không có biểu hiện ra đặc biệt nhiệt tình, chỉ nói là mình biết rồi, quay đầu sẽ tìm hiểu một chút. Hứa Thuần Lương cảm giác đến cục diện bây giờ có chút hoàng đế không vội thái giám gấp ý tứ, đã Triệu Phi Dương đều không nóng nảy, hắn cũng lười dày vò. Dù sao hắn cái này phân viện phó viện trưởng cũng chính là trên danh nghĩa, đến cuối tháng, hắn cùng Nghiêm Hồi Ý cùng một chỗ trở về. Bất quá về sau khẳng định phải thỉnh thoảng tới đây một chuyến. Nguy Sơn đảo bệnh viện khôi phục bình tĩnh, nhân viên y tế tiền lương tới tay, lòng người cũng liền hướng tới yên ổn, bệnh viện cũng khôi phục tới trật tự, nhìn như một mảnh tường hòa. Nghiêm Hồi Ý bớt thời gian cùng Hứa Thuần Lương, Kim Vĩnh Hạo cùng một chỗ vây quanh bệnh viện dạo qua một vòng. Nguy Sơn đảo bệnh viện vị trí địa lý không tệ, dọc theo Thạch Lương Sơn thế núi xây lên, mặt phía bắc là Thạch Lương Sơn, phía nam là Nguyệt Nha Vịnh. Nên nói chiếm cứ cả tòa Nguy Sơn đảo phong thủy tốt nhất một mảnh đất, cho nên Đại Hằng tập đoàn mới nhìn chúng nơi này. Nghiêm Hồi Ý cảm khái nói, nơi này phong cảnh thật đẹp, nếu như tương lai kiến thiết dưỡng lão bệnh viện, ta cũng dự định một gian phòng. Kim Vĩnh Hạo nói, lại đẹp phong cảnh mỗi ngày nhìn cũng phiền,
người đều hội thẩm đẹp mệt nhọc. Hắn ở chỗ này hơn một năm, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy non sông tươi đẹp, hiện tại trên cơ bản không tâm tình nhìn sơn thủy. Hắn liền nghĩ trở về bản bộ, đã xin mấy lần, trong nội viện đều không có phê, Kim Vĩnh Hạo cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đầu Hứa Thuần Lương được bổ nhiệm làm phó viện trưởng để hắn thấy được một tia hy vọng Hứa Thuần Lương có thể tiếp nhận vị trí của hắn. Nhưng bệnh viện chức năng phân chia phi thường minh xác, Hứa Thuần Lương cũng không chịu trách nhiệm cụ thể quản lý sự vụ, cấp trên cho hắn cái này phó viện trưởng chính là vì xử lý phân viện quyền tài sản thay đổi vấn đề, có cái đầu ngậm dễ làm sự tình, cái này phó viện trưởng chính là cái trên danh nghĩa. Hứa Thuần Lương nhìn ra Kim Vĩnh Hạo không phải ngụy trang, đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Nguy Sơn đảo liền muốn nghênh đón đại phát triển, nơi này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Kim Vĩnh Hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói, chờ nơi này phát triển, ta sớm đã đi. Nghiêm Hồi Ý nói, Tiểu Kim, con của ngươi năm nay nên thi cấp 3 đi. Còn không phải sao, ta liền là chuyện này tâm phiền đâu. Bệnh viện đằng sau có một đầu đường nhỏ, dọc theo đầu này đường nhỏ có thể trực tiếp thông hướng Thạch Lương Sơn, ba người lên trên đi một đoạn, đứng tại chỗ cao quan sát bệnh viện, cả tòa bệnh viện thu hết vào mắt. Nghiêm Hồi Ý hỏi Hứa Thuần Lương quyền tài sản thay đổi tiến độ, Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết bây giờ còn chưa có minh xác. Hồ Sơn Trấn chính phủ chia hai loại khác biệt ý kiến, hiện tại Đại Hằng tập đoàn lại khí thế hung hung, cuối cùng hưu chết vào tay ai còn khó nói. Mặc dù có lãnh đạo ủng hộ bọn hắn, nhưng là Trường Hưng cũng cần xuất ra có sức thuyết phục phương án, ít nhất phải chứng minh bọn hắn có thực lực này mới được. Nghiêm Hồi Ý bởi vì lập tức liền muốn rời khỏi, nói chuyện cũng không có quá khứ cố kỵ nhiều như vậy, hai tay chống nạnh, nhìn qua dưới chân bệnh viện nói, như thế một khối lớn địa, so Trường Hưng bản bộ còn lớn hơn a. Kim Vĩnh Hạo nói, hai bên diện tích không sai biệt lắm, bất qua tổng thể kiến trúc diện tích bên này đã nhỏ đi nhiều. Nghiêm Hồi Ý nói, Trường Hưng tiếp quản nơi này về sau liền mấy năm liên tục hao tổn, phụ cấp đến nay, nơi đó chính phủ cũng không có tương quan nâng đỡ chính sách. Kim Vĩnh Hạo cười khổ nói, còn nâng đỡ đâu, người ta lúc trước vì cái gì thống khoái mà đem như thế lớn khối địa phương giao cho chúng ta, còn không phải là bởi vì nghĩ quăng bao quần áo, hiện tại chính phủ muốn phát triển nơi này. Thổ giá trị tăng lên, bọn hắn lại muốn đem mảnh đất này bán cho càng có thực lực nhà đầu tư. Nghiêm Hồi Ý nói, chỉ cần hợp đồng tại, chính phủ là sẽ không nhận nợ. Kỳ thật bệnh viện nội bộ cũng có hai loại khác biệt ý nghĩ. Một là kiên trì theo hợp đồng làm việc, tại hiện hữu trên cơ sở đầu tư kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện. Còn có một cái là thừa dịp cái này cơ hội cực tốt tướng bệnh viện chuyển tay. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là có thể cầm lại trước đó tất cả tổn thất, hơn nữa còn có thể thu hoạch được một bút lợi nhuận. Tướng số tiền kia đầu tư cho tân y viện, tập trung lực lượng tiến hành khu công nghệ cao bệnh viện kiến thiết. Kim Vĩnh Hạo cho rằng loại thứ hai ý nghĩ rất tốt, ở chỗ này kiến thiết khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, chẳng những đứng trước đầu tư vấn đề, còn đứng trước không thể dự đoán phong hiểm, mặc dù chính phủ đưa ra trọng điểm phát triển Nguy Sơn đảo, chế tạo cấp quốc gia nghỉ phép khu, nhưng nếu như Nguy Sơn đảo phát triển không như ý muốn, như vậy bọn hắn chữa bệnh dưỡng lão kế hoạch khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Vấn đề mấu chốt nhất là Trường Hưng không có nhiều tiền như vậy. Nghiêm Hồi Ý cảm khái nói, Triệu viện trưởng đối Trường Hưng quy hoạch là lâu dài, là đáng giá khẳng định, nhưng là, tài chính cũng là một cái phi thường hiện thực vấn đề, lấy hắn quy hoạch, không có 30 ức là không cách nào hoàn thành, Trường Hưng vốn liếng ta cũng là rõ ràng. Hắn lắc đầu, trên mặt biểu lộ có chút khinh thường, đổi thành đi qua hắn là không dám bộc lộ, nhưng là hiện tại không giống, hắn tiến về bệnh truyền nhiễm viện tiền nhiệm đã thành kết cục đã định. Rốt cuộc không cần nhìn Triệu Phi Dương sắc mặt, tại đồng sự trước mặt nhả rãnh vài câu, cũng không sợ truyền đến Triệu Phi Dương trong lỗ tai. Mặc dù hắn đối Trường Hưng cũng là có cảm tình, nhưng là hắn đối Triệu Phi Dương không có bất kỳ cái gì tình cảm, ước gì Triệu Phi Dương thất bại, hắn cũng cho rằng Triệu Phi Dương nhất định sẽ thất bại, một ngày này gắn liền với thời gian không xa. Hứa Thuần Lương nói, tin tưởng Triệu Viện có ý nghĩ của mình đi. Kim Vĩnh Hạo ý thức được mình lời nói mới rồi có chút nhiều. Nghiêm Hồi Ý lập tức đi ngay sảng khoái nhưng không cố kỵ gì, mình còn phải tại Trường Hưng hỗn, Hứa Thuần Lương lại là Triệu Phi Dương thân tín, vạn nhất đem lời nói mới rồi truyền đi mình nhưng liền phiền toái. Phụ họa nói, đúng đấy, lãnh đạo cách cục khẳng định so chúng ta mạnh, chúng ta muốn làm đến chính là hảo hảo chấp hành. Nghiêm Hồi Ý đề nghị lại hướng trên núi đi một chút, lập tức liền muốn rời khỏi Nguy Sơn đảo, lần sau còn không biết lúc nào tới, đột nhiên rất muốn xem thật kỹ một chút nơi này sơn thủy. Có chút hối hận không có đem mình máy ảnh DSL máy ảnh mang đến, ghi chép một chút nơi này phong thổ, hiện tại chỉ có thể dùng di động tùy tiện vỗ vỗ.
Đầu này đường nhỏ cũng không phải là leo lên Thạch Lương Sơn tốt nhất lộ tuyến, bình thường ít có người tới, mà lại đường núi dốc đứng, Nghiêm Hồi Ý cùng Kim Vĩnh Hạo bình thường đều thiếu nợ thiếu rèn luyện, bò lên không có mấy bước liền bắt đầu thở hồng hộc. Nghiêm Hồi Ý đặt mông ngồi tại trên tảng đá, hồng hộc thở không ngừng, Kim Vĩnh Hạo vịn đầu gối, cảm giác đã không chịu đựng nổi. Hứa Thuần Lương nhìn qua hai trong văn phòng năm dầu mỡ trạch nam, thật sự là im lặng, liền thân thể này còn muốn leo núi. Nghiêm Hồi Ý vặn ra hắn giữ ấm chén, uống một hớp nói. Cái này, Thạch Lương Sơn nhìn không cao bao nhiêu, cao, đứng lên thật đúng là có chút mệt mỏi. Mệt mỏi đâu? Kim Vĩnh Hạo nói, Nghiêm Viện, chúng ta xuống núi thôi. Hắn là một chút cũng không có leo núi hào hứng, bình thường lại không thích rèn luyện, nhìn so Nghiêm Hồi Ý trạng thái còn kém. Nghiêm Hồi Ý nói, như thế một tòa núi nhỏ, núi, đều chinh phục không được, còn, đàm, nói chuyện gì cách mạng công việc, nghỉ một lát, tiếp lấy, bò. Hứa Thuần Lương nói, đúng, nghỉ một lát, tiếp lấy bồi Nghiêm Viện chinh phục núi nhỏ. Nghiêm Hồi Ý làm sao nghe làm sao khó chịu, Kim Vĩnh Hạo phẩm một chút, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nghiêm Hồi Ý chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, ngươi đừng hồ thuyết a, là núi nhỏ không phải tiểu tam. Ta cũng không có vấn đề tác phong. Hứa Thuần Lương nói, Nghiêm Viện tính cảnh giác quá cao, làm một lãnh đạo, người cái này cảnh giác quá mạnh. Nghiêm Hồi Ý nói, ý muốn hại người, tâm không thể có, ý đề phòng người khác, tâm không thể không, hiện tại tin đồn thất thiệt sự tình nhiều lắm, người cùng tiểu đường. Đường, nói phân nửa không có ý tứ nói đi xuống, làm lãnh đạo giống như không nên như thế bát quái. Lần này bị Hứa Thuần Lương bắt được cái chuôi, ai là nhỏ đường đường a? Nghiêm Viện, người thế mà còn có nhỏ đường đường. Kim Vĩnh Hạo mừng rỡ ngửa tới ngửa lui, Hứa Thuần Lương không thể không nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, đừng đắc ý quên hình lăn xuống núi, đến lúc đó liền không cười được. Nghiêm Hồi Ý cũng nở nụ cười, giữa bọn hắn ít có nhẹ nhàng như vậy không khí, đại khái là bởi vì muốn rời khỏi đi, cho nên không có nhiều như vậy cảnh giác. Nghỉ trong chốc lát, Nghiêm Hồi Ý quyết định tiếp tục xuất phát, Hứa Thuần Lương thể năng ưu thế đã hoàn toàn hiện ra, nếu như không phải là vì các loại hai người bọn họ Hứa Thuần Lương sớm đã đăng đỉnh. Tới gần đỉnh núi có một chút sơn tuyền tên là Mã Đề Tuyền, kỳ thật trong nước tương tự trùng tên rất nhiều, đều là căn cứ con suối hình dạng đến mệnh danh. Thạch Lương Sơn mặc dù không lớn nhưng là con suối đông đảo, hơn phân nửa ở vào núi Bắc cái bóng chỗ, Mã Đề Tuyền là phía nam duy nhất một chút sơn tuyền. Nghe nói năm đó Hán Cao Tổ mưu sĩ Trương Lương cưỡi ngựa tới qua nơi này, lưu lại dấu vó ngựa tạo thành cái này mắt sơn tuyền. Truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, không nói đến móng ngựa có thể hay không dẫm ra một suối nước, liền cái này phía nam dốc đứng, con ngựa hẳn là lên không nổi. Nghiêm Hồi Ý cùng Kim Vĩnh Hạo đều mệt đến không được, đi vào con suối bên cạnh, dùng dự ấm chén tiếp nước liền uống, cũng mất nhiều như vậy giảng cứu. Hứa Thuần Lương ánh mắt lại bị đỉnh núi một thân ảnh hấp dẫn. Nhìn tư thế hẳn là một cái chụp ảnh kẻ yêu thích ngay tại chụp ảnh. Con mắt bị ống kính phản quang lóe lên một cái, đối phương hẳn là đã phát hiện bọn hắn, mà lại rất có thể đem bọn hắn đặt vào quay chụp phạm vi, Hứa Thuần Lương đem mình phát hiện này nói cho còn lại hai người. Nghiêm Hồi Ý để hắn đi lên trước, nhìn xem có phải hay không thương nghiệp gián điệp, tại sao muốn chụp lén bọn hắn. Hứa Thuần Lương bước nhanh hướng đỉnh núi bò đi, chỉ chốc lát sau liền đi tới đỉnh núi, áo đen nữ lang vẫn chưa đi. Đưa lưng về phía hắn đang dùng máy ảnh quay chụp hồ thiên một màu mỹ cảnh. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, cũng đã hoàn mỹ đến để cho người ta hô hấp vì đó cứng lại, Hứa Thuần Lương có chút ngạc nhiên, kỳ thật hắn dưới chân núi đã cảm thấy có chút giống, đi tới gần cảm giác hẳn là nàng. Chỉ là nơi này là chưa khai phát du khách hy hữu đến Nguy Sơn Đảo. Nàng sẽ không phải thật xa chạy đến nơi đây đến ngắm cảnh du lịch a? Nhìn chằm chằm người khác nhìn có phải hay không không lễ phép a? Thanh âm của đối phương có chút lãnh mạc. Hứa Thuần Lương ngạc nhiên nói, Mặc Hàm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến sẽ ở cái này sơn dã chi đỉnh gặp được Mặc Hàm. Áo đen nữ lang chính là Mặc Hàm, Hứa Thuần Lương tiến về Nam Giang trên đường, tại đường sắt cao tốc bên trên xuất thủ nghĩ cách cứu viện Loan Ngọc Xuyên, bởi vậy cùng Mặc Hàm quen biết, bất quá Hứa Thuần Lương từ Nam Giang sau khi quay về liền cùng nàng cắt đứt liên lạc. Mặc Hàm đưa tay lũng khởi bị gió núi thổi loạn tóc dài, lộ ra trắng noãn như tuyết tai. Sáng như băng suối con người đánh giá Hứa Thuần Lương, người này so với lần trước lúc gặp mặt hắc một chút, thô ráp một chút, bất quá tia không ảnh hưởng chút nào hắn nhan trị, còn nhiều hơn mấy phần nam tử hán oai hùng khí khái. Hứa Thuần Lương đón trên trời ánh nắng nở nụ cười,
lộ ra miệng đầy tuyết trắng chỉnh tề răng, ta vừa rồi đã cảm thấy có chút giống, không nghĩ tới thật là ngươi. Hắn chủ động vươn tay ra. Mặc Hàm không cùng hắn nắm tay ý tứ, giơ tay. Hứa Thuần Lương cố ý nhìn hai tay của mình, không bẩn à. Tay ta bẩn, Mặc Hàm tức giận nói. Ta lại không chê ngươi. Hứa Thuần Lương nắm tay lại đưa tới. Mặc Hàm thật sự là bó tay rồi, chỉ có thể đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Hứa Thuần Lương thừa cơ nhìn một chút lòng bàn tay của nàng, bạch bạch nộn nộn nào có nửa điểm cho bụi, cười tủm tỉm nói, ngươi có chút không thực tế à. Mặc Hàm nắm tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, kia đạt được đối người nào. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua trước ngực nàng treo máy ảnh, đập cái gì đâu. Mới vừa rồi là không phải chụp lén ta rồi. Không có chụp lén, chính là nghĩ xác nhận một chút có phải hay không là ngươi. Mặc Hàm đem vừa đập đến mấy tấm hình cho Hứa Thuần Lương nhìn, Hứa Thuần Lương xem một chút dù sao không có một chương đem mình đập đẹp mắt, phàn nàn nói, ngươi đây là cái gì kỹ thuật à? Ta cái này nhan chị đều có thể bị ngươi đập đến cùng khỉ lớn đồng dạng. Mặc Hàm không nhịn được cười, góc độ nguyên nhân, chụp xuống a, lại nói ta bình thường cũng không thế nào đập người. Hứa Thuần Lương khoát tay áo, mình tìm một vị trí, để Mặc Hàm cho hắn chụp lại hai tấm, Mặc Hàm thật sự là im lặng, còn tưởng rằng hắn muốn cùng mình hàn huyên vài câu đâu. Mặc Hàm giúp hắn chụp mấy bức, lúc này Nghiêm Hồi Ý cùng Kim Vĩnh Hạo cũng bỏ lên, Hứa Thuần Lương lại chào hỏi bọn họ chạy tới đập chụp ảnh chung. Mặc Hàm triệt để im lặng, Hứa Thuần Lương thật sự là không có đem mình làm ngoại nhân, xem nàng như thành chuyên trách thợ quay phim. Nghiêm Hồi Ý cũng là chụp ảnh kẻ yêu thích, nhìn thấy Mặc Hàm sử dụng thiết bị lập tức mắt đều thẳng, nàng dùng đến là Leica M10A định chế bản, máy rời thêm ống kính đều mười mấy vạn. Hứa Thuần Lương cũng không có giới thiệu, Nghiêm Hồi Ý cùng Kim Vĩnh Hạo cho rằng Hứa Thuần Lương là cái xã châu, tùy tiện gặp được người đều có thể bắt chuyện bên trên, bọn hắn làm sao biết hai người này đã sớm nhận biết. Nghiêm Hồi Ý cùng Kim Vĩnh Hạo cũng không có ý định quấy rầy người ta, đập xong chiếu liền đi một bên ngắm phong cảnh, Mặc Hàm đem đập tốt ảnh chụp cho Hứa Thuần Lương xem qua, Hứa Thuần Lương biểu thị nàng đập đến cũng tạm được. Ngươi nếu là không hài lòng, ta có thể lập tức xóa bỏ. Đừng a, dù sao đập so với ta mạnh, đúng, một mình ngươi chạy tới nơi này làm gì? Trên núi có rắn. Mặc Hàm nói, ngươi quản ta à? Ngươi thái độ này sẽ không có bằng hữu. Ta không cần. Mặc Hàm ngẩng đầu nhìn sắc trời, một chốc lát này bầu trời thế mà bắt đầu chuyển âm. Nghiêm Hồi Ý thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiểu Hứa a, giống như trời muốn mưa, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Kim Vĩnh Hạo đề nghị bọn hắn từ đông sườn núi xuống núi, bên kia thế núi tương đối hỏa hoãn, cũng là mọi người nhất thường tuyển dụng con đường, Mặc Hàm vừa rồi chính là từ con đường kia bò lên. Bốn người cùng một chỗ xuống núi, còn chưa đi đến một nửa, một trận mưa to liền bất ngờ tới. Mặc Hàm mang theo chuyên nghiệp trang bị, áo ngoài chống nước không nói, trong ba lô còn mang theo áo mưa. Cùng với nàng so sánh, Hứa Thuần Lương ba người cũng quá chật vật, không có chút nào chuẩn bị, đảo mắt công phu liền xối đến cùng ướt sũng. Mặc Hàm cho bọn hắn một cái chống nước túi, để bọn hắn đưa di động chứa ở bên trong. Cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, ngay cả đường núi đều thấy không rõ, Kim Vĩnh Hạo chỉ vào phía trước thạch ốc đề nghị đi bên trong tránh tránh, dạng này đội mưa xuống núi quá nguy hiểm. Bọn hắn đi vào viện tử trước, Kim Vĩnh Hạo dắt cuống họng nói, có ai không? Một vị lão giả đánh lấy vải dầu dù ra, nguyên bản bình tĩnh một khuôn mặt, nhưng khi hắn nhìn thấy Hứa Thuần Lương thời điểm lập tức tươi cười rạng rỡ, Hứa chủ nhiệm, là ngài a. Lão giả này chính là Hà Điền Điền phụ thân Hà Thủ Nhân, mấy năm gần đây hắn vẫn luôn ở trên núi. Hai ngày trước bồi tiếp nữ nhi ngoại tôn nữ đi trên thuyền ở mấy ngày, chủ yếu là lo lắng bên ngoài bệnh của tôn nữ lại có lặp đi lặp lại. Thấy được nàng hết thảy bình thường, lập tức lại trở về, hắn đã thành thói quen một cái nhân sinh sống. Hà Thủ Nhân mau đem bọn hắn mời đến thạch ốc. Hai gian nhà đá vốn là không lớn, bình thường Hà Thủ Nhân một người ở vẫn không cảm giác được đến, hiện tại một chút nhiều hơn bốn cái trưởng thành, lập tức lộ ra chật hẹp chật trội. Hà Thủ Nhân tìm đến chậu than, đốt đi chút lửa than, để bọn hắn ngồi ở bên cạnh sấy khô quần áo khô. Mặc Hàm trang bị đầy đủ, trên thân một điểm không có ẩm ướt. Nghiêm Hồi Ý liên tiếp đánh mấy nhảy mũi, ngồi xổm ở chậu than bên cạnh sưởi ấm, thật sự là lạnh đến không được, Kim Vĩnh Hạo so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Hứa Thuần Lương thể chất cường tráng, một chút sự tình đều không có, dùng khăn lông khô xoa xoa đầu. Hà Thủ Nhân đi sát vách phòng bếp cho bọn hắn chịu chút canh gừng đổ mồ hôi để tránh bọn hắn cảm lạnh.
Mạc Hàm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại là 12 giờ trưa, không biết trận mưa này khi nào có thể ngừng, nàng đứng dậy đi hỗ trợ. Nghiêm Hồi Ý có chút hiếu kỳ hỏi, tiểu Hứa, các ngươi đã sớm nhận biết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói ai? Nghiêm Hồi Ý nói, chụp ảnh cô nương. Hứa Thuần Lương cười nói, mới quen a. Kim Vĩnh Hạo nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, mưa không những không có nhỏ ngược lại lớn hơn, thở dài nói, mới vừa rồi còn lớn tinh trời nói thế nào hạ liền hạ xuống. Hà Thủ Nhân bưng hai bát canh gừng đi tới, bọn hắn mau chóng tới tiếp, Mặc Hàm cũng bưng một bát ra, đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương biểu thị mình không cần. Hà Thủ Nhân nói, trận mưa này chỉ ít 2 giờ, vẫn là chờ mưa tạnh lại đi thôi, ta đi làm điểm cơm, các ngươi thích hợp ăn chút. Nghiêm Hồi Ý bụng đã kêu rột rột, vậy liền phiền phức Hà lão sư. Mặc Hàm chủ động đi cho Hà Thủ Nhân trợ thủ. Kim Vĩnh Hạo hướng bệnh viện gọi điện thoại, nói cho bọn hắn mình muốn tối nay mới trở về. Không bao lâu sát vách truyền đến đồ ăn hương khí, Hà Thủ Nhân nấu một con lão gà trống, thiếp một chút bánh mì, nơi đó xưng là bánh bao hấp bánh. Lại dùng quả cà, khoai tây, đậu giác quái một cái tam tiên, đồng dạng dán lên lớn chừng bàn tay bánh bột ngô. Bưng nồi sắt trực tiếp lên bàn hướng bọn họ nói, núi này bên trên cũng không có gì ăn ngon, các ngươi liền tùy tiện ăn một chút, chào hỏi không chu toàn địa phương thông cảm nhiều hơn. Nghiêm Hồi Ý nói, cái này đã rất phong phú, Hà lão sư thật sự là tạ ơn ngài, ngài là chúng ta đại cứu tinh, không phải ngài thu lưu chúng ta đến ở trên núi tươi sống chết cóng. Hứa Thuần Lương cười nói, nào có khoa trương như vậy. Hà Thủ Nhân tìm ra một bình chỉ riêng bình dương sông men, mấy vị uống rượu không? Hắn bình thường không uống rượu, bình rượu này còn không biết là lúc nào thân thích lưu lại. Hứa Thuần Lương nói, không uống, chúng ta ăn no các loại mưa đi qua liền đi. Hà Thủ Nhân để bọn hắn ăn trước, bánh không đủ còn có thể lại thiếp. Có thể là vừa lạnh vừa đói nguyên nhân, mấy người đều ăn đến phá lệ thơm ngọt, Nghiêm Hồi Ý bữa cơm này lại tìm được lúc tuổi còn trẻ cảm giác, quá nhiều năm chưa ăn qua cái này yêu địa đạo nồi thức ăn. Hà Thủ Nhân nói cho hắn biết, chủ nếu là bởi vì nguyên liệu nấu ăn là vô hại thức ăn chay cùng thả rông chạy gà rừng, mà lại thiêu đến là chè củi, dùng đến là nước suối, trong thành đốt không ra cái mùi này. Mấy người lại là một phen cảm khái, hiện tại sinh hoạt mặc dù càng ngày càng tốt, nhưng là ăn đến đồ vật càng ngày càng không khỏe mạnh. Mặc Hàm nói, Hà lão sư đối Thạch Lương Sơn tình huống nhất định hiểu rõ vô cùng rồi. Hà Thủ Nhân nhẹ gật đầu, Thạch Lương Sơn bởi vì độ cao so với mặt biển nguyên nhân, trên núi cũng không có đặc biệt phì nhiêu sản vật, lớn nhất đặc sản ngoại trừ cây nấm chính là nước suối, đi qua ai cũng không có cảm thấy nước suối hiếm lạ, gần nhất Hiền Hồng nông trường kiến thiết nước nhà máy về sau, mọi người mới biết được nguyên lai nước suối cũng có thể bán lấy tiền, hiện tại ngay cả dân bản xứ đều lên núi đến múc nước. Hà Thủ Nhân bản tới chọn ở trên núi chính là đồ cái thanh tịnh, bởi vì lên núi người càng ngày càng nhiều, thanh tịnh thời gian cũng bị làm rối loạn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ theo Nguy Sơn đảo khai phát, hắn càng hiếm thấy hơn đến thanh tĩnh. Đứng dậy đi vào một bên mộc án bên cạnh, phía trên bày biện văn phòng tứ bảo, Hà Thủ Nhân bình thường ngay ở chỗ này viết chữ. Mộc trên bàn là Hà Thủ Nhân sao chép đến nửa thiên kim cương kinh, bởi vì bọn họ tới chơi, cho nên cũng không chép xong. Thông thiên là dùng sấu kim thể viết thành, Hứa Thuần Lương khen, Hà lão sư tay này chữ bản lĩnh rất sâu a. Hà Thủ Nhân khiêm tốn nói, giả viết xong. Nghiêm Hồi Ý cùng Kim Vĩnh Hạo cũng bu lại, phần tử trí thức đối thư họa đều cảm thấy rất hứng thú, nhất là Nghiêm Hồi Ý, hắn bình thường thích nhất Vũ Văn Lộng Mặc, vẫn là thị sách hiệp hội quản sự. Nghiêm Hồi Ý cũng đi theo bình luận, hắn nhãn lực có hạn, nhưng là cũng có thể nhìn ra Hà Thủ Nhân chữ viết đến không tệ, về phần làm sao không tệ, liền nói không đến trọng điểm. Kim Vĩnh Hạo so Nghiêm Hồi Ý càng thêm ngoài nghề, gặp được loại thời điểm này, lập tức thuộc thói quen thổi phồng lãnh đạo vài câu, hắn hướng mọi người giới thiệu Nghiêm Hồi Ý chính là thư pháp cao thủ, là Đông Châu thị thư pháp hiệp hội quản sự. Hắn thổi nâng, Nghiêm Hồi Ý tự nhiên mặt mũi sáng sủa, thuận cái đề tài này hỏi Hà Thủ Nhân có không có gia nhập thư pháp hiệp hội, nếu như không có, hắn có thể giới thiệu. Hà Thủ Nhân tương đối khiêm tốn, nói mình cái này chút trình độ sao đủ tham gia sách hiệp. Nghiêm Hồi Ý cười nói, Hà lão sư khiêm tốn, ta nhìn ngươi chữ trình độ không thấp. Hoàn toàn có thể gia nhập thị sách hiệp, ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Hà Thủ Nhân lắc đầu liên tục, kỳ thật hắn là từ thực chất bên trong xem thường sách gì hiệp loại hình tổ chức, hắn viết chữ đơn thuần yêu thích, cũng không nghĩ tới muốn chứng minh cái gì. Kim Vĩnh Hạo nói, Nghiêm Viện, ta nhìn nơi này có bút mực giấy nghiên,
nếu không ngài cũng phơi bày một ít, để chúng ta mở mang tầm mắt. Hắn là ra ngoài hảo ý, nghĩ Đập Nghiêm hồi ý mông ngựa, nhưng là có chút quá, bọn hắn là khách nhân, người ta chủ nhân đều không nói chuyện đâu, hắn nói như vậy có chút không thích hợp. Nghiêm hồi ý kỳ thật trong lòng cũng kích động, ngoài miệng giả mù sa mưa nói, không cần. Hà thủ nhân nói, Nghiêm viện trưởng không cần khách khí, mọi người tương hỗ luận bàn. Một chút cũng tốt. Nghiêm hồi ý giả ra cố mà làm dáng vẻ, vẫn là cầm lên bút lông, Kim Vĩnh Hạo liên tục không ngừng giúp đỡ hắn đi mài mực. Nghiêm hồi ý nói, ta bình thường viết lối viết thảo chiếm đa số, ta liền viết một thiên lối viết thảo đưa cho Hà tiên sinh đi. Hứa Thuần Lương nhìn ở trong mắt trong lòng thầm suy nghĩ cười, cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ, Hà thủ nhân xấu kim thể mặc dù không có nhảy thoát ra vẽ phạm vi, nhưng là hắn lối viết thảo đã có đại sư phong phạm. Người Nghiêm hồi ý chẳng những muốn viết lối viết thảo, còn phải đưa cho người ta, thật đúng là không biết mình bao nhiêu cân lượng. Kim Vĩnh Hạo liền càng buồn cười hơn, đoán chừng là vuốt mông ngựa đã đập thành quen thuộc, Nghiêm hồi ý đều muốn đi, người còn như thế dùng sức đập, làm rõ ràng tình trạng lại đập có được hay không. Nghiêm hồi ý nhấc bút lên đến nhắm hai mắt, ngưng thần uẩn khí, mặc dù không biết hắn chữ viết đến thế nào, tư thế ngược lại là nắm ra. Nghiêm hồi ý viết là một thiên phòng ốc sơ xài minh, lối viết thảo đặc thù là thông thiên cơ hồ chữ chữ tương liên, một mạch mà thành. Hứa Thuần Lương nhìn lướt qua, liền nhìn ra Nghiêm hồi ý tại lối viết thảo trên dưới qua công phu, nhưng là viết, nói xác thực chính là đến hình mà không được thần. Nghiêm hồi ý viết xong sau, Kim Vĩnh Hạo khen, chữ tốt a. Nghiêm viện ngài bức chữ này đã có vương hy chi thần vận. Hứa Thuần Lương thầm than, vuốt mông ngựa người cũng phải nắm giữ tốt tiêu chuẩn, quá mức. Đều đập đến không biết xấu hổ, Vương Hy Chi đích thật là nhất đại đại sư, nhưng là Vương Hy Chi cũng không phải là thảo thánh. Nghiêm hồi ý bức chữ này rõ ràng là tại vẽ Trương Chi lối viết thảo lớn nhất đặc điểm là vứt bỏ nhạn đuôi, tăng cường ngay cả bút, giảm bớt bút họa. Nghiêm hồi ý viết có chút tận lực, từ đầu tới đuôi chữ chữ tương liên, có chút chữ giản hóa cha mẹ cũng không nhận ra.